Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 150. Chi chi, chồn nhỏ gật đầu như gà con mổ thóc, ước gì Dương Bách Xuyên mở miệng dạy cho con chim có vấn đề lại còn lắm mồm này một bài học. Gà yếu, ngay khi chim thần ma nghe thấy lời Dương Bách Xuyên nói, giọng nói đột ngột dừng lại. Tiểu khốn, thằng nhóc kia, mi tốt nhất nên quản tốt con chồn của mi, đừng dùng vũ lực chống lại ông đây. Ông đây là một con chim thần ma hiền lành tử tế, nếu nhóc con mi dám bất kính với ông đây, Vân Thiên Tà sẽ không bỏ qua cho mi, sư phụ mi cũng không dám bất kính với ông đây đâu nhá. Một câu nhổ sạch lông chim cuối cùng cũng khiến chim thần ma thu liếm, nhưng miệng nó vẫn rất thúi. Nói lại lần nữa, hãy ngoan ngoãn đi, đừng ép ta để chồn nhỏ nhổ hết lông của ngươi. Dương Bách Xuyên nheo mắt cười, nói chuyện với chim thần ma, cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của con chim có vấn đề này. Thằng nhóc, sao mi dám? Nếu mi dám bất kính với ông đây, thì cũng đừng nghĩ sẽ lấy được thuật định thân từ chỗ ông đây. Chim thần ma đột nhiên lên tiếng. Dương Bách Xuyên sửng sốt khi nghe thấy lời chim thần ma nói, làm sao ngươi biết ta muốn thuật định thân? Ông đây là đệ nhất chim thần ma trong tam giới, trong lòng mi nghĩ cái gì, ông đây biết rất rõ. Chim thần ma Dương Dương tự đắc. Lúc này, Dương Bách Xuyên thật sự có chút kinh ngạc. Trước kia hẳn muốn học thuật định thân, là khi nhìn thấy lão đầu tụt định thân bốn đại yêu, hẳn lại nhớ tới những bộ phim thần thoại mà hẳn đã xem khi còn nhỏ, chấp niệm trong lòng có chút nặng. Nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng, chưa bao giờ nói với ai về chuyện này. Làm thế nào con chim có vấn đề này có thể nhìn thấy những suy nghĩ trong lòng hẳn? Hay là nói nó có thể nhìn thấy những sinh linh khác đang nghĩ gì? Nếu đúng như vậy, thì chuyện này sẽ rất thú vị. Ngươi, ngươi có thể biết người khác đang suy nghĩ gì sao? Ngươi còn biết thuật định thân? Dương Bách Xuyên hỏi. Chim thần ma kiêu ngạo, cổ nghiêng một chút, làm ra vẻ mũi vểnh lên trời, đương nhiên, lỗ mũi của chim ấy mà, có lẽ vẫn luôn như vậy. Tất nhiên, năng lực của ông đây còn hơn thế nữa cơ. Ngươi có biết trong lòng ta hiện tại đang suy nghĩ gì không? Dương Bách Xuyên dò xét hỏi. Chim thần ma lại lập tức chửi ầm lên, tên nhóc khốn kiếp nhà mi, lại nghĩ muốn đặt tên cho ông đây là, quả đen. Ông đây nói cho con gà yếu ớt như mi biết, ông đây là chim thần ma sổ một trong tam giới, không phải quả đen. Nghe thấy lời mảng của chim thần ma, Dương Bách Xuyên bật cười, nhưng nụ cười lại có chút âm trầm. Hân xác nhận rằng con chim có vấn đề hoàn toàn có khả năng biết những gì người khác nghĩ trong lòng. Lúc này, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, cười âm trầm nói, ngươi lại xem thử một chút xem ta đang nghĩ gì. Chim thần ma khinh thường nói, tên nhóc khốn kiếp nhà mi đang suy nghĩ. Quên đi, ông đây đi theo mi là được, mi có thể yên tâm, ông đây không có năng lực chiến đấu, sẽ không hại được tên nhóc mi, chỉ cần sau này mi đối xử với ông đây tốt hơn, ông đây có thể truyền lại bí pháp của ngươi, đảm bảo là nhất đẳng. Ông đây cũng không chạy, lão già khốn kiếp sư phụ của mi đã lấy đi một thứ giống như tính mạng của ông đây rồi, nếu ta lại động đến mi, tên sư phụ khốn kiếp của mi sẽ phá hủy thứ kia của ta, cho nên nhóc con mi không cần lo lắng. Sau khi chim thần ma nói xong, nó trực tiếp vỗ cánh bay lên, ý là mau đi thôi, sau này ông đây sẽ đi theo mi, những thứ khác thì mỹ cũng không cần lo lắng. Ha ha, biết là tốt rồi, vậy thì đi thôi, quả đen Dương mi nói xong liền xoay người rời đi, chim thần ma bay phía sau hắn. Chi chi. Lúc này, chồn nhỏ ngồi xổm trên vai Dương Nghi Vân Chí chỉ kêu, hỏi Dương Bách Xuyên trong lòng đã nghĩ cái gì, hắn làm sao lại có thể làm cho con chim vấn đề này cư xử tốt như vậy. Dương Bách Xuyên sờ sờ đầu chồn nhỏ, cười không nói, trực tiếp đi thẳng. Chỉ có hắn mới biết trong lòng vừa rồi đã động sát niệm. Để cho chim thần ma lần thứ hai nhìn thấy suy nghĩ của hắn, thực ra Dương Mỗ đã suy nghĩ, nếu con chim có vấn đề này chỉ có thể hiểu được suy nghĩ bên trong của người khác, nếu không thể vì hẳn sử dụng, vậy liền trực tiếp giết chết là xong. Nghĩ đến đây, lúc Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm chim thần ma vừa rồi, hắn quả thực đã động sát niệm. Thế là chim thần ma đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Bất kỳ sinh vật nào cũng sợ chết, hoặc nói nó chưa đến lúc chết, đều sợ hãi. Ngay cả khi đó là một con chim có vấn đề tự xưng là chim thần ma đệ nhất tam giới. Một tia sát niệm, để Dương Bách Xuyên cũng biết một chuyện từ trong miệng chim thần ma, hóa ra con chim này có nhược điểm gì đó đã bị lão đầu khống chế. Trách không được lão đầu không để lại cho hắn bất kỳ bí pháp nào để khống chế con chim này. Không phải là không có, mà là lão đầu đã nghĩ xong từ lâu đồng thời cũng giải quyết xong rồi. Có lẽ con chim này quả thực bất phàm,
lão đầu sợ hắn không thể thu thập được, cho nên lúc rời đi, ông trực tiếp giải quyết vấn đề khống chế chim thần ma, để con chim có vấn đề này ngoan ngoãn đi theo hắn. Hiện tại, có vẻ như con chim có vấn đề này hoàn toàn có một vài bản sự. Dương Mẫu nghĩ đến trước tiên không cần nóng vội, về sau chậm rãi nghiên cứu con chim này. Vừa rồi, hắn thử thăm dò mà gọi một tiếng qua đen, mà nó cũng không dám phản bác. Bây giờ cuối cùng hẳn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên bước ra khỏi cung Chí Tôn cùng với chồn nhỏ và chim thần ma. Nhìn bộ dạng của Lục Nhĩ Mi Hầu thì có vẻ nó đã đợi bên ngoài rất lâu. Nhóc Xuyên, sao rồi? Mai Tỷ bước lên phía trước. Dương Bách Xuyên bĩu môi, nghiêng người để lộ ra chim thần ma phía sau nói, chính là con quạ đen này, ta tìm được. Thật sự là một con quạ luôn này, Thiên Hồ tiến lên nói. Đôi mắt chim thần ma mở to, này, con hồ ly kia, ông đây là chim thần ma đệ nhất tam giới, không phải là quạ đen, đừng nghe tên nhóc khốn kiếp Dương Bách Xuyên này nói nhảm, gọi ông đây là chim thần ma, hoặc gọi là điểu gia cũng được, ông đây. Câm miệng, lại ăn nói linh tỉnh nữa là sẽ trực tiếp nhổ sạch lông của ngươi, để sau này ngươi chỉ có thể bị gọi là quạ đen, hiểu chưa? Ngay khi Dương Bách Xuyên nghe thấy suy nghĩ linh inh của chim thần ma, nghe cứ giống như đang tụng kinh, nhức hết cả đầu, hẳn trực tiếp mắng. Những suy nghĩ linh tỉnh của chim thần ma đột ngột dừng lại, khi nó nhìn Dương Mỗ, nó có chút sợ hãi nói, ta hiểu, thật ra ta cho rằng cái tên quạ đen này rất hay, có lẽ tổ tiên của ông có chút huyết thống của tộc Ô. À, con hồ ly nhỏ này rất đáng yêu, sau khi hóa thành người, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Tộc hồ ly trời sinh đã quyến rũ, là lô đỉnh song tu tuyệt đỉnh, cung phu trên giường có thể chiếm cứ ba hạng đầu ở tam giới. Thằng nhóc nhà mi thật có phúc khí, sau này khi ông đây hóa người, tên nhóc Mỹ cũng tìm cho ông đây một vạn nữ nhân để song tu nhé. Vạn ác đầu, nhưng rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ông đây lẽ ra đã có thể hóa hình, nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện gì, làm sao mà ta lại biến thành bộ dạng của một con gà yếu ly như thế này. Ông phải suy nghĩ thật kỹ, có chuyện gì nhỉ? Ông đây, con quạ chết tiệt, mẹ nó, người có thể im lặng và ngừng tụng kinh được hay không? Còn một lời nữa, tiểu gia ta sẽ để chồn nhỏ vặt trụi ngươi rồi đem đi nướng đấy, có tin không? Dương Bách Xuyên không nhịn được nữa mà ngắt lời chim thần ma, miệng con hàng này càng nói càng như cái xe lửa đang chạy. Mấu chốt là những gì nó nói, khiến mặt Thiên Hồ đỏ lên, cũng khiến hẳn rất mất mặt với tư cách là chủ nhân đó. Điều tôi không ngờ là con chim có vấn đề này dường như muốn biết tất cả mọi thứ, Dương Bách Xuyên sợ rằng nếu nó tiếp tục nói chuyện, có thể sẽ có điều gì đó không đứng đắn và xấu hổ sẽ lại tuôn ra từ miệng nó. Thật là một con quạ lưu manh. Tiếng gầm giận dữ của Dương Bách Xuyên với chim thần ma khiến Mai Tỷ bật cười nói, để so đo với một con quạ làm gì, ta xem như đã thấy được con quạ này quả thực có chút vấn đề, chỉ căn nó không phạm sai lầm lớn thì coi như bỏ qua đi. Dương Mỗ trong mắt Mai Tỷ lúc này đang rất tức giận. Hừ hừ. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hắn cũng biết con chim này có vấn đề về não, bệnh lầm mồm chắc hắn là trời sinh, so đo với nó chỉ tổ tự chọc mình tức chết, cho nên là lơ nó đi, hẳn sợ mình sẽ bị con chim có vấn đề này làm cho tẩu hỏa nhập ma. Ngay khi chim thần ma nghe thấy Mai Tỷ nói thay cho nó lập tức vui vẻ nói, Ây gu vẫn còn có người hiểu chuyện, con tiểu long này rất biết lý lẽ nha. Thân thể là rồng, nguyên thần cũng là rồng, nhưng chân hồn lại là con người. Một tiểu kim long giống ngươi có vẻ rất thú vị đó. Tiểu nha đầu, điểu ra cho ngươi một đề nghị, về sau ngươi nên tu luyện nhiều hơn theo hướng dung hợp nguyên thần và chân hồn, mặc dù ngươi vẫn đang tu luyện thành chân long chỉ thân, nhưng giữa chân hồn và nguyên thần vẫn chưa có dung hợp, cho nên ngươi sẽ không bao giờ có thể kế thừa thiên phú chân chính của long tộc, ngươi chỉ có thể là một ngụy long. Hơn nữa trong tương lai, việc tu luyện của ngươi sẽ càng ngày càng khó khăn, ngươi sẽ quá khuynh hướng về hướng tu luyện huyết mạch, mặc dù truyền thừa của long tộc là truyền thừa huyết mạch, nhưng đó chỉ là ngụy trang, toàn bộ truyền thừa thiên phú của long tộc là nằm trong long hồn, đó mới là truyền thừa chân chính, ngươi bây giờ chỉ có thân thể của thần thú, mà không có linh hồn của thần thú. Lời nói của chim thần ma vừa dứt, Mai Tỷ sửng sốt. Dương Bách Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn chim thần ma. Hẳn không ngờ rằng con chim có vấn đề này thật sự có chút đỉnh trong bụng, trước đó nó đã nói toạc ra thân phận của chồn nhỏ, đồng thời cũng nói về đặc điểm của thiên hồ ở hồ tộc, bây giờ nó nói nhiều lời như vậy với Mai Tỷ, mỗi câu đều có lợi. Gần như một hơi liền đào hết nội tình của Mai Tỷ ra, nói ra khuyết điểm tu luyện của Mai Tỷ, nhìn toàn thân Mai Tỷ chấn động, có vẻ đã bị nó nói trúng tim đen.
Bây giờ Dương Bách Xuyên một lần nữa xem xét kỹ con chim có vấn đề này. Có lẽ mình nên khoan dung hơn với con chim thần kinh này hơn. Dương Bách Xuyên tự nhủ. Đối với Mai Tỷ, khi nàng ấy nghe thấy chim thần ma nói chuyện với mình, nội tâm suốt nàng ấy còn lâu mới chấn định được như bề ngoài tỏ ra, nó đã sớm nổi sóng to gió lớn. Đúng là khi còn ở trên địa cầu, nàng ấy hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên liên lụy, nhưng kết quả là linh hồn đã tiến vào bình càn khôn và nhập vào một con cá rồng. Sau đó, bình càn khôn lại biến hóa, vì vậy nàng ấy đã biến hóa và tu luyện trong bình càn khôn, từng bước một tiến hóa từ cá rồng thành thân thể kim long. Nhưng đúng như con chim này nói, nàng ấy vẫn luôn thiên về tu luyện huyết mạch hay là nói tu luyện nhục thân, cũng không để ý đến long hồn, bởi vì từ sâu bên trong thì bản chất của nàng ấy căn bản là một con người. Cho dù nàng ấy đã tu luyện biến hóa đạt đến chân long, nhưng nàng ấy vẫn luôn cảm thấy thực lực của mình không thể so sánh với thần thú chân long trong truyền thuyết. Qua nhiều năm, nàng ấy cũng cảm thấy phương hướng tu luyện dường như có sự khác biệt, nhưng nàng ấy không thể tự mình tìm ra. Bây giờ khi nghe thấy con chim này nói điều này, đầu óc của Mai Tỷ nổ tung, đã hiểu ra, nghĩ lại thì vấn đề của nàng ấy rất giống như con chim thần kinh này đã nói. Cuối cùng thì bản chất linh hồn của nàng ấy vẫn là con người chứ không phải rồng. Nếu nàng ấy muốn có được sức mạnh truyền thừa thực sự của chân long, vậy thì nàng ấy phải biến thành chân long từ trong ra ngoài mới được. Nhưng đối với Mai Tỷ, nàng ấy không biết làm thế nào để biến linh hồn của mình thành linh hồn chân long hoàn chỉnh, nàng ấy không biết chút gì hết. Cho nên sau khi nghe chim thần ma giảng giải xong, mắt Mai Tỷ sáng lên, nàng ấy biết rằng con chim này đã có thể nói trúng tim đen của mình, vậy thì chắc chắn là biết cách giải quyết, một biện pháp để biến linh hồn của nàng ấy thành linh hồn chân long hoàn chỉnh. Lúc này, Mai Tỷ liếc nhìn Dương Bách Xuyên một chút, bởi vì con chim này là do sư phụ của Dương Bách Xuyên để lại cho Dương Bách Xuyên, vậy thì Dương Bách Xuyên chính là chủ nhân, để Dương Bách Xuyên khiến con chim khùng điên này mở miệng là biện pháp tốt nhất. Dương Bách Xuyên cũng hiểu ý của Mai Tỷ. Lập tức, Dương Bách Xuyên nhìn chim thần ma nói, qua đen, người có cách nào giải quyết vấn đề chuyển đổi long hồn của Mai Tỷ không? Đương nhiên, lão tử là chim thần ma đệ nhất tam giới. Vấn đề của tiểu nha đầu này đối với lão tử mà nói chỉ như ái kẹo, rất đơn giản, sao đây, con tiểu long này là vợ ngươi hay sao? Tiểu tử ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đến lúc này, chim thần ma vẫn cứ nói chuyện điên điên khùng khùng, rất đắc ý. Ngươi, ừ đúng rồi đấy, tỷ ấy là vợ của ta Dương Mỗ nhịn ý tưởng muốn bóp chết con chim này xuống mà nói chuyện. Chim thần ma cường điệu cười vui vẻ, mẹ nó, khẩu vị của tiểu tử ngươi nặng thật đấy, rồng mà cũng không tha. Ôi chao, tiểu tử ngươi đánh lão tử làm gì? Ao ai ya, ao áo, đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Đờ mờ ngươi lại mồm mép tép nhảy, xem ta làm sao nhổ sạch lông của ngươi, xé nát miệng ngươi, về sau tốt nhất nên tôn trọng nữ nhân của ta chút, ta bây giờ là chủ nhân của ngươi, còn Mai Tỷ là chủ mẫu của ngươi, nói đi, phải giải quyết vấn đề của Mai Tỷ như thế nào? Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đánh chim thần ma, đương nhiên là hắn ra tay có chừng mực, cũng chỉ là để hù dọa một chút. Hẳn sợ thân thể bé xíu của chim thần ma sẽ vô tình bị chính mình đánh chết. Thực ra Dương Bách Xuyên phát hiện con chim điên này thật sự rất có khả năng chống chịu, rõ ràng trong cơ thể không có chút dao động năng lượng nào nhưng nó lại có thể chịu được dày vò của hắn. Ao á hu, con gà yếu ớt này, con gà yếu ớt siêu to nhà ngươi, ngươi lại dám đánh lão tử, ao, lông của ông, rụng mất bao nhiêu rồi, tên gà dù này, lão tử sẽ không nói phương pháp cho ngươi tức chết, ngươi dám đánh lão tử. Còn chủ nhân si em ngươi á? Ta khinh. Nếu không phải lão già khốn kiếp Vân Thiên Tà ép lão tử đi theo ngươi, thì một tên gà dù như ngươi chỉ xứng lau mông cho lão tử, tên gà dù nhà ngươi muốn cầu cạnh ông mà còn ra tay đánh lão tử. Lão tử hận chết đi được, ngươi cứ chờ đấy, đợi lão tử nhớ lại ký ức trước kia, còn khôi phục lại pháp lực thần thông, nhất định sẽ có ngàn vạn cách bắt ngươi quỳ xuống cầu xin lão tử. Dương Bách Xuyên không ngờ con hàng này càng bị đánh càng hăng máu. Thế mà còn chưa chịu yên phận, còn rủa xả hắn kinh khủng hơn. Hắn đen mặt nói, hồn nhỏ, cho ngươi chơi đấy, đừng chơi chết là được. Chi chi chi. Chồn nhỏ đã thấy con chim quả đen này không vừa mắt từ lâu, Dương Bách Xuyên vừa nói xong liền kêu chỉ trị, tràn đáy hưng phấn, lao về phía chim thần ma. Dương Bách Xuyên thật sự không dám lại đi đánh con chim ngáo này, hân sợ mình không khống chế được mà đập chết nó. Cho nên là để chồn nhỏ ra tay. Thể hình của nó với con chim kia không chênh lệch lắm, rất phù hợp. Ao a ái ui, đồ gà dù, gà, đừng nhổ, lông, con chồn nhà mi dám, ái ui lông vũ của ta, đừng nhổ,
Dừng dừng dừng, lão tử nhận thua, ông, ui cha, chủ nhân, ông không dám nữa. Chim thần ma phát ra tiếng chu như lợn bị chọc, tiết, bị chồn nhỏ cưỡi trên thân vung vẩy móng vuốt đe dọa. Lông vũ tung bay trên bầu trời. Chồn nhỏ, dừng lại thôi. Dương Bách Xuyên mừng thầm, con hàng này vẫn cần phải được chồn nhỏ thu thập. Trong chớp mắt, nó đã bị chồn nhỏ nhổ sạch lông biến thành một con gà sọc trắng trụi lùi. Trên người còn có vết máu, Dương Bách Xuyên biết máu của con chim điên này rất có giá trị, không thể lãng phí, hắn cũng nghe thấy con hàng này mở miệng gọi chủ nhân cầu xin thương xót, cho nên mới kêu chồn nhỏ dừng lại. Chi chi! Chồn nhỏ cực kỳ hài lòng, buông chim thần ma từ dưới móng vuốt của mình ra. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên nhìn thân thể trụi lùi của chim thần ma, trông rất buồn cười. Nhưng khắc tiếp theo Dương Bách Xuyên thấy những hoa văn màu tím sẫm trên da đầy khắp cơ thể của con hang này, trông rất thần bí. Ngày sau đó đã thấy những hoa văn trên thân nó lập lòe ánh sáng, từng cọng lông vũ đen nhanh thi nhau mọc lên, nhưng cũng chỉ mọc dài một chút xíu, ít nhiều cũng chỉ đủ che đậy thân thể, cũng không tiếp tục dài ra thêm. Hẳn là cũng cần thêm chút thời gian. Thế nào, phục chưa? Dương Mỗ nhếch miệng hỏi. Chim thần ma gân cổ gào lên, ngươi, cái đổ gà. Nhìn tư thế thì con hàng này lại định khẩu nghiệp, Dương Mỗ hử lạnh, hừ. Chồn nhỏ. Chi chi, chồn nhỏ cũng rất phối hợp. Ặc, phục rồi, đừng lại đây, lông của lão tử mọc lại được cũng không dễ, vấn đề của nữ nhân nhà ngươi cứ giao cho lão tử, ta nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng. Lần này thì chim thần ma cũng học được khôn khéo. Ha ha, nếu mà không giải quyết được, thì lông vũ trên người ngươi đừng mong mọc được nữa. Ta sẽ để chồn nhỏ giám sát ngươi. Dương Mỗ híp mắt uy hiếp chim thần ma. Con hàng này mồm thì nói phục, nhưng vẫn cứ xưng lão tử, miệng quá thúi, hẳn cũng biết không sửa được, vậy thì mặc xác nó luôn. Vừa quay đầu lại nhìn thấy bốn đại yêu vẫn còn bất động thân hình, còn người Dương Bách Xuyên đảo một vòng lại quay lại hỏi chim thần ma, nhìn thử xem trên thân bốn đại yêu kia có phải là thuật định thân không. Ha ha, ngươi cầu xin lão tử đi. Chim thần ma lại tiện hề hề dở chứng. Mặt Dương Bách Xuyên đen lại, hắn vốn biết con hàng này có bệnh thần kinh, vừa mới ăn một trận đòn xong, thế mà đã lành sẹo quên đau. Ăn nói cẩn thận, nếu không, lần này trực tiếp làm ngươi nướng BBQ. Dương Bách Xuyên nghiến răng nói với Tiểu Phượng Hoàng, San Hồng, phóng lửa. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, ngọn lửa màu tím xuất hiện trong tay. À, ngọn lửa Phượng Hoàng, không ngờ bên cạnh ngươi còn có Tiểu Phượng Hoàng đấy. Đừng đừng đừng, bảo Tiểu Phượng Hoàng thu lại đi. Trẻ con không thể nghịch lửa, lão tử chỉ nói đùa mà thôi, đừng cho là thật, lão tử nói cho ngươi thuật định thân, hiếu học là chuyện tốt, lão tử thích người hiếu học như ngươi. Vừa nhìn thấy ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng thì lập tức thay đổi thái độ. Ta không có nhiều kiên nhẫn với ngươi, nếu ngươi có thể biết được người khác nghĩ gì, vậy nói cho ta biết, nếu không ta không ngại vi phạm lời của sư phụ, cũng không quan tâm ngươi có phải chim thần ma gì đó không. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói. Có lẽ cảm nhận được Dương Bách Xuyên không nói đùa, chim thần ma nghiêng cổ liếc nhìn Dương. Dụng còn bị đối phương phản phệ. Tiêu chuẩn để cân nhắc là lực lượng thần hồn của mình phải mạnh hơn đối phương. Một chữ phù niệm ra âm phù là, lâm. Nhưng phù văn vô cùng huyền diệu, bao gồm rất nhiều tin tức bên trong, rất khó giải thích. Theo lời của chim thần ma, đây gọi là đạo văn, đại đạo chỉ văn. Một đạo văn cũng đủ hẳn tìm hiểu rất lâu, có thể hiểu rõ đạo văn. Thần thông pháp thuật lĩnh ngộ được cũng làm hẳn được rất nhiều lợi ích. Thuật định thân chỉ là một trong số đó. Chỗ cường đại của đạo văn là lĩnh ngộ toàn diện. Sau đó chim thần ma bảo Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm thụ, lấy tứ đại yêu làm mục tiêu, đi cảm nhận pháp tác đạo ngữ trên người tứ đại yêu, có thể tìm hiểu ra thuật định thân hay không phải xem tạo hóa của chính hắn. Dương Bách Xuyên mang theo tâm thái nghỉ ngờ, nhưng trong lúc chờ Lục Nhĩ Mi Hầu tỉnh lại hẳn có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Đi đến trước người tứ đại yêu, Dương Bách Xuyên nói, tên Nhược Kê, lão tử nói cho ngươi là được. Cuối cùng chim thần ma cũng khuất phục dưới dâm uy của người nào đó, nói thuật định thân cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nửa tin nửa ngờ. Ở trong lòng hẳn, dù sao cũng chỉ là lời của một con chim, mức độ đáng tin không cao. Dựa theo thuật định thần mà cụa đen đã truyền thụ vào đầu hắn, thật ra đây là một phù vẫn pháp tắc. Rõ ràng Dương Bách Xuyên không biết chữ nhưng lại có thể hiểu được nghĩa của chữ phủ này, ý trên mặt chữ là pháp tắc chỉ đạo. Là đại đạo, là một loại lĩnh ngộ trong pháp tắc, chỉ cần có thể hiểu được thì có thể dùng bản thân làm môi giới, thay đổi lực pháp tắc trong phạm vi nhất định, cũng có thể hội tụ lực lượng ở trên một vật thể nào đó.
giống như tứ đại yêu bị loại lực lượng này tỏa định, sau đó thân thể bị giam cầm. Đương nhiên muốn thi triển thành công, lực lượng và thần hồn phải đủ, nếu không chẳng không có tác dụng còn bị đối phương phản phệ. Tiêu chuẩn để cân nhắc là lực lượng thần hồn của mình phải mạnh hơn đối phương. Một chữ phù niệm ra âm phù là, lâm. Nhưng phù văn vô cùng huyền diệu, bao gồm rất nhiều tin tức bên trong, rất khó giải thích. Theo lời của chim thần ma, đây gọi là đạo văn, đại đạo chỉ văn. Một đạo văn cũng đủ hẳn tìm hiểu rất lâu, có thể hiểu rõ đạo văn, thần thông pháp thuật lĩnh ngộ được cũng làm hẳn được rất nhiều lợi ích. Thuật định thân chỉ là một trong số đó. Chỗ cường đại của đạo văn là lĩnh ngộ toàn diện. Sau đó chim thần ma bảo Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm thụ, lấy tứ đại yêu làm mục tiêu, đi cảm nhận pháp tắc đạo ngữ trên người tứ đại yêu, có thể tìm hiểu ra thuật định thân hay không phải xem tạo hóa của chính hắn. Dương Bách Xuyên mang theo tâm thái nghỉ ngờ, nhưng trong lúc chờ Lục Nhĩ Mi Hầu tỉnh lại hẳn có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Đi đến trước người tứ đại yêu, Dương Bách Xuyên chuẩn bị thử xem. Sau khi nhắm mắt, phù văn chữ lâm bắt đầu lóe sáng vận chuyển trong đầu hắn. Khi hẳn tập trung ý thức vào chữ phù, trong đầu chấn động, sau đó hắn cảm nhận được rất nhiều hứ, giống như một đám bọt nước đang lơ lửng trong không trung, lại như gió nhẹ đang ở trong mưa to, dòng hải dương, trong khói bụi. Dù sao loại cảm giác này rất huyền diệu, dường như hắn có thể cảm nhận được rất nhiều vật thể, thật sự bao hàm toàn diện. Đột nhiên Dương Bách Xuyên phát hiện bên kia xuất hiện rất nhiều vật chất, phương hướng ở phía tứ đại yêu. Trên người tứ đại yêu tồn tại vật chất nguyên tố vô hình vô tướng nào đó, sau đó trong đầu hắn nổ vang. Dương Bách Xuyên biết đó chính là pháp tắc thuật định thân trên người tứ đại yêu. Tiếp theo Dương Bách Xuyên thử đi thăm dò loại lực lượng dày nặng này. Ban đầu không có manh mối gì, chỉ ngây thơ mờ mịt đi cảm nhận bằng cảm giác, dựa theo lời của chim thần ma, đạo văn này dùng lực lượng pháp tắc làm căn cơ tu luyện. Đây mới là bí pháp tu luyện pháp thuật chân chính. Pháp thuật trước kia không thể gọi là pháp thuật thực sự, nhiều nhất chỉ coi như thuật kỹ tu luyện ngưng tụ linh khí pháp lực trong cơ thể. Là thứ nông cạn nhất trong đạo tu luyện. Pháp thuật chân chính có pháp có thuật mới có thể được gọi là pháp thuật, trung tâm của nó là lực pháp tắc, lấy lực pháp tắc thiên địa làm môi giới hội tụ lực lượng thiên địa, kết hợp thật giả, đó mới là pháp thuật. Có thể móc nối với pháp tắc đại đạo chân chính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ban đầu Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng bí quyết pháp tắc do chim thần ma truyền thụ phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm hiểu được. Nhưng sau khi hắn cẩn thận cảm thụ thì phát hiện thật ra cũng không quá khó như trong tưởng tượng. Quan trọng hơn trong đầu hắn có đạo văn chữ lâm, tương đương có chìa khóa tiến vào thế giới pháp thuật. Biết rõ bí quyết tu luyện đạo văn chữ lâm trong đầu, hơn nữa hình như pháp tắc trong thiên địa cũng giống như đạo lý của linh khí thiên địa. Chẳng qua lực pháp tắc đó vẫn phải đi liên tiếp với các loại thuộc tính linh khí thì mới có thể thi triển ra pháp thuật. Chính xác hơn đây là đạo thuật. Bí quyết, lực pháp tắc, các loại năng lượng trong thiên địa kết hợp thành đạo thuật. Có bí pháp chữ lâm, Dương Bách Xuyên cảm nhận được đủ loại thuộc tính pháp tắc, đương nhiên dựa theo lời của chim thần ma, có thể tổng kết lực lượng pháp tắc bằng một câu thế gian có vạn pháp. Nhưng cũng không cảm nhận được nhiều, sau khi cảm nhận được cũng không sử dụng được nhiều. Tất cả đều cần cơ duyên môi giới. Đã biết pháp tắc, cảm nhận được pháp tắc, còn phải chính mình có thể khống chế và thân cận, cuối cùng mới có thể hội tụ thành đạo thuật. Dương Bách Xuyên cảm nhận được một loại lực pháp tắc tương đối nặng nề trên người tứ đại yêu, hiện tại nghĩ lại đó chính là thuật định thân. Trên thực tế không gọi thuật định thân, mà gọi là pháp tắc đạo thuật. Đạo văn chữ lâm chỉ là một cơ sở, nhiều nhất là diễn biến một ít pháp tắc đạo thuật có thể định thân. Mỗi một loại đạo thuật đều yêu cầu tự mình đi hiểu được tu luyện, cuối cùng có thể thi triển ra mới coi như là đạo thuật của mình. Hiện tại thuật định thân trên người tứ đại yêu khả năng cao là đạo thuật do sư phụ để lại, cho nên rất nhanh Dương Bách Xuyên đã nắm giữ được. Sau đó Dương Bách Xuyên bắt đầu thúc giục lực pháp tắc, thử đi hấp thu lực lượng đạo pháp trên người tứ đại yêu. Tiếp theo Dương Bách Xuyên thử tiếp xúc với một chút lực lượng đang giam cầm trên người tứ đại yêu. Sau đó tứ đại yêu bị cố định ở một tư thế thật lâu, cuối cùng cũng có thể cử động. Nhưng Dương Bách Xuyên lại thầm niệm một bí quyết đạo thuật, định. Tứ đại yêu vừa mới cử động được chút, thân thể lại bị dừng lại. Nhìn thấy vậy, Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn biết hắn đã học xong pháp tắc đạo thuật. Chính xác hơn hẳn đã nhập môn bí pháp đạo văn chữ lâm. Mặc dù chỉ là một chữ đạo văn, nhưng Dương Bách Xuyên biết có thể tìm hiểu ra rất nhiều tiểu đạo thuật. Dương Bách Xuyên biết loại chuyện này không vội được,
hiện tại hẳn có thể nằm giữ một đạo thuật đã rất tốt rồi, tham nhiều không hỏng, sau này nghiên cứu nhiều hơn là được, hơn nữa có chim thần ma ở, hắn không lo mấy thứ này. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng thay đổi hoàn toàn cái nhìn về chim thần ma. Ầm đùng. Đúng lúc này một tiếng nổ vang lên, Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn lại thì thấy cuối cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã tỉnh. Lúc trước dưới uy áp của bàn tay khổng lồ, Lục Nhĩ Mi Hầu nhờ họa được phúc thúc đẩy tiềm lực, tiến vào trạng thái tiến hóa. Sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu phá kén chui ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một con khí có bộ lông đậm màu, yêu khí ngập trời. Thực lực của con khí đã tăng vọt mạnh, Dương Bách Xuyên cũng không rõ hiện tại là cấp bậc gì. Nhưng dù sao hẳn cũng vui thay cho con khỉ. Chúc mừng tu vi của đại ca lại tiến thêm một bước, Dương Bách Xuyên cười nói. Lần này coi như nhờ họa được phúc, người cũng không tồi, Lục Nhĩ vui vẻ nói. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, lần này cảm ơn Lục Nhĩ đại ca, Dương Bách Xuyên ôm quyền hành lễ. Nhưng lại bị Lục Nhĩ vung tay lên không cho bái xuống. Nếu tiểu tử ngươi đã nói chúng ta làm huynh đệ thì không cần khách khí, không lẽ ngươi không muốn làm huynh đệ của ta? Lục Nhĩ giả vờ tức giận. Dương Bách Xuyên nghe vậy vô cùng vui mừng, lúc trước hân từng nói nếu lần này không chết thì sẽ làm huynh đệ với Lục Nhĩ, dù Lục Nhĩ có nhận hay không hẳn đều coi Lục Nhĩ là huynh đệ. Lúc này nghe thấy Lục Nhĩ nói vậy, cuối cùng cũng xác định. Sao có thể, ta thề từ lúc đó đã coi ngươi như huynh đệ. Dương Bách Xuyên cười nói. Ngươi đã gọi ta là đại ca, không lẽ ta còn để ý mấy nghĩ thức xã giao này. Tính lên ta đã sống hai đời, nhưng chỉ có một cái đại ca, hôm nay Lục Nhĩ Mi Hầu này thề với thiên đạo. Dương Bách Xuyên chính là huynh đệ với Lục Nhĩ này, sau này sống chết có nhau, họa phúc cùng chung. Sống chết có nhau, cùng chung họa phúc. Ngày này một người một khỉ Manaka thề với thiên đạo ở đỉnh núi Chí Tôn trở thành huynh đệ của nhau. Hoàn thành lời thề, hai người nhìn nhau cười ha, ha. Cười xong, Dương Bách Xuyên nói với Lục Nhĩ đại ca, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. Ngươi nói đi, Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Rất nhiều năm trước ở tiểu thế giới, tiểu đệ cũng kết bái với một vượn trắng, hắn tên Bạch Khởi, mặc dù bây giờ chúng ta kết bái nhưng ta muốn nói Bạch Khởi đại ca cũng coi như là huynh đệ của chúng ta. Hẳn là đại ca, chờ sau này ta tìm được hẳn, ý ta là Bạch Khởi đại ca vẫn làm đại ca của chúng ta, ngươi thấy việc này được không? Dương Bách Xuyên không có ưu điểm gì, nhưng lại rất trọng tình nghĩa, trước sau không quên Bạch Khởi, cũng vẫn luôn tìm kiếm nhưng không có tin tức. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Dương Bách Xuyên nói đến Bạch Khởi, ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, việc này theo lý nên như vậy, nhưng nghe ý của ngươi, Bạch Khởi đại ca không ở. Dương Bách Xuyên gật đầu, đúng vậy. Hắn đến từ tiểu thế giới, năm đó đi vào tu chân giới ra chút vấn đề, cho nên đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được hắn, lần này đi vào đảo Tán Tiên cũng muốn tìm hắn. Sau đó Dương Bách Xuyên kể qua về ân oán với Thái Huyền Tông cho Lục Nhĩ Mi Hầu nghe. Nếu tìm kiếm yêu tộc trên đảo Tán Tiên thì hỏi Tứ Đại Yêu là thích hợp nhất, chỉ cần là yêu tộc ở đảo Tán Tiên, chắc chắn Tứ Đại Yêu đều biết. Lục Nhĩ nhìn về phía Hắc Hồ, Cuồng Sư, Ngân Điêu và Hồng Đầu Ngô. Dương Bách Xuyên nhìn về phía Tứ Đại Yêu, vận chuyển đạo thuật giải trừ thuật định thân, sau đó hỏi Lục Nhĩ đại ca, nên xử lý bốn yêu này như thế nào? Nghe vậy Hắc Hồ vội vàng nói, đạo hữu tha mạng, hoang dã có vượn trắng, chúng ta biết, xin đạo hữu tha mạng. Tận mắt chứng kiến thú đoạn khủng bố của Vân Thiên Tà, cũng biết Dương Bách Xuyên là đệ tử của Thiên Tà Chí Tôn, hiện tại bốn yêu vẫn còn kinh sợ, không dám có ý chống lại Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ. Nghe thấy Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ nói đến vượn trắng, sau khi được Dương Bách Xuyên giải trừ thuật định thân, Hắc Hồ vội vàng xin tha nói ở hoang dã có vượn trắng, mong hai người kia có thể buông tha cho bọn họ. Dương Bách Xuyên nhìn ra được hiện tại tâm linh của bốn yêu đã hoàn toàn sụp đổ, cho bọn họ lá gan cũng không dám ra tay. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ nên xử lý bốn yêu kia như thế nào. Thân phận của sư phụ đã bị bốn người kia biết, thật ra không sao cả. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không muốn để bọn họ biết quan hệ giữa hắn và sư phụ. Tốt nhất có thể tiêu diệt bốn yêu này. Nhưng xem ý của Lục Nhĩ, có vẻ cũng không định làm khó bốn yêu. Hắn định chờ xem Lục Nhĩ sẽ làm gì. Hơn nữa hiện tại đón gia đình vợ chồng Bạch Khởi là vướng bận cuối cùng của hắn ở tu chân giới. Sư phụ từng nói tu chân cũng là tu tâm, thật ra Dương Bách Xuyên cũng biết phải giải quyết hết những tâm sự, trong lòng không có vướng bận mới có thể hài lòng rời đi. Hiện tại hẳn là cảnh giới phi thăng đỉnh phong, tiếp theo chính là phi thăng tiên giới, nhưng tiền đề là phải hiểu được ánh sáng tiếp dẫn đến tiên giới mới có thể phi thăng, bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Suy nghĩ một lúc, Dương Bách Xuyên hỏi Hắc Hổ, nói cụ thể xem, ở đảo Tán Tiên có tộc đàn vượn trắng hay ngươi chỉ nhìn thấy hai vượn trắng? Hắc Hổ nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi chuyện, trong lòng thở ra một hơi, nàng ta biết nếu Dương Bách Xuyên đã hỏi vậy tạm thời bốn người bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. Vội vàng nói, chính xác hơn là bốn vượn trắng, coi như một gia đình, nhưng hai vượn trắng thành niên đã chết, hiện tại chỉ có hai hài tử của bọn họ còn sống, hình như gọi là Bạch Long Bạch Phương thì phải. Nghe đến đó, đầu óc Dương Bách Xuyên trống rỗng. Bạch Long Bạch Phượng. Năm đó chính hắn đã đặt hai cái tên này. Nhưng, Hắc Hồ lại nói hai vượn trắng thành niên đã chết. Ý là vợ chồng Bạch Khởi đại ca đã chết. Hai đứa con của bọn họ còn sống, Bạch Long Bạch Phượng còn sống. Bọn họ chết như thế nào? Hiện tại đôi tiểu vượn trắng kia ở đâu? Dương Bách Xuyên run tẩy hỏi. Hắc Hồ bị sát ý trên người Dương Bách Xuyên dọa sợ. Nhưng nàng ta cũng nghe ra có vẻ vượn trắng rất quan trọng với Dương Bách Xuyên, vội vàng nói, bọn họ ở. Lúc này Hắc Hồ biết cảm xúc của Dương Bách Xuyên không ổn định nên không dám rong dài, nói thẳng vào trọng điểm luôn. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe xong mới biết được gia đình Bạch Khởi đại ca bị một yêu ma người sói tai họa, hiện tại Bạch Long Bạch Phượng đang ở trong núi của Hắc Hồ. Dù sao Hắc Hồ cũng là yêu tộc, có lòng đồng tình với bất cứ yêu tộc nào, đương nhiên nơi thống trị của nàng ta cũng lớn, có mạch khoáng. Cũng yêu cầu các loại tiểu yêu đại yêu đi đào quặng, siêu tập thiên tài đại bảo cho nàng ta. Nói trắng ra hiện tại Bạch Long Bạch Phượng đang làm thợ mỏ trong địa bàn của Hắc Hồ. Dương Bách Xuyên hít sâu bình tĩnh lại, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh chóng đi tìm Bạch Long Bạch Phượng, hắn sẽ không hoàn toàn tin lời của Hắc Hồ nhưng nàng ta cũng không dám lừa hắn. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn về phía Lục Nhĩ đại ca, nên xử lý bốn người bọn họ như thế nào? Ngươi quyết định đi. Mặc dù mấy trăm năm nay bọn họ đuổi giết ta, nhưng nguyên nhân là ta đánh cướp thiên tài địa bảo trong động phủ của bọn họ cho nên tu vi khôi phục mới nhanh, nói đi nói lại do ta nợ bốn yêu nhân quả cho nên tha cho bọn họ một mạng đi, Lục Nhĩ nói. Được, nếu đã vậy có thể tha cho bốn yêu các ngươi. Nhưng vân môn tiên cảnh còn thiếu bốn yêu tình quét rác, lần này ngươi chém giết huynh đệ chúng ta, cần phải gánh vác phần nhân quả này, cho nên có thể hiểu ý của ta chứ. Dương Bách Xuyên phân rõ ân oán. Cũng sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Tu vi của tứ đại yêu đều là cấp bậc lão tổ tán tiên, vân môn ở tu chân giới không có đại yêu có thực lực này, nếu có nhận bốn đại yêu đến vân môn gác cổng là tốt nhất. Bốn yêu nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, tự nhiên hiểu Dương Bách Xuyên có ý gì, hắn đang muốn cướp đoạt tự do của bọn họ. Nhưng không còn cách nào khác. Có thể tu luyện đến trình tự này đều không phải hạng người đơn giản, đều hiểu rõ lợi và hại. Sau đó bốn yêu liếc nhau. Cùng quỳ xuống nói, ta nguyện đi theo làm tùy tùng cho chủ nhân, nguyện dọn dẹp càn khôn cho vân môn, gác đại môn tiên cảnh, xin chủ nhân nhận lấy tỉnh phách của chúng ta. Nói xong giữa trán của bốn yêu bay ra tinh huyết bản mạng, bay về phía Dương Bách Xuyên. Đây là mạch máu của bốn yêu, tương đương giao tính mạng của bản thân cho Dương Bách Xuyên. Đứng lên đi, dẫn chúng ta đi tìm vượn trắng, Dương Bách Xuyên hài lòng nói. Lúc này Lục Nhĩ lên tiếng, Xuyên tử, ta phải trở lại tiên giới. Cần phải đi làm một số chuyện, bây giờ đã thu phục xong đảo Tán Tiên, với tu vi hiện tại của ngươi, sợ rằng ở tu chân giới không ai có thể thương được ngươi, huynh đệ chúng ta gặp lại ở tu chân giới. Dương Bách Xuyên sửng sốt, hẳn biết Lục Nhĩ sẽ rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại cũng có thể thông cảm, mỗi người đều có con đường riêng của bản thân mình. Hắn cũng không phải loại người làm ra vẻ, ôm quyền nói, vậy đại ca đi đến tiên giới trước, sau này đến tiên giới ta sẽ tìm kiếm đại ca. Ta đi đây đến tiên giới người ta sẽ tự có thể gặp lại. Nói xong Lục Nhĩ mi hầu phi người lên, hóa thành một đạo kim quang, ngay sau đó thiên môn phía chân trời mở ra, nhảy vào biến mất không thấy. Dương Bách Xuyên sờ một sợi lông khi còn sót lại sau tai, hơi ngẩn người, có chút buồn bã. Sư phụ và con khỉ lần lượt rời đi làm hẳn có chút không tha. Nhưng cũng biết đây là tu luyện giả, phân phân hợp hợp, sinh ly tử biệt thường xuyên xảy ra. Sau đó hắn thu hồi cảm xúc, bảo Hắc Hồ dẫn đường đi tìm Bạch Long Bạch Phượng. Ba ngày sau, trên địa bàn hoang dã của Hắc Hồ, trong ngọn núi mạch khoáng thạch lớn. Dương Bách Xuyên đỏ mắt nhìn một đôi vượn trắng xám xịt, cả người bọc bùn đất đi xuyên qua mạch khoáng. Bạch Long, Bạch Phượng. Dương Bách Xuyên đứng xa run rẩy kêu to, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi vượn trắng nhỏ nằm trong lòng ngực của hắn năm đó. Lúc này bọn họ và rất nhiều yêu tu bị người trông giữ. Đi xuyên qua khu khoáng thạch, dùng móng vuốt sắc bén đào khoáng thạch. Hai huynh muội Bạch Long,
Bạch Phượng nghe thấy giọng nói run rẩy phía sau, nghe thấy có người gọi tên của bọn họ. Bạch Long, Bạch Phượng. Bao nhiêu năm rồi không có ai gọi hai cái tên này, ở quặng mỏ vĩnh viễn chỉ có tiếng roi ra gọi bọn họ. Qua mấy trăm năm, cặp sinh đôi vượn trắng này đã chết lặng. Ngoài cha mẹ ra, trên thế gian số người có thể gọi tên bọn họ đếm được trên đầu ngón tay, tính ra cũng chỉ có gia đình nhị thúc Vân Môn. Bạch Long và Bạch Phượng quay đầu lại, quả nhiên ở phía sau cách bọn họ không xa là người quen, là nhị thúc Dương Bách Xuyên với mái tóc màu trắng. Nhị thúc, hai huynh muội đồng thời cất giọng run run nói. Là ta. Dương Bách Xuyên nhìn cặp vượn trắng, trong lòng cũng xót xa. Hân chưa từng nghĩ rằng sau lần từ biệt ở Vân Môn Sơn Hải Giới, đến khi gặp mặt lại là cảnh tượng này. Có thể nhìn ra hai huynh muội đã chịu rất nhiều khổ cực, bộ lông vốn trắng như tuyết trên người đã biến thành màu xám cho, dính đầy bụi đất. Bản thể cao to giống cha mẹ, nhưng lại gầy trơ xương, coi bộ đã bị hành hạ tơi bời. Đào quặng, nhất là quặng mỏ ở tu chân giới, Dương Bách Xuyên đã làm rồi. Hồi xưa ở Sơn Hải Giới hẳn từng đào quặng linh thạch, cũng thập tử nhất sinh. Lúc hẳn thoát khỏi công việc đào quặng đã gặp cha mẹ của Bạch Long, Bạch Phượng, sau đó kết bái huynh đệ. Sau mấy trăm năm, Dương Bách Xuyên không ngờ cặp con trai con gái của đại ca kết nghĩa lại làm thợ mỏ. Nhị thúc, hu hu. Một giây sau, Bạch Phượng nhìn Dương Bách Xuyên khóc òa. Dương Bách Xuyên vung tay giải trừ phong ấn pháp lực trên người bọn họ. Mặc dù đây là địa bàn của yêu tộc, nhưng vẫn có phong ấn hạn chế pháp lực của thợ mỏ, nếu không sẽ dễ xảy ra hỗn loạn. Dù sao một quặng mỏ cũng có rất nhiều thợ mỏ yêu tu, trên người không có trói buộc thì rất khó quản lý. Dương Bách Xuyên lại phất tay về phía Bạch Long, Bạch Phượng. Đạo thuật pháp tác vận khí, ngưng tụ nguyên tố nước trong không khí, rửa sạch bùn đất trên người bọn họ. Sau đó, cặp vượn trắng Bạch Long, Bạch Phượng hóa thành thiếu niên thiếu nữ 17-18 tuổi, ngoại hình đều rất đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy dáng vẻ hóa hình của Bạch Long, Bạch Phượng. Năm đó ở Sơn Hải Giới, hai huynh muội này vẫn chưa hóa hình. Tiếp đó là khung cảnh một nhà đoàn tụ. Đám người Mai Tỷ, Hắc Hồ đứng nhìn đằng xa, người thấp thỏm nhất là Hắc Hồ. Bởi vì quặng mỏ này là địa bàn nàng ta quản lý, tuy nhiên Hắc Hồ hoàn toàn không biết chuyện cặp vượn trắng bị bắt, chuyện này do đại yêu quản lý mỏ dưới trướng nàng ta phụ trách. Chẳng qua năm đó khi đi tuần tra mỏ, Hắc Hồ từng trông thấy vượn trắng, bởi vì vượn trắng là chủng tộc hiếm gặp nên nàng ta mới có ấn tượng, không thì cũng quên từ lâu rồi. Bây giờ thì sao? Thấy quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và cặp vượn trắng, Hắc Hồ sợ Dương Bách Xuyên sẽ trút giận sang mình. Nàng ta không nói gì, cũng không dám đến xem. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nghe Bạch Long, Bạch Phượng kể xong, bấy giờ hắn mới biết bọn họ đến quặng mỏ này là có nguyên nhân khác. Ban đầu hắn cứ tưởng là kiệt tác của Hắc Hồ, còn định giết Hắc Hồ xả giận cho hai đứa trẻ. Bây giờ hắn đã biết là không phải vậy, tính ra thì còn phải cảm ơn đại yêu đã bắt bọn họ đến quặng mỏ, không thì hai huynh muội đã mất mạng từ lâu rồi. Qua lời kể của Bạch Long, Bạch Phượng, Dương Bách Xuyên biết được năm đó bọn họ rời núi tiến vào tu chân giới không đi bằng thông đạo ở Thái Huyền Tông, mà đi theo yêu tộc Sơn Hải Giới bằng một con đường khác. Kết quả là không biết vì sao bọn họ lại xuất hiện trong man hoang đảo Tán Tiên. Sau đó là khởi đầu của cơn ác mộng, bọn họ gặp phải kẻ địch trong man hoang, không phải thế lực quặng mỏ hay thế lực yêu tộc Hắc Hồ, mà là một tên yêu ma. Yêu ma là gì? Là yêu tu thành ma. Lần ấy có khoảng 5.000 yêu tu từ Sơn Hải Giới tiến vào đảo Tán Tiên, nhưng chết đến 99%, chỉ còn hai huynh muội Bạch Long, Bạch Phượng sống sót. Theo lời kể của Bạch Long, Bạch Phượng, tên yêu ma kia là một con sói yêu hội tụ đáy ma khí, sát khí, lệ khí, âm khí trên người, vô cùng đáng sợ. Cha mẹ của họ và các yêu tu khác đều bị yêu ma hút cạn tình nguyên. Hai người có thể may mắn thoát nạn là vì cha mẹ đã thiêu đốt tinh nguyên. Cưỡng chế sử dụng bí pháp của tộc Vượn Trắng để đưa bọn họ khỏi chiến trường thảm khốc lúc đó, nhờ vậy mới giữ được tính mạng. Đương nhiên theo lời Bạch Long Bạch Phượng, bọn họ có thể chạy thoát hẳn là do con sói yêu ma kia không thèm tinh nguyên của bọn họ, tu vi quá yếu. Nếu lúc đó gã đuổi theo thì cho dù trên người bọn họ có bí pháp mà cha mẹ thiêu đốt tinh nguyên, thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau đó, hai huynh muội không ngừng chạy trốn, cuối cùng bị đại yêu dưới trướng Hắc Hồ bắt đến quặng mỏ này, trở thành thợ mỏ đào quặng suốt mấy trăm năm. Còn có một chuyện, Bạch Long nói hẳn từng cảm nhận được khí tức của con sói yêu ma kia đến gần mỏ quặng, sau đó không biết vì sao lại rút lui. Bây giờ ngẫm lại,
chắc là sói yêu ma không muốn dính líu đến Hắc Hồ nên mới không ra tay với Bạch Long, Bạch Phượng trốn tới quặng mỏ. Vì vậy có thể nói sau khi đến quặng mỏ này, hai người đã được bảo vệ. Cầu xin nhị thúc báo thù cho phụ mẫu của con. Bạch Long nói xong, Bạch Phượng cũng quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Đứng lên đi, Dương Bách Xuyên trầm giọng quát. Bạch Long, Bạch Phượng không quỳ nữa. Dương Bách Xuyên nhìn hai huynh muội và nói, chúng ta là người một nhà, sau này đừng có nói mấy lời cầu xin gì đó. Ta và cha con là huynh đệ kết nghĩa, mặc dù ta là người, hẳn là yêu, nhưng không ảnh hưởng tới việc chúng ta tôn trọng nhau. Ta thề nhất định sẽ tìm ra con sói yêu ma kia, báo thù cho phụ mẫu của các con. Cảm ơn nhị thúc, chúng con nghe theo sự sắp xếp của thúc. Hai bé vượn trắng biết rằng từ giờ phút này bọn họ đã tự do. Sau khi hiểu rõ tình huống, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn sang Hắc Hồ. Hắn còn chưa lên tiếng, Hắc Hồ đã run rẩy quỳ xuống, chú nhân minh giám, tiểu hồ không biết chuyện của vượn trắng, kẻ bắt yêu tu đào quặng là người bên dưới, chuyện ở quặng mỏ không liên quan gì đến thuộc hạ, xin chủ nhân minh xét. Nói xong Hắc Hồ dập đầu xuống đất. Đứng lên đi, ta đã biết chuyện này. Bạch Long, Bạch Phượng là cháu của ta, bị bắt nạt mấy trăm năm không thể bỏ qua như vậy được. Ngươi hiểu ý ta chứ? Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Vâng, thuộc hạ hiểu. Chủ nhân yên tâm, Hắc Hồ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Bạch Long thiếu gia và Bạch Phượng tiểu thư. Hắc Hồ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lời, sau đó đứng dậy, vèo một cái đã mất. Tiếp đó, bốn bề không ngừng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Đó là Hắc Hồ giết hết toàn bộ thuộc hạ ở quặng mỏ. Dương Bách Xuyên không đi ngăn cản, mặc cho Hắc Hồ giết hết những yêu tu dưới trướng kia. Nói thế nào thì Bạch Long, Bạch Phượng cũng đã chịu khổ mấy trăm năm ở đây. Với tính cách bênh vực người nhà của tên họ Dương nào đó, hắn nhất định phải xả giận. Nếu không phải Hắc Hồ đã giao tỉnh huyết cho hắn, thì kẻ đầu tiên hắn lấy mạng chính là Hắc Hồ. Mấy phút sau, Hắc Hồ toàn thân đẫm máu đi tới, đứng trước mặt Dương Bách Xuyên xem như phục lệnh. Chấm dứt quặng mỏ, thả tất cả thợ mỏ yêu tu. Ba người các ngươi đều cũng vậy, nhớ là toàn bộ quặng mỏ do các ngươi quản lý, ta ghét đào quặng tên họ Dương nào đó ra lệnh vô cùng bá đạo. Năm xưa hắn bị bắt đi làm thợ mỏ, để lại bóng ma tâm lý. Trong mắt tên họ Dương nào đó, dù là người hay yêu cũng như nhau. Vâng, chúng ta nhớ kỹ lời dặn của chủ nhân, lập tức giải tần tất cả quặng mỏ trong phạm vi quản lý bốn đại yêu, vội vàng nói. Số phận của bốn người họ đã nằm trong tay Dương Bách Xuyên, chắc chắn sẽ đi theo Dương Bách Xuyên rời khỏi đảo Tán Tiên, giữ lại quặng mỏ cũng chẳng có ích lợi gì. Và lại quặng mỏ cũng không đào được tiên thạch gì, giải tán thì giải tán thôi. Dương Bách Xuyên khá hài lòng về thái độ của bốn đại yêu, khẽ gật đầu rồi mới lên tiếng hỏi, các ngươi có biết sói yêu ma không? Hắn vừa hỏi xong, cả bốn đại yêu đều run lên, dòng mắt đong đầy sợ hãi. Thấy vậy Dương Bách Xuyên biết là bốn yêu Hắc Hồ biết. Quả nhiên sau khi bốn yêu đưa mắt nhìn nhau, Hắc Hồ trả lời, thưa chủ nhân, chúng ta biết, đó là cấm kỵ ở sâu trong man hoang đảo Tán Tiên, là yêu ma khác loài, đối chọi với yêu ma cổ ở sâu trong man hoang. Nhưng từ khi có đảo Tán Tiên đến nay, nơi đó đã bị phong ấn, nghe nói trấn áp yêu ma vô thượng là yêu tộc nhập ma. Nhưng trong lịch sử cũng có khi ma khí rò rỉ ra ngoài, cần nuốt yêu thú hoặc yêu tu ở man hoang, hóa thành yêu ma tà ác và cường đại. Chủ nhân, sói yêu ma mà ngài nói hắn là ma khí ở đó rò rỉ ra ngoài tạo thành. Mà thế lực bốn nhà chúng ta tồn tại là để trông coi yêu ma cốc, đây là quy củ lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng từ vạn năm trước, chúng ta không quan tâm tới yêu ma cốc nữa. Vì sao lại không quan tâm nữa? Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi. Bởi vì tổ tiên của chúng ta có vô số người bỏ mạng ở đó. Mỗi lần ma khí rò rỉ đều có rất nhiều yêu tộc chết, chúng ta. Bốn người chúng ta là huyết mạch cuối cùng của tộc đàn, không muốn tộc đàn diệt vong. Hơn nữa, ma khí sẽ không từ yêu ma cốc tràn ra, chỉ cần không có yêu tu đi vào thì không sao. Còn sói yêu ma mà ngài nhắc đến, thật sự là ta chưa từng nghe bao giờ, khả năng cao là sói yêu chạy vào yêu ma cốc bị ma hóa. Thưa chủ nhân, nơi đó quá kỳ dị, rất đáng sợ, tốt nhất là đừng đi. Trong lịch sử của bốn tộc chúng ta, bất cứ yêu tiên nào vào đó đều không có kết cục tốt. Trong lúc Hắc Hồ nói chuyện, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dương Bách Xuyên thấy kỳ lạ. Yêu ma cốc ghê gớm như vậy sao? Bất kể thế nào đi chăng nữa, hẳn đã thề trước mặt Bạch Long, Bạch Phượng là nhất định sẽ báo thù cho phu thê Bạch Khởi, không thể bỏ qua như vậy được. Hân nhìn bốn đại yêu,
điều động tất cả yêu chúng dưới trướng các ngươi tìm sói yêu ma ở man hoang cho ta, nếu không tìm thấy thì ta sẽ đi yêu ma cốc. Kẻ giết đại ca kết nghĩa của ta, dù là yêu hay ma ta đều phải có một kết quả. Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp ngay. Bốn đại yêu đồng thanh đáp. Một tháng sau, Hắc Hồ, Cuồng Sư, Ngân Điêu và Hồng Đầu Ngô đã điều động tất cả yêu chúng tại man hoang đảo Tán Tiên, gần như lật tung ba thước đất man hoang cũng không có tin tức về sói yêu ma. Tất nhiên chỉ còn một nơi chưa đi, đó là yêu ma cốc. Dương Bách Xuyên quyết định đi yêu ma cốc một chuyến. Hắn cũng muốn đi xem yêu sau khi hóa ma rốt cuộc có bản lĩnh gì, hoặc là nói yêu ma gốc là một nơi như thế nào. Sâu trong man hoang, Dương Bách Xuyên được bốn đại yêu Hắc Hồ dẫn đường đi về phía trước. Bên cạnh hẳn chỉ có chim thần ma, còn những người khác đã vào không gian bình càn khôn cho an toàn. Dù sao đây cũng là một nơi xa lạ. Ngay cả bốn đại yêu Hắc Hồ có bao đời trông coi yêu ma gốc cũng mặt mày biến sắc khi nghe thấy yêu ma gốc. Vì vậy Dương Bách Xuyên không thể không suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người. Về phần chim thần ma, tên họ Dương nào đó để cho nó đậu trên vai là có mưu tính. Mặc dù nó lắm lời, đôi khi đầu óc có vấn đẽ, nhưng như sư phụ từng nói, con chim này hiểu nhiều biết rộng. Vì thế mang theo con chim này đi yêu ma cốc xa lạ là thích hợp nhất, có chuyện gì thì có thể hỏi. Tuy hiện giờ thực lực của Hân không yếu, nhưng sư phụ rời đi tương đương với hẳn thiếu mất chỗ dựa lớn nhất. Chuyện gì cũng không dám làm bừa. Đương nhiên trong biển ý thức còn có Hắc Liên, nhưng Hắc Liên không bằng sư phụ. Lần này Hắc Liên thức tỉnh cũng chỉ khôi phục một số ký ức kiếp trước, biết một số thủ đoạn, nhưng rốt cuộc vẫn còn phải hấp thu lực thần hồn của hẳn trong biển ý thức, lấy thần hồn của hẳn nuôi dưỡng. Còn lâu mới đạt đến trình độ của Hắc Liên đệ nhất hồng hoang, lực lượng có thể hỗ trợ hắn có hạn từ cuộc chiến ở núi Chí Tôn lần này có thể phán đoán nếu Hắc Liên hỗ trợ. Hẳn hẳn mượn lực lượng của Hắc Liên thì cũng chỉ có thể đối phó với Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong mà thôi. Cao hơn thì bó tay. Hơn nữa, nhược điểm lớn nhất là Hắc Liên chỉ có thể cho hẳn mượn dùng lực lượng, chứ không thể mượn thân thể của hắn chiến đấu giống như sư phụ. Vì vậy tên họ Dương nào đó hành động không quá sốc nổi. Chủ nhân, nơi này chính là yêu ma cốc. Hắc Hồ đi trước dẫn đường, dừng lại trước một hẻm núi. Dương Bách Xuyên gật đầu. Thoạt nhìn nơi này giống một sơn cốc bình thường, khắp núi xanh tươi tùm, nhưng về mặt cảm giác lại có gì đó không bình thường. Cứ cảm thấy rất âm u. Nơi này có gì khác lạ? Dương Bách Xuyên hỏi Hắc Hồ. Thưa chủ nhân, thật ra ngày thường không có sinh linh nào đến gần yêu ma cốc, khí tức ở đây rất u ám, sinh linh rất bài xích cảm giác u ám này. Nhìn thì không có gì, nhưng sau khi tiến vào sơn cốc sẽ có sát khí, ma khí, lệ khí và khí tức hung tàn xuất hiện. Nói chung là cảm giác u ám ấy sẽ rất khó chịu. Khu vực trận ma ở sâu trong sơn cốc có ma khí cường đại bao quanh, chui ra từ chỗ phong ẩn. Đó mới là khí tức tà ác nguy hiểm. Tóm lại là không được dính phải, sinh linh có tu vi yếu dính phải sẽ bị ma hóa, biến thành ma vật hoàn toàn. Đương nhiên với tu vi của chủ nhân, chỉ cần không đến gần phong ấn thì sẽ không nguy hiểm. Nhưng chỗ phong ấn còn có một số ma vật bị ma hóa, khá là khó giải quyết. Vì vậy sau khi vào sơn cốc, chúng ta phải cẩn thận tránh cho bị ma vật quấn lấy, tuy chúng không mạnh lắm nhưng rất phiền. Hắc Hồ giảng giải rất chi tiết. Dương Bách Xuyên gật đầu, ra hiệu đi vào sơn cốc. Hắn vừa đi vừa hỏi chim thần ma, qua đen à, người biểu biết về sinh linh các loại yêu ma cỡ nào. Chim thần ma trợn mắt nói, lão tử là chim thần ma đệ nhất tam giới, có gì mà lão tử không biết chứ? Tên gà mờ nhà ngươi hỏi đúng người rồi đấy. À không. Hỏi đúng chim. Dương Bách Xuyên đen mặt, rất muốn bóp chết lại cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Giờ hắn đã biết con chim này trời sinh mỏ hốn, bản tính hóng hớt, đầu óc có vấn đề, hẳn không thèm so đo với nó. Nói đi, Dương Bách Xuyên cắn răng gắn ra một chữ. Gà mờ nghe cho kỹ đây, yêu ma là sản phẩm của yêu tu, yêu vật hóa ma hoặc tu ma. Hai từ chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt một trời một vực, điểm này giống nhân tộc. Hóa ma là bị động. Tu ma là chủ động, hóa ma thường sẽ mất đi ý thức của bản thân, một là bị ma tộc đồng hóa thay thế, hai là sinh ra ý thức hoàn toàn mới, khá là tà ác, có một số ma vật sẽ trở thành ma đầu không có tư tưởng của mình. Còn tu ma thì có thể tự lựa chọn, có ma công chuyên môn cho tu luyện. Trường hợp này thường có ý thức của mình, không bị ma khí ảnh hưởng. Nói ra thì yêu ma còn đáng sợ hơn ma đạo của nhân tộc các ngươi, bởi vì ưu thế về lực lượng, nhục thể. Của yêu tộc vốn đã mạnh hơn nhân tộc, cho nên ma tộc yêu ma hóa lợi hại hơn một chút.
Còn một điểm nữa, yêu ma vật rất ham chém giết, cho nên sau khi vào trong tên nhãi ngươi phải cẩn thận chút, lão tử không muốn bị tên nhãi ngươi liên lụy đâu. Chim thần ma nói năng không khách sáo chút nào. Dương Bách Xuyên giận nhưng chỉ có thế nhịn, sau khi vào trong còn rất nhiều vấn đề phải hỏi con chim này. Tuy con chim ngu ngốc này mỏ hốn, cũng không có sức chiến đấu thực tế, nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện nó rất hiểu biết, hình như đúng là nó biết rất nhiều chuyện trên đời. Nói gì thực dụng chút đi, có cách nào đối phó với yêu ma hay yêu ma chỉ khí không? Dương Bách Xuyên hỏi. Hi hi, người cầu xin lão tử đi, chim thần ma lại bắt đầu vênh váo. Dương Bách Xuyên cạn lời luôn. Hắn dứt khoát phất lờ con chim ngu ngốc này, đi thẳng về phía trước. Sau khi tiến vào yêu ma cốc, đúng là khí tức trong yêu ma ốc rất bất thường như Hắc Hổ đã nói. Bất trí bất giác khiến lòng người bực bội. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, cảm giác bực bội này dần dần được đè nén. Đi được trăm dặm, một tế đàn lớn xuất hiện. Khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy tế đàn, toàn thân chấn động. Bởi vì hắn đã từng nhìn thấy một tế đàn giống y như đúc. Trước đây khi đi tìm đám Triệu Nam, hẳn từng nhìn thấy một tế đàn y hệt ở Vô Gian Cốc. Có điều ở đó là tiên nhân trấn ma. Sau đó sư phụ ra tay, bỏ ra cái giá là ngủ sâu rất nhiều năm để chém ma hồn bị trấn áp ở đó. Không ngờ hôm nay hẳn lại nhìn thấy một tế đàn giống hột ở nơi này. Chắc chắn nơi này trấn áp đại ma chân chính. Hèn chỉ Hắc Hồ nói ma khí dò dỉ ra ngoài có thể ma hóa yêu tu và yêu thú. Sau khi mấy người đi vào, đột nhiên Hắc Hồ hét thất thanh, không ổn, tế đàn vỡ rồi. Lúc này ba yêu còn lại cũng mặt mày biến sắc. Mặc dù bọn họ không đến trông coi yêu ma cốc nữa, nhưng không có nghĩa là bọn họ không quan tâm. Mọi người đều biết tế đàn vỡ có ý nghĩa như thế nào. Nơi này trấn áp ma đầu hàng thật giá thật. E rằng sói yêu ma mà Dương Bách Xuyên nói tới, hay nói chính xác hơn là sói yêu ma đã cắn nuốt cha mẹ của cặp vượn trắng. Chính là ma đầu bị trấn áp ở đây. Có thể tưởng tượng ma đầu bị trấn áp sau khi ra ngoài sẽ có hậu quả gì. Nét mặt Dương Bách Xuyên cũng trở nên nặng nề, hiện tại điều hắn lo lắng là ma đầu bị trấn áp ở đây có liên quan gì tới ma đầu bị trấn áp ở Vô Gian Cốc hồi xưa hay không. Nếu có, thì phiền to. Ma đầu ở Vô Gian Cốc năm xưa được hẳn thả ra ngoài rồi lại tiêu diệt. Nếu nó và ma đầu ở đây có quan thì với tác phong làm việc của ma tộc ắt sẽ trả thù. Hân bảo bốn đại yêu Hắc Hồ tìm kiếm khắp đảo Tần Tiên mà không có tung tích của con sói yêu ma kia, bây giờ đến đây lại phát hiện ra tế đàn đã vỡ. Chuyện này chứng tỏ một điều. Có lẽ ma đầu bị trấn áp đã ma hóa trên người một con sói yêu, sau đó rời khỏi đảo Tán Tiên. Nó có thể đi đâu? Tu chân giới chăng? Nếu đi tu chân giới, vậy thì... Dương Bách Xuyên chấn động cả người, mau trở về tu chân giới. Khả năng cao là con sói yêu ma kia sẽ trả thù vân môn tiên cảnh chúng ta. Hắn nói như vậy là suy đoán có căn cứ. Bởi vì tế đàn chấn ma trước mắt và tế đàn ở Vô Gian Cốc hồi trước giống nhau như đúc. Điểm khác biệt là người chấn áp Vô Gian Cốc là 9 cổ tiên nhân, còn ở đây là 4 thế lực đám Hắc Hồ, bao thế hệ bọn họ phụ trách trông coi nơi này, nhưng bây giờ đã xảy ra vấn đề. Dương Bách Xuyên không thể không lo lắng. Đi một chuyển vô ích. Dương Bách Xuyên dẫn theo 4 yêu cấp tốc trở về tu chân giới. Từ lúc rời đi tới tiểu yêu giới rồi lại tới đảo Tán Tiên đến nay, Dương Bách Xuyên nhẩm tính thời gian khoảng hơn 360 năm. Ở nơi không phân biệt ngày đêm như tiểu yêu giới và đảo Tán Tiên, thật sự không cảm nhận được thời gian trôi qua. Ra khỏi đảo Tán Tiên trở lại tu chân giới, hắn mới phát hiện ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Nơi hẳn dẫn theo 4 yêu và chim thần ma xuất hiện là một khu vực hoang vắng ở tu chân giới, nơi này thông với địa bàn của yêu tộc đảo Tán Tiên. Hơn 360 năm qua đi, không biết tu chân giới hay vân môn có chuyện gì không? Hiện tại điều Dương Bách Xuyên lo lắng nhất là yêu ma ở Vô Gian Cốc và yêu ma cốc đảo Tán Tiên có liên hệ, từ đó trả thù vân môn. Hắn phóng thần thức cường đại ra ngoài, thuấn di chạy thẳng đến vân môn tiên cảnh. Dương Bách Xuyên chưa tới vân môn tiên cảnh nhưng thần thức đã bao trùm toàn bộ dãy núi Vân Lôi. Hiện tại ý thức của hắn cường đại đến mức trong một niệm có thể đạt tới hàng ngàn dặm, ở tu chân giới không có giới hạn như đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới. Dù sao thì hai thế giới kia đều là kết quả của tiên giới, có giới hạn thần thức cũng là chuyện bình thường. Ở tu chân giới, tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh phong của tu chân phi thăng cảnh đại viên mãn, thần thức không bị hạn chế. Thần hồn càng mạnh thì thần thức càng xa. Phạm vi thần thức 1.000 vạn dặm,
mặc dù không là gì so với tu chân giới mênh mông, nhưng đối với hẳn mà nói thì đã là thành tựu vượt xa tu chân giải rồi. Trong thần thức của hẳn, dãy núi Vân Lôi vẫn yên bình, cánh cửa bảo vệ vân môn tiên cảnh vẫn an toàn. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên thở phào một hơi. Chỉ mong là bản thân hắn nghĩ nhiều, tế đàn trấn áp giữa Vô Gian Cốc và Yêu Ma Cốc có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, không hề có liên quan. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn không ngừng dịch chuyển thức thời, rất nhanh đã tới dãy núi Vân Lôi. Theo sát bước chân ta, nơi này là dãy núi Vân Lôi nghìn vạn dặm, Dương Bách Xuyên nói với bốn đại yêu hắc hồ đang đi sau hắn. Rõ. Mặc dù đây là lần đầu tiên tới dãy núi Vân Lôi nhưng bọn họ đã phát hiện ra nơi này răng đầy sấm sét. Một người bốn yêu đi xuyên vào trong, rất nhanh, Dương Bách Xuyên dẫn theo bốn yêu đi tới vùng đất trung tâm của dãy núi Vân Lôi, cửa chính của Vân Môn Tiên Cảnh. Này Lưu Manh, nơi này là môn phái người sáng lập sao? Chim thần ma ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên nói. Dương Bách Xuyên cũng đã quen với việc con chim không biết lớn nhỏ này nên cũng không thèm so đo với nó. Đúng vậy. Đợi lát nữa vào trong thì ngậm kỹ cái miệng ngươi vào, bị người ta xé rách đừng có đi tìm ta, Dương Bách Xuyên trợn mắt, hân vung tay mở đại trận rồi đi vào trong. Lão tử là chim thần ma đệ nhất tam giới, kẻ nào dám động tới ta, trong mắt lão tử các ngươi chỉ là lũ gà nhắt. Chim thần ma lại bắt đầu lầm mồm. Dương Bách Xuyên không thèm để ý tới nó. Sau khi vào vân môn tiên cảnh, đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm giác có gì đó không đúng, toàn bộ vân môn quá mức yên tĩnh. Trong thần thức. Hẳn phát hiện tất cả người vân môn đang tập trung ở đại điện. Tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Hầu hết những thành viên cấp cao của vân môn đều có mặt ở đại điện, điều này chứng tỏ đã có chuyện lớn xảy ra. Vèo! Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện trong đại điện. Đại điện vân môn! Tử Hoàng, bên phía các cô có tin tức không? Vẻ mặt Triệu Nam tiểu tụy nói. Tử Hoàng lắc đầu. Không có, vẫn đang tìm. Có chuyện gì vậy? Bóng dáng Dương Bách Xuyên xuất hiện trong đại điện. Vân tử. Tham kiến thánh chủ. Một loạt tiếng chào vang lên. Dương Bách Xuyên đã rời khỏi đây hơn 300 năm, cuối cùng cũng đã trở về. Mọi người nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện thì đều thở phào một hơi, nhưng đồng thời cũng trở nên căng thẳng. Bởi vì chuyện xảy ra ở Vân Môn, đối với mọi người mà nói thật sự là quá lớn. Không cần phải nghĩ thức như vậy. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Bách Xuyên cảm nhận được cảm xúc bị đè nén và tâm trạng lo lắng của mọi người. Nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của mấy người Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình, tim hắn đập càng lúc càng nhanh. Vân tử, Nguyên Thanh mất tích rồi, cuối cùng Triệu Nam cũng lên tiếng. Nguyên Thanh. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, mới đầu có chút sững sờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cha, mẹ, Nguyên Thanh và Nguyên Bảo đều đã tới tu chân giới rồi sao? Nguyên Thanh, Dương Nguyên Thanh. Cái tên này sao có thể xa lạ với Dương Bách Xuyên? Năm đó sau khi trở về trái đất, bởi vì thủy chi căn nguyên mà rơi xuống biển mất trí nhớ, tình cờ quen biết với chị em Nguyên Thanh, Nguyên Bảo trên đảo nhỏ, sau đó duyên phận thế nào, Hân đã kết hôn với Nguyên Thanh rồi sinh ra một đứa con trai. Về sau trí nhớ khôi phục, hẳn đưa bọn họ trở về vân môn trên trái đất, con trai sinh ra lấy tên là Dương Nguyên Thanh, nhưng lúc hẳn rời đi Nguyên Thanh đã lựa chọn ở lại. Nói đợi con trai trưởng thành, tu luyện nhập môn trước rồi sẽ tới tu chân giới tìm hắn. Năm đó cha mẹ Dương Quốc Trung và Đoan Mộc Uyển Nhi cũng ở đây, Dương Bách Xuyên để họ ở trái đất, tôi sau này lại tới tu chân giới. Hẳn rời khỏi tu chân giới để đi tiểu yêu giới đã được hơn 300 năm, ngẫm lại mẹ con Nguyên, tranh tới đây cũng là chuyện bình thường. Đam mỹ cổ đại. Nhưng hiện tại Triệu Nam lại nói con trai Dương Nguyên Thanh mất tích. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Trái tim Dương Bách Xuyên run lên, nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh hỏi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? 300 năm trước, cha mẹ dẫn theo mẹ con Nguyên Thanh và Nguyên Bảo tới tu chân giới, nhưng khi bọn nhỏ ra ngoài đi rèn luyện thực lực, Nguyên Thanh đã mất tích. Chúng ta đã phát hiện nơi Nguyên Thanh mất tích có ma khí tà ác, ngoài ra thì không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, đã phát động toàn bộ lực lượng của Vân Môn đi tìm kiếm 3 năm nhưng không có tin tức. Hôm nay cũng là ngày mọi người mỗi tháng họp một lần, bàn bạc xong lại ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Cha mẹ, Nguyên Thanh Nguyên Bảo, Đoàn Đoàn và Viên Viên, bọn họ cũng ra ngoài đi tìm rồi, xin lỗi Vân Tử, là ta không trông nom tốt trong nhà. Vành mắt Triệu Nam đỏ lên, đầy vẻ áy náy. Nghe Triệu Nam nói vậy, đầu óc Dương Bách Xuyên như ong ong lên. Nhưng hắn biết chuyện này không phải là trách nhiệm của Triệu Nam, thân là chủ một môn phái,
chủ một gia đình, mặc dù lúc này trong lòng đã loạn nhưng ý chí nói cho hắn biết, nhất định phải bình tĩnh. Sâu trong nội tâm, thật ra Dương Bách Xuyên thiên vị đứa con trai nhỏ Dương Nguyên Thanh này hơn, nghĩ lại, Dương Nguyên Thanh vừa ra đời, Dương Bách Xuyên đã dùng nước sinh mệnh tẩy tủy cho thằng bé. Vừa sinh ra đã là tiên thiên chỉ thể, một tuổi đã là cảnh giới kim đan, đây là đứa nhỏ có thiên phú tốt nhất trong số bọn trẻ, nhưng bây giờ. Nghe ý của Triệu Nam, rõ ràng là có người cố ý, hơn nữa rất có khả năng là điều hắn lo lắng sẽ xảy ra. Hiện trường có ma khí, liệu có phải là sói yêu ma mà hẳn truy lùng ở yêu ma cốc hay không? Tế đàn trấn ma giống hệt, đây không phải là sự trùng hợp. Khả năng rất cao là ma đầu ở tế đàn yêu ma cốc chính là con sói yêu ma đã giết hại đại ca Bạch Khởi, hoặc có thể liên quan tới ma đầu ở tế đàn trấn ma vô gian cốc. Đúng lúc con trai hắn lại mất tích, hiện trường còn để lại ma khí. Dương Bách Xuyên chắc chắn đây không phải trùng hợp. Đi thôi, gọi Đoàn Đoàn, Viên Viên, Tinh Nhi, Lạc Lạc, Tiểu Mạn Mạn trở về, có thể đối phương cố ý, chuyện này để ta xử lý, mọi người đừng ra khỏi tông môn nữa. À đúng rồi, bảo cả Nguyên Tranh, Nguyên Bảo và cha mẹ quay về. Dương Bách Xuyên nghĩ, cho dù đối phương là người hay ma, nếu dám bắt con trai hắn chẳng lẽ lại không dám bắt những người khác. Dương Bách Xuyên rất xem trọng người thân, hẳn không dám để họ đi mạo hiểm. Hắn sẽ đích thân điều tra chuyện này. Trong lòng hẳn thầm thề, bất kể là ai, hắn cũng sẽ tìm ra rồi nghiền nát kẻ đó thành tro. Được, ta lập tức truyền tin cho bọn họ. Triệu Nam gật đầu. Thật ra nàng cũng rất lo lắng những người khác ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lại không ngăn được mọi người ra ngoài tìm người. Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi. Dương Bách Xuyên vừa trở về thì con trai hẳn đã biến mất, hắn cũng không có tâm tình ôn chuyện cũ với vợ mình. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lâu Hải Đường đi ra khỏi đại điện, bọn họ có thể hiểu được tâm trạng của Dương Bách Xuyên nên cũng không nói nhiều, tất cả đều rời khỏi đây. Sau khi bọn họ rời đi, Dương Bách Xuyên nhìn tứ đại yêu sư trong đại điện, con trai ta mất tích ở đâu? Hồi bẩm thánh chủ, tiểu thiếu gia mất tích ở địa hạt ban đầu của thánh địa Mạc Linh, nhưng mấy trăm năm qua, lãnh thổ thánh địa Mạc Linh đã bị Vân Môn tiếp quản, ngoại trừ phát hiện ma khí ở hiện trường thì không phát hiện ra manh mối nào khác, dưới đất cũng đã tìm rồi, tất cả đều không có. Lần này người trả lời là Chuột Vương. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, phát động toàn bộ đệ tử Vân Môn ở khắp các địa hạt, cho dù là thế lực nào thì cũng đi lục soát. Nếu phát hiện ra nơi nào có ma khí, nếu dám phản kháng hoặc không cho lục soát thì giết cho ta. Đào ba tấc đất cũng phải tìm được con trai ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta không tin thằng bé có thể biến mất một cách vô căn cứ như vậy. Còn nữa, nếu phát hiện ra nơi nào nghi ngờ, lập tức báo lên. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên âm trầm tới đáng sợ, toàn thân tân ra khí thế cường đại và sát ý, khiến tất cả cao thủ Vân Môn trong đại điện đều cảm thấy sợ hãi. Rõ. Tất cả mọi người cùng lên tiếng. Đợi tất cả ra ngoài, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hắn nói với đám hắc hồ ở lại, ba người các ngươi đi theo trợ giúp. Lúc này, ba đại yêu cuồng sư, Ngân Điêu và Hồng, Đầu Ngô không dám chậm trễ, vội vàng nhận mệnh rời khỏi đây. Hắc hồ theo ta ra ngoài một chuyến, nghề con cũng đi theo, chúng ta đến nơi Nguyên Thanh mất tích. Dương Bách Xuyên muốn đi xác nhận xem ma khí để y ải ở đó có giống với ma khí tế đàn yêu ma cốc ở đảo Tán Tiên hay không, nếu đúng là vậy thì chuyện này không đơn giản. Đám người Dương Bách Xuyên đã tới địa bàn vốn là thánh địa Vạn Linh, nơi này nằm trên một ngọn núi không tên. Hắc hồ xem thử có phải là loại ma khí của yêu ma cốc hay không. Dương Bách Xuyên bảo Hắc hồ kiểm tra ma khí còn sót lại ở hiện trường. Rõ, chủ nhân. Dứt lời, Hắc hồ bắt đầu đi loanh quanh, lúc thì nhắm mắt cảm nhận, lúc thì dùng mũi ngửi. Vài phút sau, Hắc hồ quay trở lại bên cạnh Dương Bách Xuyên. Chủ nhân. Quả đúng là loại ma khí phát ra từ tế đàn yêu ma cốc. Nhận được đáp án của Hắc Hồ, trái tim Dương Bách Xuyên run lên, chuyện mà hắn sợ nhất vẫn xảy ra hiện tại, cơ bản có thể xác định con trai nhỏ. Dương Nguyên Thanh của hẳn bị ma tộc bắt đi để trả thù, hơn nữa hung thủ đến 90% có liên quan tới ma hồn của ma đầu bị lão đầu đánh tan ở vô gian cốc, hoặc có thể nói là cùng một người. Có lẽ là sói yêu ma, cũng chính là hung thủ đã giết chết Bạch Khởi. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, có lần theo được phương hướng không? Hắc hồ lắc đầu, thuộc hạ bất tài, ma khí mà đối phương để lại không nhiều, nếu không trấn thủ yêu ma cốc thì sợ là cũng không nhận ra được, trong phạm vi 100 mét có ma khí, sau đó thì biến mất, không để lại dấu vết. Dương Bách Xuyên thở dài, lời của Hắc hồ cũng nằm trong dự liệu,
chỉ là hắn vẫn muốn tới đây thử xem, nếu thật sự dễ tìm như vậy thì đám tử hoàng đã tìm được từ lâu rồi. Trở về đi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ. Lần này có thể xác định, hoặc có lẽ là suy đoán, khả năng hung thủ bất con trai hắn chính là sói yêu ma, có mối liên hệ với ma đầu ở Vô Gian Cốc. Chứng minh đã có chuyện xảy ra. Một là có ân oán, hai là trả thù hắn. Nếu tìm để trả thù thì đã thắng tay giết chết con trai Dương Nguyên Thanh, không cần phải phiền phức như thế. Nhưng theo như những gì Triệu Nam nói, mấy đứa nhỏ đi ra ngoài du ngoạn, đến nơi này vào núi thu thập linh dược, khó tránh khỏi sẽ có lúc lạc nhau. Khi tập hợp lại thì phát hiện không thấy Dương Nguyên Thanh đâu, tất cả đi tìm thì phát hiện hình như có ma khí xuất hiện, vội vàng thông báo về nhà, kết quả người của Vân Môn gần như lật tung ngọn núi lên cũng không thấy tăm tích của Dương Nguyên Thanh. Bọn trẻ ra ngoài, duy chỉ có Dương Nguyên Thanh mất tích, những người khác lại không sao. Nói là báo thù thì hình như không đúng, nếu trả thù thì những người khác cũng trốn không thoát. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đau cả đầu, nhưng hắn có thể xác định một chuyện, con trai hắn vẫn còn sống, bởi vì ngọc bài bổn mạng vẫn chưa bị vỡ nát. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngọc sẽ nát. Hiện tại chỉ không biết, yêu ma bắt Dương Nguyên Thanh có mục đích gì. Cho dù là thế nào thì Dương Bách Xuyên nhất định phải tìm được con trai, băm vằm yêu ma thành trăm mảnh. Sau khi trở về Vân Môn, Dương Bách Xuyên mới thăm Mai Tỷ, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Nhi, Bạch Long Bạch Hổ ở trong bình càn khôn, lúc trước lo lắng nên cũng không để ý tới. Cha mẹ hắn, Nguyên Tranh, Nguyên Bảo và bọn nhỏ đã về, ba đệ tử cũng ở đây. Đương nhiên bọn họ cũng biết tin Dương Bách Xuyên trở về. Cha, Vân Tử, Sư Phụ, Thánh Chủ, từng tiếng gọi vang lên, Dương Bách Xuyên phất tay, hẳn nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt mọi người, nhất là những đứa con của mình. Là một người cha, hắn đương nhiên có thể hiểu được. Bầu không khí ngưng trọng, lúc này Dương Bách Xuyên mang theo khuôn mặt tươi cười nói, đừng lo lắng quá, ta đã đi thăm dò, Thanh Nhi không sao cả, hơn nữa rất nhanh thôi là sẽ tìm được thằng bé, vấn đề không lớn, đừng lo nghĩ nhiều. Làm trụ cột, hẳn đương nhiên không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có thể an ủi, trấn an mọi người. Vân đại ca, đều là do ta không chăm sóc tốt cho Thanh Nhi ta, hu hu hu. Lúc này Nguyên Tranh không nhịn được mà nhào vào trong lòng Dương Bách Xuyên khóc lớn. Không sao, không sao, tất cả có ta đây rồi, ta nhất định sẽ mang Thanh Nhi bình an trở về, đừng khóc nữa, mọi người còn đang nhìn kia kìa, đã mấy trăm năm hắn không gặp người vợ nhỏ tuổi nhất của mình, không ngờ vừa gặp đã có tình cảnh như thế này. Nguyên Tranh lạc mất con trai, sao có thể không lo lắng, mặc dù hiện tại nàng đã là tu chân giả hợp thể cảnh, nhưng trong lòng sớm đã rối tung, con trai Dương Nguyên Thanh mất tích 3 năm thì nàng dằn vặt, tìm con ở bên ngoài suốt 3 năm. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã quay trở về, cảm xúc kìm nén trong lòng nàng cuối cùng cũng bộc phát. Qua một lúc, được Triệu Nam an ủi, tâm trạng của Nguyên Tranh mới bình tĩnh trở lại, nhưng nàng liên tục nói với Dương Bách Xuyên nhất định phải tìm thấy con trai chính là mạng sống của nàng. Tỷ phu tất cả là tại ta, Nguyên Bảo sớm đã không phải là thiếu niên tự kỷ như lúc trước nữa, hiện tại hắn đã là tu sĩ hợp thể đại viên mãn. Nguyên Bảo, không trách đệ, đây là kiếp số của Thanh Nhi. Đệ có thể đi cùng tỷ tỷ đệ và Thanh Nhi tới tu chân giới đã là tốt làm rồi, nhìn ra được tu vi của đệ rất vững chắc, danh xưng chăm chỉ luyện tập. Tỷ phụ, ta. Được rồi, giúp ta động viên tỷ tỷ đi, chuyện của Thanh Nhi ta sẽ giải quyết, không cần phải lo lắng. Dương Bách Xuyên ngất lời Nguyên Bảo. Sau đó hẳn đi về phía cha mẹ Dương Quốc Trung và Đoan Mộc Uyển Nhi. Cha, mẹ Dương Bách Xuyên hành lễ. Cha hẳn đã độ qua đại thiên kiếp, tu vi đột phá độ kiếp trung kỳ. Xin lỗi con trai, lần này phải trách ta, đáng lẽ ta nên ra ngoài cùng với đám trẻ. Nghe cha mình lại bắt đầu tự trách, Dương Bách Xuyên cười khổ, cha, sao cha cũng giống mọi người vậy, lũ nhỏ cũng đã tu luyện mấy trăm năm rồi, hơn nữa đệ tử Vân Môn ra ngoài du ngoạn cũng là quy tắc mà con đặt ra, con đường tu chân vốn đã không thuận buồm xuôi gió, lần này xem như là kiếp nạn của Thanh Nhị, không liên quan gì tới mọi người. Cho dù thế nào thì ta cũng sẽ nhất định mang cháu trai trở về. Mẹ hắn vừa nói vừa khóc nức nở. Vâng vâng vâng, mẹ yên tâm, con nói rồi Thanh Nhi không sao, nhất định sẽ tìm được thằng bé về. Dương Bách Xuyên vội vàng trấn an mẹ. Dương Bách Xuyên nhức cả đầu, hẳn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho muội muội Dương San San và mấy người Độc Cô Vô Tình, để họ đưa mẹ đi nghỉ ngơi. Cũng để bọn họ đi nghỉ ngơi, thật ra hắn là người dày vò nhất. Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, đoàn đoàn viên viên,
Tiểu Mạn Mạn, Dương Tinh Phó, Âu Dương Nhạc Nhạc cộng thêm ba đồ đệ, Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Vũ Kiếm cúi đầu đi tới. Sư phụ, lần này là do đại sư huynh như ta không làm tốt. Cha, đều tại con. Con không phải là một tỷ tỷ tốt. Dương Bách Xuyên cười khoát tay nói, các con có thể suy nghĩ như vậy, chứng minh tất cả đều đã trưởng thành rồi, ta rất vui mừng, cứ coi chuyện này là cái giá của sự trưởng thành, nếu còn ra ngoài thì phải suy xét nhiều hơn, lúc đó sẽ không xảy ra chuyện đệ đệ mất tích nữa, lần này không trách các con được, tất cả đều lui xuống đi. Ba đệ tử và lũ trẻ đều không dám nói chuyện, lui ra khỏi đại điện. Bên trong chỉ còn lại Dương Bách Xuyên và chim thần ma trên vai hắn. Phù! Dương Bách Xuyên thở một hơi thật dài, hắn có thể an ủi tất cả mọi người nhưng lại không có ai an ủi hẳn, người mất tích là con trai hẳn, sao có thể không lo lắng được. Thật ra, hẳn là người lo lắng hơn bất cứ ai. Nhưng hắn vẫn phải quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Khi không có ai, hẳn mới có thể thoải mái thể hiện. Nụ cười trên gương mặt dần thu lại, thay vào đó là sự mệt mỏi và vẻ mặt u ám. Quả đen, có cách nào giúp ta không? Lão tử còn cho là ngươi sẽ không mở miệng, ngươi xem như hỏi đúng người rồi đó, lão tử là chim thần đệ nhất tam giới, không có gì làm khó được ta, có một cách tìm được, nhưng không xác định thời gian, cũng hao tổn tình lực rất lớn, thậm chí là sẽ bị cần trả, ngươi có muốn thử không? Chim yêu ma cảm nhận được tâm trạng của Dương Bách Xuyên, nó cũng không đấu võ mồm nữa. Dương Bách Xuyên sáng mắt lên, có cách gì, nhanh nói. Vốn dĩ hắn không ôm hy vọng gì. Cũng chẳng hy vọng chim thần ma cái gì cũng biết, chỉ là rơi vào đường cùng thuận miệng hỏi một câu, không ngờ con chim này lại thật sự có cách. Lúc này, tỉnh thần Dương Bách Xuyên tỉnh táo hắn lên. Chim thần ma nghiêng đầu nói, lão tử truyền cho ngươi trận pháp tên là, lấy máu của bản thân đốt mỗi dẫn, suy đoán thiên cơ là có thể tìm được người ngươi muốn tìm, đương nhiên phải căn tới lệnh bài bổn mạng của con trai ngươi. Tuy nhiên, không có thời gian chính xác, nó có thể được tìm thấy trong vòng một năm, có thể là 10 năm. 100 năm hoặc thậm chí lâu hơn, nói cách khác, trong thời gian này ngươi phải đốt cháy máu của mình mà không được để gián đoạn, cái giá phải trả rất lớn, hơn nữa vô cùng tiêu hao nguyên thần, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Đó là con trai ta, đừng nói là đốt cháy máu, cho dù là cái mạng này thì ta cũng không tiếc, chớ nói nhảm, nhanh truyền cho ta trận pháp nhiên huyết thiên cơ. Dương Bách Xuyên không hề do dự. Trên đỉnh của Vân Môn Tiên Cảnh, vào ngày này, Ngé Con, Thú Vân Lôi, Trồn Nhỏ, Tiểu Phượng Hoàng, còn có một chim thần ma hộ pháp cho Dương Bách Xuyên. Chim thần ma ngồi trên đầu Ngé Con, đương nhiên là đi theo để cằn nhằn, chứ nó cũng không đi hộ pháp. Bởi vì phải thi triển nhiên huyết thiên cơ đại trận để suy ra thiên cơ, đại trận tuyệt đối không thể dừng lại, cho nên chim thần ma đã căn dặn nhất định phải có hộ pháp. Cho nên mấy thần thú liền đảm nhận vai trò hộ pháp. Bên ngoài vòng tròn, Triệu Nam và mấy nữ nhân đang quan sát, bọn họ vô cùng lo lắng. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã giải thích ngăn gọn về trận pháp nhiên huyết thiên cơ, nhưng nàng ấy lại đoán được, trận pháp này nhất định sẽ có cái giá rất lớn, nếu không cũng sẽ không sắp xếp mấy thần thú đến hộ pháp ngay trong nhà mình như vậy. Còn về những người khác, Dương Bách Xuyên vẫn phát động ra ngoài tiếp tục tìm kiếm như trước, dẫn đầu là Tử Hoàng cùng Tứ Đại Yêu và hàng chục cao thủ được Dương Bách Xuyên cứu ra khỏi vô gian cốc trước đó. Thậm chí còn phát lệnh triệu tập của Vân Môn. Hiệu lệnh cho vô số tông môn lớn nhỏ ở tu chân giới tìm kiếm Dương Nguyên Thanh. Dương Bách Xuyên hứa, bất kỳ ai có thể có được tin tức chính xác, Vân Môn sẽ treo thưởng 1 triệu viên linh thạch thượng phẩm, 100 loại đan dược, hơn nữa có thể trực tiếp vào rừng ngộ đạo và điện thành tiên của Vân Môn tiên cảnh. Sau khi phần thưởng được truyền ra ngoài, cả giới tu chân đều náo loạn. Chưa kể đến thứ khác, chỉ cần 1 triệu viên linh thạch thượng phẩm và 100 loại đan dược thôi cũng đã là một con số khổng lồ rồi. Thậm chí là cấp độ đến những thánh địa khác cũng chưa chắc có được. Huống chỉ còn có thể vào hai thánh địa tu luyện là Điện Thành Tiên và Rừng Ngộ Đạo của Vân Môn Tiên Cảnh. Hiện giờ Rừng Ngộ Đạo và Điện Thành Tiên đã vang danh khắp tu chân giới, bên trong những thánh địa khác không có thánh địa tu luyện như Rừng Ngộ. Đạo và Điện Thành Tiên ở Vân Môn. Một đồn 10, 10 đồn 100, người bên ngoài dù là người hay yêu cũng đều hướng tới Điện Thành Tiên và Rừng Ngộ Đạo của Vân Môn. Đối với giới tu sĩ bên ngoài, chỉ cần có thể vào Điện Thành Tiên hoặc Rừng Ngộ Đạo của Vân Môn Tiên Cảnh là sẽ có cơ hội thành tiên, nếu không thì cũng có thể khiến tu vi tăng lên nhanh như ngồi hỏa tiễn một lần. Bởi vì mấy trăm năm nay đệ tử trong Vân Môn thăng tiến quá nhanh, nhanh đến mức khiến cả tu chân giới đều sợ hãi, sau đó mới biết Vân Môn Tiên Cảnh có Rừng Ngộ Đạo và Điện Thành Tiên. Ai cũng muốn vào đó.
mà lần này Vân Môn Tiên Cảnh ra lệnh triệu tập, khiến cả tu chân giới náo loạn, bao gồm cả mấy thánh địa khác đều muốn vào rừng ngộ đạo và điện thành tiên để tu luyện. Dù sao thì bây giờ Vân Môn Tiên Cảnh cũng chính là một thánh địa tu luyện trong mắt người tu chân, thậm chí địa vị đã vượt qua 9 thánh địa lớn. So về thực lực và thế lực thì đạt đã tới đỉnh cao mà Dương Bách Xuyên khoe khoang khoác lác với sư phụ mình năm đó, trở thành tông môn vượt qua cả thánh địa. Trong 9 thánh địa lớn, thánh địa Vạn Linh và U Linh Chỉ Đô đã bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt. Mà vào năm ma tộc bùng nổ, Vân Môn đại chiến, mấy thánh địa tham gia cũng đã tổn thương nặng nề, không bị diệt môn mà còn có thể duy trì địa vị thánh địa đến nay đã là may mắn lắm rồi. Cho nên Vân Môn hiện giờ đã là một sự tồn tại siêu việt. Vân Môn ra lệnh triệu tập, gần như là tất cả tông môn tu chân giới đều hưởng ứng. Sau chuyện này, dù có tìm được tin tức của Dương Nguyên Thanh hay không, Vân Môn nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Hơn nữa lệnh triệu tập của Vân Môn không có hạn chế, ngay cả yêu tộc cũng có thể. Cho tới nay, Vân Môn luôn thu nạp đệ tử yêu tộc, chẳng qua tu chân giới lấy người tu chân làm chính đạo, yêu tộc không dám dễ dàng bước vào Vân Môn. Nhưng sau sự việc này, yêu tộc ẩn náu ở khắp nơi trong tu chân giới đều rời núi, ai cũng muốn vào Vân Môn. Dù sao thì gốc gác của Vân Môn Tiên Cảnh cũng là do 5 vạn yêu tụ lập ra, điều này cả tu chân giới đều biết. Hơn nữa Vân Môn Tiên Cảnh cũng là tông môn được yêu tộc thấy có thiện cảm nhất trong tu chân giới. Điều này cũng khiến cho Vân Môn Tiên Cảnh trở thành thế lực khó có thể vượt qua ở tu chân giới, thậm chí còn có thể sánh ngang với tiểu yêu giới và đảo tán tiên. Bởi vì chuyến đi đến tiểu yêu giới, Dương Bách Xuyên đã nổi tiếng, đồng thời cũng thân thiết với tộc thần Phượng do Mai Thị Dĩnh lãnh đạo, các gia tộc huyết mạch khác như Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, cũng nhìn thấy quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Phong Tiên, mà Phong Tiên là sinh linh tiên giới, nên cả tiểu yêu giới đều phải nể mặt. Đảo tán tiên càng không cần phải nói, trận chiến trên núi Chí Tôn, Dương Bách Xuyên đã trực tiếp và gián tiếp giết sạch cao thủ đứng đầu đảo tán tiên. Cả đảo tán tiên chỉ còn lại 4 đại yêu Hắc Hồ, Ngân Điêu, Cuồng Sư và Hồng Đầu Ngô bị Dương Bách Xuyên thu vào, đưa về Vân Môn Tiên Cảnh để canh cổng quét rác. Cho nên Vân Môn Tiên Cảnh trở thành thế lực hàng đầu, đương nhiên không cần phải nói. Trước mắt Dương Bách Xuyên đã bắt đầu bày trận, chuẩn bị suy ra thiên cơ để tìm kiếm con trai út Dương Nguyên Thanh. 3 giờ sau, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng khởi động trận pháp. Nguyên Thanh, đưa thẻ bổn mạng của Thanh Nhi cho ta. Dương Bách Xuyên bảo Nguyên Tranh xa xa đưa thẻ bổn mạng của con trai Dương Nguyên Thanh, dựa theo cách nói của chim thần ma, thẻ tên chính là chìa khóa để tìm kiếm, bởi vì trên đó có chứa ấn ký bổn mạng của Dương Nguyên Thanh. Nguyên Tranh lo lắng đưa thẻ bổn mạng của con trai cho Dương Bách Xuyên. Để vào trong trận pháp, chim thần ma chỉ điểm. Dương Bách Xuyên cầm thẻ bổn mạng của con trai Dương Nguyên Tranh, trên thẻ không hề xuất hiện vết nứt nào, trong lòng hẳn cũng thở phào một hơi. Điều này chứng tỏ đến giờ con trai hắn vẫn an toàn, ít nhất là không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Bách Xuyên thở dài, ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm, trận khởi. Sau khi nói ra hai chữ này, hào quang bốn phía lóe lên, một vầng sáng màu vàng ngoài tròn trong vuông bắt đầu kích hoạt. Sau đó Dương Bách Xuyên thúc giục tình huyết của mình rơi xuống thẻ bổn mạng của Dương Nguyên Thanh, phụ tử liên tâm, máu huyết hợp nhất, lại dùng thần lực thúc giục mới có thể khởi động trận pháp. Bùm! Khi máu rơi xuống thẻ bổn mạng, Dương Bách Xuyên bắt đầu thiêu đốt máu huyết trong lòng. Đầu hắn choáng váng, cảm giác ý thức đã rơi vào bóng đêm khôn cùng, như thể tiến vào không gian hắc liên vậy, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng điều khác biệt là, trong trạng thái bóng tối vô tận này, hẳn lại có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Nhìn kỹ thì ánh sáng này chính xác là thẻ bổn mạng của con trai Dương Nguyên Thanh. Lúc này thẻ bổn mạng đang lơ lửng trong bóng đêm, tiến về phía trước từng chút một. Như một ngọn đèn trong đêm tối, dẫn đường cho hẳn đi về phía trước, mà cũng không biết là nơi nào. Điều này khiến Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, trong bóng đêm vô tận vang lên giọng nói của chim thần ma. Tiểu hỗn đản, đây chính là thiên cơ chỉ dẫn của trận pháp thiên cơ biến hóa ra, ngọn đèn kia chính là thẻ bổn mạng của con trai ngươi, dưới sự thúc giục của sức mạnh thiên cơ, sẽ dẫn ý thức của ngươi đi tìm hắn. Lúc này trạng thái của ngươi giống như nguyên thần du hành. Đợi sau khi ngọn đèn kia dừng lại, bóng đêm sẽ tan biến, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, vị trí của con trai ngươi, có thể tìm được hắn. Nhớ kỹ phải theo sát ngọn đèn bổn mạng, mặt khác ngươi cũng phải duy trì thiêu đốt máu huyết không được dừng lại, nếu dừng lại thì mọi công sức của ngươi đều sẽ đổ sông đổ biển. Giọng điệu của chim thần ma lúc này xem như là nghiêm túc. Dương Bách Xuyên nghe xong giật mình, hóa ra còn có chuyện như vậy.
hắn biểu thị đã biết. Sau khi ổn định tinh thần, đi theo sự chỉ dẫn của ngọn đèn, hành tẩu trong bóng đêm vô tận. Nhìn từ bên ngoài thì Dương Bách Xuyên giống như đang ngồi xếp bằng giữa trận pháp không động. Đậy, nhưng thể đang xuất thần. Thần thú hộ pháp, một nhóm phụ nữ và trẻ con đều đang ở bên ngoài, không ai lên tiếng, bọn họ đang đợi Dương Bách Xuyên tỉnh lại. Mọi người biết lần này có tìm được Dương Nguyên Thanh hay không, phải xem thi pháp của Dương Bách Xuyên lần này. Một ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian trôi qua một cách vô thức, mọi người cũng đang chờ đợi. Dương Bách Xuyên ngồi trong Nhiên Huyết Thiên Cơ đại trận trên đỉnh núi chính của Vân Môn, trên người đã vương một lớp cho bụi dày, nhưng không hề cử động. Chim thần ma ngồi trên vai hẳn ngủ một giấc. Mấy thần thú vẫn rất tận trung với vị trí của mình, tập trung quan sát bên ngoài. Mấy người Triệu Nam cũng ngồi xuống tu luyện cùng Dương Bách Xuyên. Trong bóng tối vô tận mà thiên cơ bày ra, Dương Bách Xuyên vẫn đang đi theo ngọn đèn bổn mạng phía trước. 10 năm, 20 năm, 50 năm, mãi đến khi 100 năm trôi qua, bóng đêm vô tận cuối cùng cũng đã xuất hiện thay đổi. Trong khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng người, bóng tối xung quanh tan biến, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ, mà cung điện này lại được xây dựng bên cạnh một con sông nham thạch nóng chảy. Dương Bách Xuyên theo bản năng nói, đây là đâu? Ngay sau đó chim thần ma cũng lên tiếng, tiểu hỗn đản, đây là một nơi dưới lòng đất 3.000 dặm. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, 3 vạn dặm dưới lòng đất. Lấy Vân Môn của ngươi làm tiêu chuẩn, đi 90 vạn dặm về phía tây, rồi thẳng xuống đất 3.000 dặm, chính là nơi này chim thần ma giải thích với Dương Bách Xuyên. Chim thần ma biết rõ như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dương Bách Xuyên nghĩ lại có lẽ hắn đã đi ra khỏi địa phận của 9 đại tiên cương tu chân giới. Thời gian đã trôi qua 100 năm, hẳn đã đi theo ngọn đèn bổn mạng trong bóng đêm vô tận của trận pháp suốt 100 năm, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Lúc này ngọn đèn bổn mạng dẫn đường vẫn lơ lửng tiến về phía trước, Dương Bách Xuyên vẫn tiếp tục đi theo. Cung điện trước mắt nằm ở bên kia sông Nham, ngọn đèn dẫn đường bổn mạng đưa Dương Bách Xuyên đến bên bờ sông Nham thạch nóng chảy. Ở đây có một con đường nhỏ dẫn đến bên kia sông, sau khi ngọn đèn dẫn đường bổn mạng qua sông. Đến trước cung điện lớn thì đột nhiên chấn động dừng lại. Dường như có một bức tường đang chặn ngọn đèn chỉ dẫn bổn mạng. Quả đen, làm sao vậy? Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi chim thần ma, hẳn biết chim thần ma luôn ở bên cạnh. Có kết giới tồn tại, giọng điệu lười biếng của chim thần ma vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhướng mày hỏi, có cách nào không? Không có cách nào, người phải biết rằng trạng thái hiện tại chỉ là một hình ảnh do thiên cơ bày ra. Ngọn đèn dẫn đường bổn mạng có thể đưa ngươi đến đây, cũng chứng tỏ con trai ngươi đang ở đây, tiếp theo ngươi phải tự mình hành động, hiểu ý tử của lão tử không? Giọng điệu của chim thần ma nghe như đang nằm mơ. Được rồi, ta phải làm sao mới có thể tỉnh lại? Nếu đã như vậy, hần không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, sau khi biết rõ nơi này, ý thức trở về, dẫn người đến giết chết người ở đây, cứu con trai ra mới là chuyện quan trọng nhất. Rất đơn giản, niệm trong lòng một câu. Thiên diễn hồi khứ, là ngươi có thể trở về. Chim thần ma nói. Dương Bách Xuyên khẽ niệm trong lòng, ngay sau đó choáng váng đầu óc, cung điện trước mắt cũng biến mất. Bên ngoài nổ ầm một tiếng, ánh sáng từ trận pháp cũng tiêu tan. Dương Bách Xuyên mở mắt. Hắn vẫn ở trên đỉnh núi Vân Môn, ánh sáng của trận pháp tắt đi, xung quanh là Ngé Con và mấy người tiểu phượng hoàng, bên ngoài là Triệu Nam và mấy nữ nhân khác, phụ mẫu con cái. Nhưng sau đó chỉ chớp mắt thôi cũng khiến Hân sửng sốt, hẳn thấy trên người mọi người đều phủ một lớp cho bụi rất dày, như những tượng đá. Chủ nhân tỉnh rồi. Ngé Con và những người khác là trung thành nhất, vẫn luôn bảo vệ xung quanh Dương Bách Xuyên, hộ pháp cho hẳn, cũng là người đầu tiên phát hiện Dương Bách Xuyên đã tỉnh lại. Giọng Ngé Con đã đánh thức những người khác. Xuyên tử. Phụ thân. Một loạt âm thanh vang lên, mọi người thấy Dương Bách Xuyên thức dậy đều vội vàng đi tới. Xuyên đại ca sao rồi? Nguyên Tranh lập tức hỏi ra điều mà mọi người đều muốn hỏi. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi nói, tìm được rồi. Tìm được rồi. 3 chữ ngắn ngủi, lúc này dừng lại trong miệng của Nguyên Tranh, giống như âm thanh của tự nhiên. Những người khác cũng thở phào một hơi. Nhưng vào lúc này mẹ hẳn là Đoan Mộc Uyển Nhi lại run rẩy nói, con trai. Con. Bà nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nước mắt trào ra. Đoan Mộc Uyển Nhi vừa nói lời này liền thu hút mọi người xung quanh, mọi người đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên, tất cả đều há hốc miệng.
vừa rồi bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện có được Dương Thanh Nguyên không, lúc này Đoan Mộc Uyển Nhi lại nói vậy, mọi người mới nhận ra Dương Bách Xuyên đã xảy ra thay đổi lớn. Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng trong trận pháp, trên mặt vậy mà lại xuất hiện nếp nhăn, lúc này trông giống như một ông lão 80 tuổi vậy. Trăm năm qua, Dương Bách Xuyên đã thiêu đốt trận pháp của mình để duy trì sức mạnh thiên cơ, nói trắng ra là tuổi thọ. Liên tục thiêu đốt máu huyết suốt trăm năm, tuy là duy trì được lâu, nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể chịu được. Cũng may mà Dương Bách Xuyên có tu vi mạnh mẽ vượt qua những tu sĩ cùng đẳng cấp khác, nếu đổi lại là người bình thường thiêu đốt máu huyết suốt trăm năm thì đã chết từ lâu rồi. Chỉ già đi thôi cũng may mắn lắm rồi. Xuyên tử, Triệu Nam và mấy người phụ nữ khác lúc này đều run rẩy. Dương Bách Xuyên đương nhiên phát hiện thay đổi trên người mình, đối diện với sự lo lắng của người thân, hẳn cười nói, không sao đâu, chỉ hao tổn một ít máu huyết mà thôi, tu luyện một chút là có thể bù đắp lại. Nhưng sự thật đơn giản như hắn nói sao? Đó chẳng qua chỉ là một lời an ủi người thân mà thôi, thực tế thì hẳn biết rõ tình hình của mình lúc này. Tuyệt đối không phải kiểu có thể tu luyện để bù đắp lại đơn giản như vậy. Phụ mẫu, con cái, và những người phụ nữ khác nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng mà, dường như trong cuộc sống luôn xuất hiện những điều mà ta không mong muốn. Ví dụ như lúc này, Dương Bách Xuyên sợ người thân lo lắng, cố ý nói không sao, đều có thể giải quyết. Nhưng đúng vào lúc này chim thần ma lại lên tiếng không đúng lúc, làm hẳn hận không thể bóp chết nó. Chim thần ma nói, tiểu tử này còn có thể sống được bao lâu phải xem ý trời rồi, ha ha, thiêu đốt máu. Huyết suốt trăm năm, không chỉ thiêu đốt tuổi thọ, mà quan trọng hơn là ảnh hưởng lớn đến tụ vi, dù có thể khôi phục nguyên khí, nhưng đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện phi thăng thành tiên nữa, còn nữa. Người cái con gà bệnh này sao lại đánh ta? Dương Bách Xuyên cả người vô lực, nhưng sau khi nghe chim thần ma nói vậy, tức giận tất nó bay ra ngoài. Đúng là thành công không thấy thất bại có thừa. Khụ khụ, đừng nghe con chim này nói lung tung, cơ thể ta tu vi ta là người biết rõ nhất. Đừng lo lắng, không sao đâu. Hu hu, Xuyên đại ca. Nguyên Tranh không nhịn được nhào vào lòng Dương Bách Xuyên khóc lớn. Được rồi đừng khóc, không sao đâu, đỡ ta dậy, sau đó chúng ta đi tìm Thanh Nhi. Dương Bách Xuyên nói với Nguyên Tranh. Mấy người Triệu Nam và Độc Cô vô tình nhìn nhau, hai mắt đỏ hoe, nhưng cũng đi tới giúp Nguyên Tranh đỡ Dương Bách Xuyên dậy. Nam Nam, thông báo với nhóm Tử Hoàng về đây đi, chúng ta phải đi tìm Thanh Nhi, địa điểm đã xác định rồi. Được, ta đi ngay. Một ngày sau, tất cả cao thủ phi thăng cảnh của Vân Môn đều vội vã quay về. Dương Bách Xuyên cưỡi nghe con, dẫn theo các cao thủ Vân Môn xuất phát từ dãy núi Vân Môn đi về phía tây 9.000 dặm. Dùng tốc độ nhanh nhất, 7 ngày sau đã đến nơi. Dựa theo lời của chim thần ma, bây giờ phải đi thẳng từ đây xuống dưới lòng đất 3 vạn dặm, mới có thể đến được tòa cung điện khổng lồ mà Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy trong trận pháp. Con trai Dương Nguyên Thanh đang ở trong cung điện đó. Lúc này bọn họ đã ra khỏi 9 đại tinh cương của tu chân giới, tiến vào vùng sâu hoang dã. Là một sơn cốc kỳ lạ. Không có một ngọn cỏ, đất đá màu xám đen, vô cùng cứng rắn. Tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm cũng không thấy lối đi ngầm nào cả. Dương Bách Xuyên gọi Chuột Vương và Tử Hoàng đến hỏi, từ giờ trở đi mọi người đều nghe lệnh của ngươi, đào xuống 3 vạn dặm cho ta, mất bao lâu mới có thể đào xong. Tử Hoàng và Chuột Vương nhìn nhau nói, Thánh Chủ, nhanh nhất cũng phải mất 10 năm, chưa kể xuất hiện trường hợp khẩn cấp, nếu thật sự xảy ra, có thể sẽ càng lâu hơn. Đào đi, mau lên, Dương Bách Xuyên ra lệnh. Nói đến đào hang thì cả Vân Môn tiên cảnh, tộc chuột ngũ hành phải đứng đầu về thiên phú dị bẩm. Hôm nay có khoảng 3.000 yêu tu và người tu chân phi thăng cảnh, đều là phi thăng cảnh, đây là sự tích lũy mấy trăm năm qua của Vân Môn tiên cảnh. Điều này không thể tách rời với rừng ngộ đạo và điện thành tiên, còn có đội ngũ luyện đan do các trưởng lão đứng đầu. Dù sao thì một tông môn mà có 3.000 người phi thăng cảnh thì cũng đã là độc nhất vô nhị trong tu chân giới rồi. Là một thế lực xứng đáng đứng đầu ở tu chân giới. Mặc dù hơn 90% là phi thăng cảnh sơ kỳ, nhưng điều này cũng đã vượt xa các thánh địa khác. Đương nhiên, một ít đại yêu như Tử Hoàng đã bước vào phi thăng cảnh trung kỳ. Cả Vân Môn chỉ có Thánh Chủ là phi thăng cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Đáng tiếc, lần này vì tìm con trai mà khiến hắn tổn thương nguyên khí, có thể khôi phục lại hay không phải xem vấn đề thời gian. Đợi Tử Hoàng và đám người khác đi xuống, Dương Bách Xuyên mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi phục.
Trạng thái của hắn bây giờ rất rất không ổn, máu huyết trong cơ thể gần như đã khô cạn, nguyên thần u ám không ánh sáng, cho dù là thi triển một lần thần thông cũng rất khó khăn. Việc duy nhất có thể làm là tu luyện hồi phục, nhưng chỉ có thể khôi phục nguyên thần và máu huyết, tu vi sau khi tiêu hao không dễ để khôi phục lại. Nhìn đầu bạc và nếp nhăn trên gương mặt, lúc này Dương Bách Xuyên trông giống một ông lão gần đất xa trời. Mặc dù trạng thái hiện tại của Dương Bách Xuyên đã sụt giảm so với trước, nhưng không có đánh mất hoàn toàn tu vi, cùng lắm chỉ là hao tổn nguyên khí nặng dề. Trên lý thuyết thì có thể bù đắp lại bằng cách tu luyện, nhưng có thể tu luyện về lại như ban đầu hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Có điều thứ hắn không thiếu nhất chính là ý chí kiên cường, nên hiện tại, hắn vẫn đang tu luyện không ngơi nghỉ. Dù chẳng trở lại được như lúc đầu, hắn cũng không quan tâm, vì chuyện quan trọng nhất hiện tại là khôi phục pháp lực, đưa con mình ra ngoài an toàn. Đường hầm sâu 30.000 dặm, dù tu vi có ở bậc cao thủ như nhóm Tử Hoàng cũng chẳng dễ dàng hoàn thành được công trình lớn tới vậy. Sau khi Dương Bách Xuyên hạ lệnh thì bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Cũng may trên tay hắn có nước sinh mệnh và quỳnh tương ngọc dịch, ngoài ra còn vô vàn thiên tài địa bảo, thế nên cứ nghĩ muốn khôi phục cũng chẳng phải chuyện gì khó, nào ngờ lần này lại không dễ dàng như hắn vẫn tưởng. Khoảnh khắc hắn nuốt giọt nước sinh mệnh đầu tiên xuống bụng, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn trề năng lượng chợt bùng nổ ngay trong người hắn, nhưng dù đã chuyển vận công pháp để hấp thu, hắn lại phát hiện tốc độ khôi phục cực kỳ thấp. Dương Bách Xuyên thở dài, một hơi nuốt luôn hai giọt nước sinh mệnh còn lại, kế tiếp phải đợi 9 ngày nước mới có thể dùng tiếp nước sinh mệnh. Hắn cũng nhận ra tình hình hiện tại của bản thân khá phiền phức, nhưng vẫn nằm trong dự tính, chỉ cần dùng nhiều thêm vài đợt nước sinh mệnh nữa là ổn. Sau khi hấp thu sạch 3 giọt nước sinh mệnh, Dương Bách Xuyên bắt đầu chuyển qua quỳnh tương ngọc dịch, tức tỉnh chất ong mật. Hiện hắn vẫn còn lại chút đỉnh, hắn là đủ cho mình hẳn sử dụng. Trong lúc hắn chuyên tâm tu luyện, thời gian lướt nhanh như cơn gió. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Lúc Dương Bách Xuyên tỉnh lại, nhóm Tử Hoàng vẫn đang chăm chỉ đào hầm, thế là hắn lại chìm đắm vào việc tu luyện. Có điều, quá trình tu luyện của hắn diễn ra không quá suôn sẻ, tuy pháp lực trong người đã trở về tới trạng thái đỉnh, nhưng nguyên thần và tỉnh huyết lại lành cực kỳ chậm. Dù trong không gian của Bình Càn Khôn có vô số thiên tài địa bảo cũng chẳng thể bù đắp nổi phần nguyên thần và tinh huyết mà hắn đã mất đi. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất bất lực. Hắn có dự cảm rằng nếu không khôi phục được, có thể sẽ như chim thần ma đã nói, cả đời này hẳn không còn duyên phận gì với tiên đạo nữa, thậm chí cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vì con, Dương Bách Xuyên tuyệt đối không hối hận. Về bản chất, hẳn là một người luôn đặt tình thân, tình bạn lên hàng đầu. Có lẽ đây cũng là kiếp của ta, thành tiên kiếp chăng? Hắn nhủ thầm trong lòng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Hiện tại, hẳn chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì nữa, chỉ hy vọng có thể tích lũy thêm chút sức mạnh cho tương lai, khi mà nhóm Tử Hoàng đã đào xong đường hầm. Con của hắn, tự hắn sẽ cứu nó ra ngoài. 30 năm sau, Tử Hoàng chạy tới báo cáo, Thánh Chủ, đào thông rồi, đúng như những gì ngài từng nói, bên dưới lòng đất cách mặt đất 30.000 dặm có một dòng sông dung nham, bên kia bờ sông là một tòa cung điện khổng lồ, có điều bốn phía lại được một kết giới vô cùng mạnh bảo vệ. Nghe Tử Hoàng hồi báo, Dương Bách Xuyên bỗng mở bừng hai mắt, đứng bật dậy, nói, đi. 10 ngày sau, dưới sự chỉ dẫn của Tử Hoàng, Dương Bách Xuyên và 3.000 thuộc hạ cũng như yêu có tu vi phi thăng cảnh đã tới được nơi mà trận pháp thiên cơ từng nhắc tới. Nhìn dòng sông Dung Nham và tòa cung điện khổng lõ trước mặt xem, thật sự không khác những gì diễn ra trong trận pháp thiên cơ chút nào. Bẩm Thánh Chủ, bọn thuộc hạ cũng đã thử tấn công nhưng kết giới đó quá mạnh, không tài nào phá nổi sau khi đào thông đường hầm. Chuột vương vẫn luôn nán lại đây, tìm cách phá hủy kết giới, nhưng chẳng có tác dụng gì. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, mọi người vất vả rồi. Hiện tại, giọng của hắn cũng đã biến đổi, nghe có vẻ già cả làm, có thể nói là ông già hàng thật giá thật. Chuột vương hoảng loạn, do thuộc hạ quá vô dụng, không phá nối kết giới. Dương Bách Xuyên phất tay, bảo, không phải lỗi của mọi người, kết giới này thật sự rất kỳ lạ. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên lại ra lệnh. Mọi người tập trung tấn công kích. Cung điện nằm ở bên bờ đối diện của dòng sông Dung Nham, muốn tới được đó phải tốn tầm một ngày, hơn nữa bên ngoài còn có kết giới bảo vệ. Về phần sông Dung Nham, không chỉ lớn mà nhiệt độ cũng rất cao, Dương Bách Xuyên cảm thấy còn nóng hơn cả ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng. Ầm ầm ầm. Tạm thời không cần quan tâm đến những việc này, Dương Bách Xuyên ra lệnh cho tất cả mọi người dồn hết sức tấn công lớp kết giới trước xem sao. Nhưng thật bất ngờ,
3.000 đại yêu và tu chân giả phi thăng cảnh tấn công cùng một lúc lại chẳng có chút tác dụng nào. Đây là đã có thêm Dương Bách Xuyên và 4 yêu hắc hồ góp sức rồi đó. Nhìn kết giới nhấp nhô như sóng gợn trước mặt, Dương Bách Xuyên khẽ cau mày. Đúng lúc này, chim thần ma lại chẳng biết lựa thời cơ mà mở miệng chê bai, đúng là một đám yếu nhất, đây là kết giới do lực địa tâm ngưng tụ mà thành, chỉ bằng mấy con gà bệnh các ngươi mà cũng đòi phá hủy nó hả, nực cười, ha ha ha. Tiếng cười nhạo báng của chim thần ma đã chọc giận những người bên cạnh Dương Bách Xuyên, họ chỉ hận không thể xông lên xé rách miệng nó ra. Có điều con chim kỳ lạ này cứ bám giết bên người Dương Bách Xuyên hoài, cộng thêm tuy thường xuyên khiêu khích Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên lại chẳng làm gì nó, thế là mọi người đành phải nhịn xuống. Lần này cũng vậy, sau khi nghe chim thần ma nói xong, Dương Bách Xuyên không hề tức giận, còn quay sang hỏi, người có biện pháp hả? Nói nghe thử. Lực địa tâm, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cụm từ này, trước mắt không người nào ở đây biết gì về kết giới này, nhưng con chim tâm thần này lại nói ra được tên, dù chỉ là thuận miệng nhắc tới trong lúc cười chê mình. Nhưng Dương Bách Xuyên lại biết rất rõ kiến thức của con chim tâm thần này rộng cỡ nào, bèn mở miệng hỏi thăm. Nếu ngươi mở miệng cầu xin ông đây, ông sẽ nói cho ngươi biết, ha ha, lý do chim thần ma bị coi thường miết cũng là do tự tìm, còn thêm cái thói chẳng biết lúc nào nên nói lúc nào không. Chồn con, nhổ sạch lông chim của nó xuống, ném vào sông dung nham. Chít chít. Lúc này, chồn con đang ngồi bên cạnh tiểu phượng hoàng và nghé con, vừa nghe Dương Bách Xuyên nói. Nó lập tức kêu lên như đáp lời, sau đó vụt một cái đã nhảy tới trước mặt Dương Bách Xuyên, vung chảo cào chim thần ma một phát. Chờ đã, ông đây biết sợ rồi, ông đây nói cho thằng nhóc thối nhà ngươi nghe là được chứ gì. Chim thần ma nhát cái lúc nào cũng chịu thua trước móng vuốt sắc bén của chồn con. Nói nhanh, ta không có đủ kiên nhẫn đâu, Dương Bách Xuyên trầm giọng. Chim thần ma mở miệng, có thể nói. Lực địa tâm chính là nền tảng để hình thành đại địa của một giới cũng như duy trì tính ổn định của nó. Nếu có người lợi dụng lực địa tâm để lập kết giới, vậy một khi mấy người cưỡng chế phá vỡ kết giới thì chẳng khác nào đang đối đầu với đại địa của một giới. Đương nhiên mấy lời này có chút khoa trương, nhưng cũng chẳng phóng đại bao nhiêu cả. Dương Bách Xuyên nhướng mày, cắt ngang lời chim thần ma, nói trọng tâm đi. Có thể im lặng nghe ông đây giải thích xong được không, con gà bệnh chết tiệt này, đừng có cắt lời ông đây nữa. Chim thần ma lại bắt đầu chửi rủa hắn. Chít chít, chồn con tiếp tục nhe răng trợn mắt, quơ quào móng vuốt nhỏ của mình với chim thần ma. Mà chim thần ma lại sợ nhất cái loại cứng đầu cứng cổ như chồn con, thế là vội vàng ngậm miệng, nghiêm túc nói tiếp, tìm ra quy luật của địa tâm, lực địa tâm cũng quy luật vận hành riêng của nó, nhất định phải tìm bằng được quy luật đó, kế tiếp hãy canh đúng thời khắc lực địa tâm thay đổi mà tấn công, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần là sẽ phá hủy được kết giới. Tìm bằng cách nào? Dương Bách Xuyên lại hỏi, dùng sức mạnh thần hồn để cảm nhận chứ sao? Nữa, bình thường, khoảnh khắc âm dương giao hòa chính là lúc lực địa tâm yếu nhất, nếu nỗ lực tấn công ngay lúc đó thì sau mỗi lần, kết giới sẽ mỏng đi một chút, lặp lại vài lần là kiểu gì cũng phá hủy được thôi. Chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên hỏi, ước chừng bao lâu? Không xác định, với sức mạnh hiện tại của mấy người, ít nhất cũng phải mấy chục, có khi hơn trăm năm, hoặc là lâu hơn nữa cũng chưa biết chừng, ha ha ha. Chim thần ma bật cười khoái trá, trông đến là nham hiểm. Lâu quá, có cách nào khác không? Hay là chúng ta thử tìm cách vượt sông dung nham xem sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Chim thần ma phá lên cười với giọng giễu cợt, một con gà bệnh như ngươi mà cũng biết ảo tưởng, ghê ha, nơi này cách mặt đất tận 30.000 dặm, tức đã chạm đến phần lõi rồi đấy. Ngươi nghĩ dung nham ở đây chỉ là dung nham bình thường hay gì? Nói thật tới cả Đại La Kim Tiên cũng chẳng dám nhảy vào dòng dung nham ở địa tâm đâu. Mà nếu thích thì cứ thử đi. Dương Bách Xuyên lập tức cứng họng, nhưng hiện tại thật sự tìm không ra cách khác, chỉ đành làm theo những gì chim thần ma nói, tìm kiếm quy luật vận hành của lực địa tâm, sau đó chấp lấy khoảnh khắc âm dương giao hòa mà phát động tấn công, đánh vỡ kết giới. Trong số những người có mặt ở đây, thần hồn của hắn là mạnh nhất, thế nên hắn xung phong bước tới rước kết giới, nhắm mắt, tập trung cảm nhận. Sau vài ngày quan sát tỉ mỉ, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng phát hiện quả thật lực địa tâm có quy luật vận hành của riêng mình, cứ tầm 10 ngày sẽ xuất hiện một lần dao động cực nhỏ, thời gian cũng rất ngắn, nhưng với hẳn mà nói, thế là đủ rồi. Lần quan sát thứ hai cách lăn đầu khoảng 20 ngày. Sau đó, chỉ trong một giây, Dương Bách Xuyên chợt mở bừng mắt, trầm giọng hạ lệnh, tung chiêu. 3.000 thuộc hạ đồng thời tấn công. Rầm rầm rầm. Sau một đợt tấn công mãnh liệt, Dương Bách Xuyên phát hiện đúng là kết giới có mỏng hơn đôi chút,
dù không quá rõ ràng, nhưng chứng tỏ vẫn có hiệu quả. Cứ theo đà này thì có lẽ lời chim thần ma nói sẽ trở thành sự thật, một ngày nào đó kết giới địa tâm sẽ không chịu nổi nữa mà sụp đổ dưới tay họ, vấn đề là cách này tốn quá nhiều thời gian. Trước mắt cũng chẳng còn cách nào, nên dù có tốn thời gian cũng phải thử xem sao thôi. Tấn công. Ầm. Tấn công. Ầm ầm ầm. Cứ thế, 60 năm nữa lại trôi qua, cứ mỗi 10 ngày Dương Bách Xuyên lại ra lệnh tấn công kết giới địa tám một lần, và họ đã kiên trì như vậy suốt 60 năm ròng rã. Bấy giờ, đám Dương Bách Xuyên và Tử Hoàng phát hiện kết giới yếu đi thấy rõ, không còn mạnh như trước nữa. Tiếp tục. Lại qua thêm 30 năm, cuối cùng. Tấn công. Ầm. Vỡ rồi. Cuối cùng cũng phá được. Kết giới biến mất rồi. Tất cả mọi người đồng thanh hoan hô. Phù. Dương Bách Xuyên cũng thở phào một hơi, nhìn tòa cung điện đen như tro tàn ở bên kia bờ sông Dung Nham, hẳn thoáng hạ giọng, nói, đi thôi. Kế tiếp, hắn nhấc chân, làm người đầu tiên bước lên con đường đá nối với bờ bên kia. Tuy con đường đá này kéo dài sang tận bờ đối diện, nhưng khi đi bên trên lại chẳng hề thấy nóng, cứ thế họ thuận lợi vượt qua sông Dung Nham, tới trước tòa cung điện khổng lồ kia. Chẳng biết đây là cung điện của ai, vì bên trên không có bất cứ ký hiệu hay chữ viết gì, nhưng lại khiến họ cảm thấy áp lực nặng tựa núi. Hơn nữa còn tỏa ra mùi yêu khí và ma khí dày đặc, không gì sánh nổi. Đối mặt với tòa cung điện to lớn này, Dương Bách Xuyên và 3.000 thuộc hạ yêu tu cũng như tu chân giả đều không kiềm nổi mà để lộ vẻ mặt nặng dề. Tất nhiên không có chuyện họ lại bị dọa sợ chỉ vì nhìn thấy một tòa cung điện cao to, lộng lẫy, thứ khiến họ nổi cả da gà chính là hơi thở tỏa ra từ tòa cung điện đó, nó khiến mọi người cảm thấy áp lực. Chim thần ma lại mở miệng, thằng nhóc thối, xem ra người ngươi sắp đối đầu không hề đơn giản chút nào. Mỗi lần con chim tâm thần này phát ngôn là Dương Bách Xuyên chỉ muốn nhào tới xé rách miệng nó thôi, có gì cứ nói thẳng đi. Lúc này, trông chim thần ma khá là hả hê, từ lượng ma khí và yêu khí toát ra hiện tại, khả năng cao là bên trong có thứ gì đó rất mạnh đang tu luyện. Thứ sức mạnh nó hấp thu có dạng vòng tròn, tức lực địa tâm, mà đã dám dùng lực địa tâm để tu luyện thì chắc chắn kẻ đó phải rất mạnh. Dưới thiên đạo này, dù có là tu ma giả cũng chẳng mấy khi dám làm vậy, bởi như ông đây đã nói địa tâm là sức mạnh ổn định cả một giới của đại địa, làm thế này thì chẳng khác nào đang phá hủy đại địa, tới hậu quả to lớn là ảnh hưởng toàn bộ sinh linh đang tồn tại trong giới này. Quan trọng hơn là sức mạnh tăm tối ẩn dưới đại địa không hề nhỏ, thế nên xét về bản chất chính là thuộc tính hắc ám. Vì vậy mà tuy có rất nhiều kẻ biết dưới lòng đất có cất chứa một thứ sức mạnh to lớn, có điều lại chẳng đủ bản lĩnh để hấp thu, mà dù hấp thu được thì luyện hóa thế nào cũng là cả một vấn đề. Nhưng nhìn hơi thở tỏa ra từ cung điện trước mặt thì đối phương không chỉ hấp thu được lực địa tâm mà còn biết cách luyện hóa chúng thành sức mạnh của riêng mình, theo tình hình hiện tại có vẻ đã hấp thu và luyện hóa được kha khá rồi. Có vẻ kinh địch lần này của thằng nhóc thối nhà ngươi là yêu ma, ma trong yêu, xui hơn nữa là thân phận khá đáng gờm, nếu là đại ma đầu tới từ ma giới thật thì khó đối phó rồi đây. Nghe chim thần ma nói xong, Dương Bách Xuyên vẫn chẳng hề nao núng, bởi trước đó, dựa vào kết giới địa tâm, hắn đã đoán ra được đối phương không hề đơn giản rồi. Từ những gì điều tra được ở đảo Tán Tiên, hẳn đây chính là sói yêu ma trong lời kể của Bạch Long và Bạch Phượng, kẻ chỉ cần một chiêu đã khiến mấy nghìn yêu tu tan thành mây khói, cũng là hung thủ đã sát hại hai vợ chồng Bạch Khởi. Giờ xem ra đó cũng là yêu ma đã bắt cóc con trai Dương Nguyên Thanh của hắn. Có lẽ mục tiêu thật sự của gã chính là Dương Bách Xuyên hắn đây. Thằng danh kia, sao mày không phản ứng gì hết vậy? Chim thần ma thấy Dương Bách Xuyên chẳng mảy may lo sợ hay dao động thì không kiềm được mà hỏi ra khỏi miệng, theo những gì nó biết thì sau khi Dương Bách Xuyên nghe xong, hẳn sẽ phải hoảng loạn sợ hãi mới đúng chứ. Kết quả, Dương Bách Xuyên vẫn bình tĩnh như trước. Là yêu ma thì sao? Dám bắt con trai ta, ta sẽ xé xác gã thành trăm mảnh, nghiền xương gã ra cho. Dù có chạy tới cùng trời cuối đất cũng sẽ đuổi theo tiêu diệt tình hồn của gã. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn cung điện trước mặt, giọng nghe rất bình thản, nhưng cách nhả chữ lại vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến chim thần ma cảm thấy rất thất vọng. Tiến vào, Dương Bách Xuyên vung tay, dẫn theo 3.000 thuộc hạ, hùng hổ bước về phía tòa cung điện. Trước mắt là cầu thang dài mấy trăm thước. Sau khi bước lên bậc thang cuối cùng, trước mặt họ xuất hiện một khoảng sân rộng lớn, thoạt nhìn giống như quảng trường của cung điện. Cổng vào cung điện được làm từ đá xám đen, trông vừa dày vừa nặng, cao tăm mấy chục thước, hiện đang khép kín. Nhưng khoảnh khắc Dương Bách Xuyên nhìn thấy cánh cổng đó, trái tim như rung lên,
bởi hẳn phát hiện trên cổng cung điện có khắc hoa văn hình con sói. Xem ra những gì mình suy đoán là đúng, quả nhiên đây chính là sói yêu ma trốn ra từ yêu ma cốc. Hay chính xác hơn là ma hồn bị phong ấn trong tế đàn ở yêu ma cốc đã đoạt xá một con sói yêu sống tiếp. Bước tới trước cung điện, ma khí và yêu khí càng thêm dày đặc, Dương Bách Xuyên biết có lẽ sẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng hắn chẳng chút sợ sệt, thậm chí ngọn lửa hận đã đè nén gần 200 năm cuối cùng cũng bùng lên dữ dội. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nói với Hắc Hồ, Hắc Hồ, bốn người các ngươi lên đi, đẩy ngã cánh cổng này cho ta. Vâng, thưa chủ nhân. Hắc Hồ lĩnh mệnh, sau đó dẫn theo Cuồng Sư, Ngân Điêu và Hồng Đầu Ngô Công tiến tới trước cổng lớn của cung điện. Trong số những kẻ có mặt ở đây, ngoại trừ chủ nhân Dương Bách Xuyên ra thì tứ đại yêu quái Hắc Hồ chính là người mạnh nhất, để bốn người các nàng ra trận là hợp lý. Cách thức làm việc của tứ đại yêu Hắc Hồ cũng rất lưu loát, cực kỳ hợp với phong cách của yêu tu các nàng. Sau khi nhận lệnh, họ bước tới trước cổng lớn, không chút do dự mà tấn công mãnh liệt. Ầm, một tiếng nổ rung trời vang lên, cánh cửa lập tức chia năm xẻ bảy, bị cưỡng chế mở ra. Nhưng sau khi cổng lớn bị tứ yêu Hắc Hồ đánh sụp, một luồng khí đen chợt ùa ra từ trong cung điện. Cẩn thận, Hắc Hồ hô lớn cảnh báo, toàn thân tỏa ánh hào quang rực rỡ, ba đại yêu khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ra tay tấn công luồng khói đen này. Ầm ầm ầm. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, tứ đại yêu Hắc Hồ bay ngược ra sau, rớt khỏi bậc thang, ngã xuống ngay trước người Dương Bách Xuyên. Khụ, tứ đại yêu hộc máu. Mạnh quá, Hắc Hồ cảm thán một tiếng. Dương Bách Xuyên phất tay, đỡ bốn người hảo hồ dậy, sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm lưỡng khí đen trước cung điện với ánh mắt sắc bén như dao. Nhưng ngay giây sau, cả người Dương Bách Xuyên bỗng run lên bần bật, thất thanh hô một tiếng, Thanh Nhi. Khí đen trước cung điện dần tụ lại thành một bóng người, vốn tưởng sói yêu ma sẽ xuất hiện, ai ngờ đâu lại chính là con trai của hẳn, Dương Nguyên. Thanh, trái tim Dương Bách Xuyên run rẩy, hẳn không tiếc dùng cả sinh mạng để đánh đổi, ra sức tìm kiếm con trai, nào ngờ đâu lại nhận được kết quả này. Chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhận ra con trai bị đoạt xa. Tử Hoàng, Khổng Tước, Chuột Phương, Thanh Ngưu, tứ đại yêu và đám tu sĩ Lôi Lão Hổ đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng hoảng hồn. Vì chính họ cũng nhận ra Dương Nguyên Khánh đã gặp phải chuyện gì. Con trai của Thánh Chú đã bị yêu ma đoạt xá, thật đáng chết. Sát ý lập tức dâng trào, tràn ra khắp bốn phía. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Dương Nguyên Thanh ở trước mắt mình, hay nói đúng hơn là một tên ma đầu. Lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, nhưng sao hắn lại thấy khó thở vô cùng. Lần này chim thần ma đã cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của Dương Bách Xuyên như mình vẫn chờ mong, nhưng lại phá lệ không mở miệng đay nghiến hắn. Đương nhiên nó không ngu tới độ chọn lúc này để đá đều hẳn, bởi nếu dám làm vậy thì kiểu gì cũng sẽ bị Dương Bách Xuyên bóp chết, bất kể nguyên do. Thế nên nó bay lên, đậu ngay vai Dương Bách Xuyên, khuyên nhủ, thằng nhóc thối, đừng nản chí, vẫn còn chưa phải kết cục tệ nhất mà, xem chừng vẫn chưa đoạt xá hoàn toàn đâu, có lẽ là song hồn cùng tồn tại, hoặc yêu ma vẫn chưa đồng hóa được nguyên thần của con trai ngươi, bằng không lệnh bài bản mạng đã vỡ từ lâu rồi, mau kiểm tra lệnh bài xem sao đi. Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên như người chết chìm tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nằm lấy. Mới ban nãy, đầu óc hẳn như trống rỗng, cảm giác đất trời sắp sụp đến nơi. Nhưng hiện tại, nhờ những lời này của chim thần ma, lý trí của hẳn đã quay về. Hắn khẽ vung tay, nguyên thần của con trai Dương Nguyên Thanh lập tức xuất hiện. Phù! Cũng may lệnh bài bản mạng của Dương Nguyên Thanh vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ lời chim thần ma nói không hề sai. Dương Bách Xuyên cất lệnh bài bản mạng đi, tới khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hẳn như hóa thành lưỡi dao sắc bén, lại không kém phần dịu dàng và từ ái, bản thân thì đau như đứt từng khúc ruột. Hắn nhìn con trai cũng đang nhìn lại hẳn, có điều ánh mắt của nó vô cùng kỳ lạ, như mang theo toan tính sâu xa. Dương Bách Xuyên biết đối phương là yêu ma, mau rời khỏi cơ thể của con ta, vậy ta sẽ bỏ qua cho những chuyện ngươi đã làm lúc này, giọng Dương Bách Xuyên có chút khàn, trầm. Còn xen lẫn chút van lơn. Thậm chí, hắn còn nghĩ rằng nếu đối phương đồng ý trả lại con trai cho hẳn, thì dù gã có là hung thủ đã giết chết vợ chồng đại ca kết nghĩa của hẳn, hắn cũng có thể làm trái với lương tâm, không báo thù. Giờ phút này, hẳn chẳng phải người đứng đầu vân môn tiên cảnh, không phải tu sĩ phi thăng cảnh đại viên mãn, càng không phải cao thủ giang hồ tiếng tăm lẫy lừng gì cả. Hắn, chỉ là một người cha. Một người cha có thể làm bất cứ điều gì vì con của mình. Hơn nữa cam tâm tình nguyện.
nhưng sự thật chứng minh, hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Bấy giờ, con của hắn bỗng phá lên cười, điệu cười ghê rợn, nếu không phải nói là đầy sự căm hận, ha ha ha. Ta còn tưởng thằng nhãi có thể quậy đục nước tiểu yêu giới, đảo tán tiên và tu chân giới là một kẻ kiêu hãnh, anh hùng thế nào, không ngờ ngươi cũng có nhược điểm, ha ha ha. Sao hả, thấy con trai bị bổn tọa đoạt xá thì khó chịu lắm đúng không? Yên tâm đi, bổn tọa vẫn còn giữ nguyên thần của con trai ngươi nè, chưa có luyện hóa đâu. Bổn tọa phải để ngươi tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình hồn phi phách tán chứ, ha ha ha. Ban đầu bổn tọa còn tính đợi khi nào xuất quan sẽ tới tìm ngươi, không ngờ thằng nhãi nhà ngươi khá đấy, thế mà chỉ mất 200 năm đã mò được tới đây, mà vậy cũng tốt, nếu đã đến rồi thì giải quyết cho xong món nợ giữa hai ta luôn đi. À, phải ha, nói tới ân oán, hẳn bổn tọa phải giải thích rõ ràng với ngươi trước đã chứ nhỉ. Ân oán giữa hai ta bắt nguồn từ vô gian cốc ở tu chân giới đấy. Ma hồn mà ngươi thả ra khi phá hủy tế đàn chấn ma chính là anh em ruột của bổn tọa, ma thật của ma giới. Nói tới đây, hẳn là ngươi đã hiểu tại sao bổn tọa lại bắt con trai của ngươi đi rồi nhỉ. Đương nhiên vẫn còn những nguyên nhân khác khiến ta chọn bắt đứa này trong vô vàn đứa con của ngươi. Thứ nhất là do khi đó, bổn tọa vừa thoát khỏi yêu ma cốc trên đảo tán tiên không lâu, ma hồn chưa ổn định, không muốn đối đầu với ngươi, chỉ đành lùi một bước bắt con trai ngươi. Vừa hay lúc đó thằng nhóc này ra cửa du lịch. Thứ hai, con trai ngươi thật sự quá tuyệt, sở hữu cả thứ mà ai trong ma giới cũng khát vọng có được xương thánh ma, thế nên bổn tọa không đoạt xá đứa con này của ngươi thì đúng là thiếu sót lớn rồi. Vốn ta định chờ khi nào dung hợp xong xuôi với cơ thể con trai ngươi thì mới ra ngoài tìm ngươi cơ, không ngờ thằng danh nhà ngươi mò tới nhanh như vậy, còn cắt ngang việc tu luyện của bổn tọa, nên giờ bổn tọa đang giận lắm đấy, hậu quả đáng sợ cực luôn nha, ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ vang vọng khắp 30.000 dặm dưới lòng đất. Hai mắt Dương Bách Xuyên long lên sòng sọc, hắn tức giận hét lớn, xông lên, bắt hắn lai cho ta. Một tiếng hiệu lệnh, 3.000 thủ hạ phi thăng cảnh cùng xông lên. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể trấn áp yêu ma này, rồi hắn sẽ nghĩ ra cách giải cứu nguyên thần của con trai. Thế nhưng đối mặt với Dương Bách Xuyên và 3.000 thủ hạ phi thăng cảnh của hắn, con trai hoặc nói là yêu ma ở đối diện không hề thấy sợ hãi, ngược lại trên mặt còn hiện ra nụ cười nhạt. Dương Bách Xuyên xông lên ở trên cùng, lại nghe thấy đối phương cười nói, cũng tốt, thử phân lượng của những yêu tu này của Vân Môn trước đi, đây đều là cấp thiên yêu, chắc chắn rất ngon, ha ha. Nghe đối phương nói như vậy, Dương Bách Xuyên không khỏi lộp bộp trong lòng. Lúc này Hân đã xông tới trước mặt đối phương, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển thần thông chí tôn. Kim Cang Chí Tôn, nói cho cùng đối phương là chiếm cơ thể của con trai hẳn, Dương Bách Xuyên thật sự không dám ra tay tàn nhẫn. Tay tạo thành hình chảo, trực tiếp chụp tới. Sau đó lại thấy đối phương nhếch miệng cười, trong tay xuất hiện một khí đen hoặc nói là ma khí mạnh mẽ, tụ tập thành một pháp khí kỳ quái, giống trường thương nhưng lại hơi không giống, lưỡi thương có một hàng đầu lâu nhỏ, vừa hay có 7 cái. Đột nhiên đâm về phía bàn tay của Dương Bách Xuyên. Cùng lúc này, nhóm tử hoàng cũng công kích tới gần. Yêu ma tại thiên. Chỉ nghe đối phương há miệng nói. Ngay sau đó khí đen cả người bùng lên. Ầm. Growl growl growl. Trong nháy mắt nghìn vạn tiếng gào giống lập tức vang lên. Khí yêu ma ngút trời xông ra từ trong cơ thể con trai. Từng bóng dáng dương nanh múa vuốt xuất hiện dòng khí yêu ma cuồn cuộn, có hình người có hình thú. Giống như trăm vạn đại quân bước ra từ trong hắc ám. Vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt đã lao về phía 3.000 phi thăng cảnh. Dương Bách Xuyên vốn tưởng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng lại không ngờ đối phương còn có một chiêu như vậy. Lúc này, trong lòng hẳn cũng trở nên kiêng dè. Không ngờ thủ đoạn của ma đầu lần này lại không tầm thường. Hơn nữa qua khí tức yêu ma tản ra, hẳn có thể cảm nhận được khí tức của những sinh linh bước ra từ trong khí yêu ma của đối phương không hề thấp. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên và Kim Cang Chí Tôn đã giao chiến với ma khí quỷ dị kia của đối phương. Ầm ầm. Trong tiếng vang nặng nề, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy lực to lớn va chạm lên tay của hắn. Trên tay cảm nhận được sức mạnh không hề thua kém sức mạnh thần thông Kim Cang Chí Tôn của hắn. Hơn nữa còn kèm theo khí âm sát, trực tiếp chui vào trong người từ lòng bàn tay. Trong tiếng nổ, Dương Bách Xuyên lùi ra, một đòn này coi như là một lần dò xét. Hân phát hiện quả nhiên sự mạnh mẽ của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Yêu ma này từ đầu tới cuối đều tỏ ra rất nhẹ nhàng, dường như không hề để hắn ở trong mắt.
trong một đòn giao chiến, hẳn còn lờ mờ rơi vào thế yếu. Có điều, đây chỉ là vừa bắt đầu, Hân có đầy thủ đoạn để trấn áp yêu ma này. Sau khi lùi về phía sau, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn đối phương, tay trái vừa ra đòn của hắn đang run rẩy, một sức mạnh u ám xông vào trong cơ thể hắn. Là sức mạnh kết hợp yêu khí và ma khí, vô cùng quỷ dị, lúc thúc dục càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa cũng rất tốn sức. Khí yêu ma âm u đấu đá bừa bãi trong người, điều này khiến Hân phải cau mày, mặc dù tạm thời không ảnh hưởng đến hắn, nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, trong lòng chợt động, thúc dục hai mệnh tinh thái âm và thái dương. Bịch, u, thần thông thiên phú của hai mệnh tinh lớn hiện ra. Phù văn màu vàng của chuông đông hoàng nhảy múa, cánh cửa u đô vô cùng tối tăm lơ lửng sau lưng. Sau khi hắn thúc dục mệnh tinh thái âm, nháy mắt khí yêu ma trong cơ thể đã bị cánh cửa u đô hấp thụ. Ế, tiểu tử có chút bản lĩnh đấy, không tệ. Ha ha, bổn tọa chính là thích người như ngươi, nếu yếu quá, thì rất chán. Tiếp theo để bổn tọa xem bản lĩnh của ngươi, đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Rõ ràng biết là yêu ma đang nói chuyện, nhưng yêu ma lại đang chiếm cơ thể của con trai hắn, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất đau lòng. Yêu nghiệt, hôm nay tiểu gia sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận. Dương Bách Xuyên nghiến răng, ánh mắt đỏ bừng, khí thế cả người lại tăng mạnh. Ở bên khác, mấy vạn sinh linh yêu ma bước ra từ trong khí yêu ma ngút trời đối đầu với 3.000 phi thăng cảnh như Tử Hoàng. Dưới tình hình khí tức u ám, vậy mà lại ngăn chặn được đại yêu như Tử Hoàng và tu chân giả. Nhưng mà Hắc Hồ Tứ Yêu không nằm trong số đó, bốn bọn họ dù sao cũng là yêu tu mạnh mẽ đến từ đảo Tán Tiên. Rất nhanh bọn họ đã tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Bốn các ngươi đi giúp nhóm Tử Hoàng. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Hắc Hồ Tứ Yêu. Mặc dù nhóm Tử Hoàng cũng có tu vi mạnh mẽ, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra được yêu ma hôm nay không tầm thường, hắn sợ đám thủ hạ Tử Hoàng chịu thiệt. Hơn nữa sau khi khí yêu ma chui vào trong người, Dương Bách Xuyên đã được trải nghiệm, không phải trong phút chốc là có thể hóa giải. Vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Nhóm đại yêu và tu chân giả là đá nền lớn nhất của Vân Môn, tổn thất một người Dương Bách Xuyên cũng không muốn. Vâng, Hắc Hồ Tứ Yêu nhận lệnh rời đi. Nhưng mà lúc này, Nghé Con, Chồn Nhỏ, Thú Vân Lôi, Tiểu Phượng Hoàng đều đã tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Tất nhiên chim thần ma cũng có mặt, từ lúc Dương Bách Xuyên bắt đầu đại chiến, tên này đã chuồn khỏi vai của hẳn, giờ phút này lại đang đậu trên cái đầu khổng lồ của Thú Vân Lôi. Chủ nhân, bọn ta đến rồi, Nghé Con nói. Cẩn thận hỗ trợ, để ta trợ công. Dương Bách Xuyên không quay đầu, nói. Vâng. Nghé Con và Thú Vân Lôi lật lượt đứng hai bên trái phải của Dương Bách Xuyên, toàn thân cả hai đều tỏa ra vầng sáng, nhìn chằm chằm yêu ma ở đối diện. Yêu khí ngút trời. Nhưng mà Dương Bách Xuyên vẫn truyền âm nói ra tay cẩn thận, đừng làm tổn thương cơ thể của con ta, trấn áp phong ấn là chính. Hắn không thể không căn dặn, cơ thể của con trai bị yêu ma chiếm lấy, nhưng không thể ra tay hủy cơ thể của con trai. Ha ha, không ngờ lại đều là thần thú dị thú. Xem ra hôm nay bổn tọa có lộc ăn rồi. Đối phương nghiền ngắm nói. Lửa giận của Dương Bách Xuyên ngút trời, ngay sau đó ngân quang trong tay chợt lóe, hắn không thể nhịn được nữa. Hắc Liên, ta cần giúp đỡ. Kiếm trận Hắc Liên, phong. Dương Bách Xuyên chợt bộc phát, mượn sức mạnh của Hắc Liên, chém ra một kiếm. Kiếm khí tung hoành, muôn vàn kiếm ảnh nhắm vẽ phía yêu ma. Growl. Chiếp. Chít chít. Growl growl. Nghề Con, Tiểu Phượng Hoàng, Thú Vân Lôi và Chồn Nhỏ cũng lập tức ra trận. Yêu ma vốn luôn tỏ ra nhẹ nhàng, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, trong mắt hẳn ta lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng lại phát hiện khí tức của Dương Bách Xuyên cũng thay đổi. Không ngờ chém ra một kiếm lại mang theo khí tức hồng hoang. Là một ma đầu, hẳn ta biết khí tức hồng hoang có ý nghĩa gì. Hắn ta không dám lơ là, trường thương đầu lâu quỷ dị trong tay đột nhiên vung lên. Tam yêu tứ ma, giết. Ma đầu vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên lại thấy trên trường thương đầu lâu trong tay hẳn ta bùng lên yêu khí, tiếp theo bảy đầu lâu lấp lóe tỏa sáng. Ngay sau đó, nó biến thành bốn ma thú vô cùng to lớn và ba sinh linh hình người thân cao chín thước, tất cả đều không thấy rõ mặt mũi, nhưng lại có yêu khí và ma khí ngút trời. Growl growl growl. Từng tiếng giống giận đinh tai nhức óc. Ầm ầm ầm. Giao chiến giữa tia chớp. Cả thế giới dưới đất đều đang run rẩy. Dương Bách Xuyên bước ra khỏi kiếm trận Hắc Liên, xông về phía yêu ma, lại bị đối phương ngăn chặn, nhưng có sự trợ giúp của nhóm Nghề Con. Sau một đòn này, hai bên lại tách ra.
Sắc mặt yêu ma cuối cùng cũng tối sầm, không còn sự nhẹ nhàng lúc trước, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, cay nghiệt nói, thì ra trong người tiểu tử ngươi có tồn tại mạnh mẽ, chẳng trách có thể khuấy động tiểu yêu giới và đảo tán tiên tới mức long trời lở đất. Xem ra bổn tọa coi thường ngươi rồi. Yêu nghiệt, bây giờ rời khỏi cơ thể của con trai ta vẫn còn kịp, Dương Bách Xuyên trầm giọng nói. Ha ha ha. Nghe vậy, yêu ma cười như điên. Một lúc sau, hẳn ta lại vẫn u ám nói, quả thật tồn tại mạnh mẽ trên người tiểu tử ngươi khiến bổn tọa rất kiêng dè, nhưng ngươi cho rằng như vậy đã có thể khiến bổn tọa khuất phục, thì ngươi ngây thơ quá rồi. Ha ha, đừng quên, cơ thể và nguyên thần của con trai ngươi đều ở trong lòng bàn tay của bổn tọa, chỉ cần bổn tọa muốn, lúc nào cũng có thể khiến con trai ngươi hồn bay phách tán. Bây giờ, cho mấy yêu thú bên cạnh ngươi lui xuống. Để những thủ hạ yêu tu kia của ngươi đều dừng tay, đừng phản kháng. Nếu như dám phản kháng, bây giờ bổn tọa sẽ cho ngươi xem kịch, ha ha ha. Dứt lời, trên mặt yêu ma đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, trông vô cùng đau khổ. Ngay sau đó, hắn ta lại lên tiếng, cha, mặc kệ con, giết ma đầu này, con sống không bằng chết, chết chính là giải thoát. Giết, hừ, sắc mặt hắn ta lại thay đổi, khôi phục vẻ u ám lúc trước, nói, thế nào? Có muốn cá cược, để con trai ngươi hồn bay phách tán không, ha ha ha. Hai tay Dương Bách Xuyên siết chặt, tất nhiên hắn biết rõ vừa rồi là yêu ma cố tình thả nguyên thần của con trai ra, làm quấy nhiễu hắn. Hắn nghe Dương Nguyên Thanh nói, trong lòng biết rõ giây phút này con trai đang bị yêu ma khống chế nguyên thần, hơn nữa còn là một trạng thái vô cùng đau khổ. Con trai bảo hắn mặc kệ, giết chết yêu ma. Nhưng, làm sao hắn có thể? Hắn là một người cha. Có thể nhìn con trai chết ư? Hai hàng nước mắt rơi xuống. Nam nhỉ không dễ dàng rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ đau thương. Trong lòng Dương Bách Xuyên đang rỉ máu. Sau đó, hắn hít sâu nói, tất cả mọi người dừng lại. Sau khi Dương Bách Xuyên lên tiếng, 3000 đại yêu không thể không dừng lại. Mà những sinh linh huyễn hóa thành yêu ma cũng biến mất ngay lập tức. Chỉ nghe thấy yêu ma nói tiếp, bảo thuộc hạ của ngươi rời khỏi đây. Giọng điệu lạnh nhạt, nhưng lại tràn đầy không dung nghi ngờ. Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy lời này, hẳn cao mày, nhưng cũng bất đắc dĩ nói, các ngươi trở về lục địa trước đi. Thánh chủ, thuộc hạ của Dương Bách Xuyên đều sốt ruột khi nghe thấy lời này, tên ma đầu này yêu cầu tất cả bọn họ phải trở về mới lộ diệt, chuyện này sao có thể được. Ha, nhóc con, bản tọa không có kiên nhẫn đâu. Yêu ma yếu ớt nói mang theo chút nghiền ngẫm. Nghe lệnh. Rời đi. Dương Bách Xuyên lại lên tiếng, nguyên thần của con trai Dương Nguyên Thanh đang nằm trong tay yêu ma, lúc này, cho dù Dương Bách Xuyên biết yêu ma sẽ làm gì, cũng không có cách nào khác hơn là làm theo. Lời nó, hắn không dám, cũng không thể đánh cược mạng sống của con trai mình. Lần này đám người tử hoàng chỉ có thể tuân lệnh. Chúng ta đi. Khổng Tước là người cuối cùng rời đi, nàng ta không chỉ là một trong tứ đại yêu soái của Vân Môn Tiên Cảnh, mà còn là nữ nhân của Dương Bách Xuyên. Trước khi đi còn trừng mắt với yêu ma, nếu tướng công của ta có mệnh hệ gì, Khổng Tước ta đây thề, dù có phải liều mạng đến hồn phi phách tán cũng phải lột một miếng thịt thì trên người ngươi xuống. Ha ha ha, yêu ma cất tiếng cười to, nhìn những thuộc hạ đại yêu và tu chân giả của Dương Bách Xuyên, thần thú và dị thú rời đi, không còn một ai, ngay cả chim thần ma không có sức chiến đấu gì cũng rời đi. Chỉ còn lại Dương Bách Xuyên giữ trận. Nhóc con! Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội chiến thẳng sao? Trước đó, bản tọa còn phải phân thần phân lực để đối phó với thuộc hạ của ngươi, nhưng vào lúc này, ngay cả khi ngươi có sự trợ giúp của một sự thần hồn cường đại trong cơ thể, bản tọa cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, bây giờ ta không muốn đánh nhau với ngươi, mà ta lại muốn xem một kịch, không bằng ngươi, quỳ xuống. Yêu ma lên tiếng đùa cợt. Đây rõ ràng là muốn làm nhục Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên siết chặt tay. Hẳn biết tên yêu mà này là cố ý, từ giờ trở đi, gã chính là muốn làm nhục hắn. Nhưng hắn không có cách nào. Để bảo vệ được con trai, hẳn vẫn phải tiếp nhận sự sỉ nhục này. Nếu ngươi muốn bảo vệ con trai ngươi, vậy ngươi quỳ xuống cho bản tọa, ha ha ha. Yêu ma mang theo đắc ý từ ngày bước đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên, nó dù có làm gì thì Dương Bách Xuyên cũng không dám chống cự. Từ hiểu biết lúc trước. Vừa rồi để cho 3000 yêu tu cùng tu chân giả phi thăng cảnh rời đi, có thể thấy Dương Bách Xuyên rất coi trọng con trai mình, cho nên nhược điểm lớn nhất của Dương Bách Xuyên đã bị yêu ma nắm giữ, lúc này, gã không kiêng nể gì cả mà đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Quỳ! Yêu ma trầm giọng.
Dương Bách Xuyên nhất thời bị bao phủ trong chốc lát, nhìn chấm chằm yêu ma mang vẻ mặt yêu dị ngoạn vi, cuối cùng một chân chậm rãi cong xuống. Ha ha ha, yêu ma nhìn thấy Dương Bách Xuyên chậm rãi quỳ xuống, liền cười điên cuồng, hoàn toàn giống như đã sỉ nhục được Dương Bách Xuyên. Trên trận, Dương Bách Xuyên siết chặt nắm đấm, 10 ngón tay đâm vào da thịt, hẳn cúi đầu chậm rãi quỳ về phía yêu ma trước mặt. Lão đầu tụt từng nói với hắn rằng, dưới gối nam nhân là vàng, không nên tùy tiện quỳ xuống, chỉ phải quỳ lạy phụ mẫu. Bây giờ một yêu ma bắt hắn phải quỳ xuống. Hắn có thể quỳ vì con trai mình. Nhưng, trong lòng có con, thì càng cảm thấy tự hào hơn hết. Dương Bách Xuyên với đôi mắt đỏ bừng đầy sát ý, lúc quỳ một chân xuống thì cười một cách điên cuồng trước mặt yêu ma. Dương Bách Xuyên thốt ra một chữ, định. Hắn đã vẫn luôn không sử dụng pháp tác đạo thuật chính là vì tìm một thời cơ thích hợp. Ngoài ra còn có thủy chi căn nguyên trong cơ thể chưa được sử dụng, đồng thời còn có sức mạnh của Kỳ Lân mà Kỳ Lân ban tặng năm đó lúc đi thần mộ viên lần hai làm át chủ bài, chưa từng được sử dụng. Cũng là vì một thời cơ thích hợp. Mà bây giờ hẳn biết chính là thời điểm thích hợp. Yêu ma trước mặt cười điên cuồng, nghĩ rằng mình đã thực sự ăn chắc. Hắn cũng chậm rãi quỳ xuống, làm cho yêu ma thả lỏng cảnh giác, lúc này mới xuất thủ. Chính là vì một lần đánh cược. Cược đây là thời gian để hẳn có thể chế phục tên yêu ma này. Bởi vì Dương Bách Xuyên tin tưởng, cho dù yêu ma khống chế nguyên thần của con trai Dương Nguyên Thanh, thì cho dù muốn tiêu diệt nguyên thần cũng cần có thời gian. Thuật định thân được lĩnh hội trong pháp tắc đạo thuật, lực lượng của thủy chỉ căn nguyên trong thể nội và sức mạnh của Kỳ Lân, xem như đều là ba lá bài xuất kỳ bất ý của hẳn. Thuật định thân định trụ yêu ma, sức mạnh của thủy chỉ căn nguyên đóng bằng cơ thể yêu ma. Sức mạnh của linh hồn Kỳ Lân tấn công nguyên thần yêu ma, ba chiêu đến cùng lúc. Chính là đánh cược. Kỳ thực Dương Bách Xuyên không biết có tác dụng hay không. Nhưng hắn không có cách nào. Để cho hắn thật sự quỳ xuống trước một yêu ma, xương cốt của Dương Bách Xuyên hắn còn chưa mềm. Mà hắn biết coi như vì con trai, nếu hắn thực sự quỳ xuống cầu xin tên yêu ma này, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn và con trai. Thực sự thì quỳ gối cầu xin lòng thương xót chỉ có thể mang lại nhiều sự sỉ nhục hơn, cuối cùng nó cũng không thể thay đổi được kết cục. Khi yêu ma đã làm nhục đủ, liền sẽ là tử kỳ của hắn. Cho nên ngay từ đầu, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc quỳ xuống trước yêu ma. Khoảnh khắc này chỉ là một sự lừa qua mắt. Vì bởi một thời cơ liều một phát xuất thủ. Đương nhiên, trong lòng hắn hoàn toàn không biết có thể trấn áp tên ma đầu này hay không. Mặc dù không biết rõ về ma giới, nhưng hẳn cũng nhận ra tên yêu ma trước mặt mình không phải dạng bình thường. Nó thậm chí còn mạnh hơn cả ma hồn mà hắn cùng lão đầu tử đã hợp lực để chu sát ở tế đàn Vô Gian Cốc. Tên yêu ma này cũng nói rằng ma hồn ở Vô Gian Cốc là huynh đệ của gã, mà gã đến đây là để báo thù. Đây là nhân quả, hắn nhận. Nhưng không có nghĩa là hẳn khuất phục. Một tên yêu ma mà thôi, còn chưa đủ để hắn khuất phục. Mặc dù lão đầu tử đã không còn, nhưng Dương Bách Xuyên thật sự có thể coi như tu chân giả đã có ngàn năm, hẳn có thế đi xa như vậy, không thể tách rời khỏi sự nỗ lực của bản thân hắn, làm sao có thể thật sự quỳ xuống trước mặt đám yêu ma. Bất kể điều gì xảy ra, thì đều là đang liều mạng, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là kẻ giành chiến thắng. Một chữ định phát ra, tiếng cười của yêu ma đột ngột dừng lại, Dương Bách Xuyên vui mừng trong lòng, không chút dừng lại. Thúc giục lực lượng của thủy chỉ căn nguyên phóng thẳng đến yêu ma, sau đó điều khiển sức mạnh linh hồn Kỳ Lân, phóng thẳng đến mi tâm của yêu ma. Một loạt động tác, trong lòng hẳn cơ hồ đã luyện tập vô số lần, đã cân nhắc kỹ lưỡng. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng bắt đầu phản kích. Khắc tiếp theo yêu ma bất định. Dương Bách Xuyên giống lên trong lòng, Hắc Liên giúp ta. Lời nói vừa dứt, nguyên thần Dương Bách Xuyên xuất khiếu, vèo một cái, tiến vào mi tâm yêu ma. Hắn biết rằng thứ mạnh nhất của yêu ma hoàn toàn không phải là cơ thể này là do đoạt xá con trai hắn, chỗ dựa lớn nhất của yêu ma chính là linh hồn. Mà nguyên thần của con trai tất nhiên cũng phải ở trong biển ý thức, bị yêu ma giam cầm ở đâu đó. Điều Dương Bách Xuyên nghĩ đến chính là tiến vào biển ý thức của con trai mình, đánh tan nguyên thần của yêu ma, sau đó đuổi nguyên thần yêu ma ra khỏi biển ý thức của con trai, để hắn có thể cứu con trai. Cho nên lần này hẳn nguyên thần xuất khiếu. Cũng là liều mạng. Bởi vì lúc này, biển ý thức của con trai bị nguyên thần của yêu ma khống chế, một khi tiến vào thì tương đương với việc đến sân nhà của yêu ma, vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng không phải không có chuẩn bị,
Trước tiên hắn dùng thuật định thân và sức mạnh của thủy chỉ căn nguyên để định trụ thân thể con trai hoặc là nói thân thể yêu ma. Thứ hai, hắn mở đường bằng sức mạnh linh hồn kỳ lân, sau đó để Hắc Liên gia trì cho nguyên thần của hắn, gia tăng sức mạnh của nguyên thân, để hắn tiến vào biển ý thức của con trai mình. Cũng coi như là đã được chuẩn bị hoàn toàn. Nhưng mọi thứ đều không thể đoán trước, chuyện này cũng là sinh tử khó liệu. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu con trai hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cho dù chết cũng phải liều một phen. Oanh! Sau một khắc, nguyên thần Dương Bách Xuyên xuất khiếu, đi dọc mi tâm của con trai, xuất hiện trong biển ý thức. Giờ phút này, ánh sáng màu tím trong linh hồn kỳ lân thật tráng lệ, đang giằng co với một con quái vật có thân sói đầu người. Dương Bách Xuyên biết đây mới là chân thân của yêu ma. Vừa đi vào, hắn liền cảm nhận được yêu khí cùng ma khí ngập trời, điều này làm cho nguyên thần của hắn có chút không ổn định. Không kịp suy nghĩ, hắn trực tiếp lao về phía trước, ý niệm điều khiển linh hồn kỳ lân, ánh sáng màu tím đại tác, hẳn dung hợp với sức mạnh linh hồn kỳ lân. Khắc tiếp theo hóa một con kỳ lân. Ngao! Nguyên thần có thể biến hóa thành vạn vật, dung hợp sức mạnh của linh hồn kỳ lân, trở thành hình thái của kỳ lân, đây cũng là điều mà Dương Bách Xuyên không ngờ tới. Không ngờ, sau khi nguyên thần của hắn cùng sức mạnh của linh hồn kỳ lân va chạm và dung hợp, hắn có thể biến thành trạng thái kỳ lân. Hắn cảm thấy bây giờ mình là một con kỳ lân khổng lồ. Nó ngang hàng với nguyên hồn của yêu ma. Trong tiếng gầm rú tức giận, Dương Bách Xuyên lao tới, nguyên thần công kích nguyên thần bằng chiến đấu nguyên thủy nhất là cắn xé lẫn nhau. Hừ, thằng nhóc ngươi tìm chết sao? Mặc dù nguyên thần yêu ma đang chửi rủa, nhưng lại có một sự hoảng loạn hiếm thấy. A, à, nguyên thần của Dương Bách Xuyên ở trạng thái kỳ lân gần như là chém giết đỏ cả mắt. Trên người hắn bị nguyên thần yêu ma đánh một kích, điều này làm cho nguyên thần run rẩy, nhưng hắn cũng quyết tâm, lợi dụng cơ hội xé một miếng thịt lớn của yêu ma xuống, không, phải là một miếng nguyên thần lớn. Yêu ma phát ra một tiếng hét thảm. Growl. Gừ. Trận chiến giữa nguyên thần và nguyên thần bắt đầu thảm liệt. Trong biển ý thức là kinh thiên động địa. Dương Bách Xuyên cứ mặc kệ sống chết mẹ giết, khiến nguyên thần của yêu ma liên tục bại lui. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn điên cuồng. Cho dù hắn chỉ muốn xé rách nguyên thần của quỷ thành từng mảnh, đương nhiên bản thân hắn cũng là vết thương chồng chất, nhưng hẳn không quan tâm chút nào. Dừng tay, tên nhãi đáng chết. Yêu ma lên tiếng trong cơn hoảng loạn, tràn đầy bất lực. E là gã cũng không ngờ Dương Bách Xuyên lại có năng lực phản kích khi rơi vào bước đường cùng. Lúc này Dương Bách Xuyên hận không thể khiến yêu ma hồn bay phách tán, sao có thể dừng tay. Sau khi nguyên thần của hắn hóa thành trạng thái kỳ lân thì vô cùng hung dữ, lại có lực lượng của Hắc Liên hỗ trợ, dưới sự tấn công điên cuồng, yêu ma không thể không hô dừng. Càng như vậy Dương Bách Xuyên càng tấn công dữ dội. Từng đợt công kích đến khiến nguyên thần của yêu ma chồng chất vết thương. Nếu vậy, con trai của ngươi cũng đừng hòng sống, yêu ma hô dừng không có tác dụng, thế rồi đột nhiên nói ra câu này. Nghe vậy Dương Bách Xuyên có dự cảm không lành. Quả nhiên một giây sau, bên kia biển ý thức lóe sáng, đồng thời một tiếng hét thảm thiết vang lên. Á! Toàn thân Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu run rẩy. Đây là tiếng hét của con trai hắn. Khi ngoảnh đầu nhìn, hắn trông thấy thần hồn của con trai Dương Nguyên Thanh bị nhốt trong một khối cầu lớn đỏ như máu, toàn thân run rẩy, kêu gào thảm thiết. Dương Bách Xuyên giận dữ gầm lên một tiếng, muốn lao về phía nguyên thần của con trai. Kha kha kha, tên nhãi chết tiệt, tốt nhất là ngươi đừng im, nếu không bản tọa chỉ cần dùng một ý nghĩ là có thể khiến nguyên thần của con trai ngươi tan thành cho bụi. Lúc này yêu ma cũng toàn thân run rẩy, cất tiếng cười u ám. Gã cũng bị Dương Bách Xuyên đánh bị thương nghiêm trọng, nhưng đã dùng con át chủ bài là nguyên thần của Dương Nguyên Thanh để đối phó với Dương Bách Xuyên. Quả nhiên đã nắm được tử huyệt của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên sắp lao đến bên cạnh nguyên thần của con trai, nghe yêu ma nói vậy thì không thể. Không dừng lại, hẳn không dám đánh cược. Và hắn cũng tin rằng yêu ma có thủ đoạn khiến con trai mình hồn bay phách tán. Hai, cuối cùng vẫn thất bại. Dương Bách Xuyên thầm thở dài. Hai lần chém, giết thì một lần đấu với yêu ma thực chất hóa, một lần. Chém giết với thần hồn, đến cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng không phải hẳn không có năng lực đánh trả, mà là do bị yêu ma nắm tử huyệt, hắn không còn cách nào khác. Nguyên thần của con trai bị đối phương khống chế, hẳn sợ ném chuột vỡ đồ. Cho dù vây nhốt thân thể của yêu ma cũng vô ích. Vốn dĩ hắn định xông vào biển ý thức giết tiêu diệt hồn của yêu ma,
nào ngờ một ý nghĩ của người ta khiến con trai Dương Nguyên Thanh xuất hiện, kêu gào thảm thiết. Thật sự là lúc này Dương Bách Xuyên tràn đầy cảm giác bất lực. Cút ra ngoài, ngoan ngoãn giải phóng thân thể của bản tôn. Ầm, một luồng sức mạnh cường đại đánh vào nguyên thần của Dương Bách Xuyên, lập tức làm cho nguyên thần của hắn rút khỏi biển ý thức của con trai. Không phải là hắn không nhìn thấy công kích của yêu ma, cũng không phải hắn không có năng lực hóa giải, mà là hắn sợ con trai bị đối phương hại hồn bay phách tán. Dương Bách Xuyên để mặc yêu ma đánh vào nguyên thần, sau khi nhận một kích, nguyên thần rút lui ra ngoài. Nếu không nhìn thấy tình trạng thê thảm của nguyên thần Dương Nguyên Thanh, có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ đánh trả. Nhưng, hắn đã nhìn thấy bộ dạng con trai bị nhốt trong khối cầu đỏ như máu kia, đau chết đi sống lại. Cuối cùng hắn từ bỏ. Hắn là chủ của Vân Môn Tiên Cảnh, cũng là một người cha. Không có hắn, Vân Môn Tiên Cảnh vẫn có thể vận hành vì đã trở thành thế lực đứng đầu tu chân giới. Nhưng trên đời chỉ có một Dương Nguyên Thanh. Đến nay, cái chết của Liễu Linh Linh trong cuộc chiến với Đại Ma Tôn ở châu Âu năm xưa vẫn là một cái gai trong lòng hắn. Cái chết của người thân để lại bóng ma trong lòng Dương Bách Xuyên. Hắn không muốn mất đi một đứa con trai. Cho dù người chết là hắn. Dương Bách Xuyên rơi vào tình cảnh khó vẹn đôi đường. Vì vậy hắn từ bỏ chống cự, bị yêu ma đá thương nguyên thần. Sau đó nguyên thần bị thương nặng quy khiếu, Dương Bách Xuyên mở mắt ra, khóe miệng rỉ máu, hai mắt đỏ ngầu nhìn tên yêu ma trước mặt bị mình định thân rồi dùng thủy chi căn nguyên đóng băng thành tượng bằng. Hắn vung tay hóa giải cho yêu ma. Hắn biết nếu yêu ma chết, con trai Dương Nguyên Thanh cũng sống không được. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên ngổn ngang chấm mối tơ vò. Ha ha! Yêu ma mở mắt ra, bật cười ha hả, vô cùng yêu tà. Sau đó hắn vung một trường tấn công đối phương, đồng thời nở nụ cười nghiền ngẫm, không muốn con trai ngươi chịu khổ thì ngoan ngoãn đứng im cho bản tọa. Ầm! Phụt! Dương Bách Xuyên chịu một quyền, hộc máu bay ra ngoài. Cho tên nhãi ngươi không nghe lời này. Ha ha ha! Bộp bộp bộp, một trận đấm đá kèm theo tiếng gáy xương vang lên. Yêu ma cười sằng sặc. Trả thù Dương Bách Xuyên một cách hung ác nhất, mỗi kích đều là đòn hiểm, hai ba lượt đã khiến Dương Bách Xuyên sắp tàn phế, nắm rên đất không nhúc nhích, miệng hộc máu không ngừng. Cuối cùng yêu ma cũng dừng tay, đi từng bước đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Nụ cười đắc ý của yêu ma lọt vào tầm mắt Dương Bách Xuyên. Hắn chỉ còn lại nửa hơi thở. Hắn từ bỏ rồi. Cầu xin, người tha cho. Con trai ta, Dương Bách Xuyên nói ra lời cầu xin đứt quãng. Mặc dù hắn biết mình nói cũng vô ích, yêu ma sẽ không bỏ qua cho cha con hắn, nhưng hắn vẫn phải làm chuyện một người cha nên làm. Kha kha kha, cuối cùng ngươi cũng cầu xin bản tọa rồi hả? Bộp, yêu ma vừa nói vừa dầm một chân lên ngực Dương Bách Xuyên. Rắc, lồng ngực hẳn lõm xuống. Phụt, Dương Bách Xuyên hộc máu, hai tay ôm lấy chân của yêu ma theo bản năng, muốn đẩy chân của đối phương ra nhưng không có tác dụng gì. Hi hi. Bây giờ ngươi cầu xin bản tọa thì đã muộn. Bản tọa chơi đã rồi, tiễn ngươi lên đường thôi. Nói xong yêu ma chìa tay ra, ma khí bùng nổ, giáng một chưởng xuống đầu Dương Bách Xuyên. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên bỗng nói, xin lỗi con trai, vi phụ không cứu được con, thế thì đi theo con xuống suối vàng vậy. Hắc Liên, xin nhờ ngươi đấy. Á! Dương Bách Xuyên hét to, trong lúc yêu ma giáng xuống một chưởng. Hân cưỡng chế trục xuất Hắc Liên trong biển ý thức của mình ra ngoài, sau đó muốn tự bạo. Cùng chết với yêu ma. Nguyên thần cường đại bùng cháy. Vù, một bông Hắc Liên bay ra khỏi cơ thể hắn. Giờ phút này Dương Bách Xuyên thiêu đốt nguyên thần, điên cuồng hấp thu linh khí trời đất vào cơ thể. Tốc độ còn nhanh hơn hẳn hấp thu linh khí để đột phá tụ vi và tu luyện gấp trăm ngàn lần. Đây là dấu hiệu khi tu sĩ tự bạo. Con người của yêu ma co lại. Tất nhiên gã biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì, đối phương muốn tự bạo. Tên điên. Rốt cuộc yêu ma cũng sợ hãi. Lúc này trên người Dương Bách Xuyên phát ra khí tức cường đại khiến gã cảm thấy nguy hiểm. Tuy là đại ma đầu của ma giới, nhưng gã bị người ta trấn áp ma hồn vô số năm, tu vi vẫn chưa khôi phục. Nếu Dương Bách Xuyên tự bạo thì gã cũng xong đời. Yêu ma muốn lùi lại, nhưng một chân vẫn đang dẫm lên ngực Dương Bách Xuyên, bị Dương Bách Xuyên ôm chặt không rút ra được. Hiện tại yêu ma không có thời gian dẫy khỏi Dương Bách Xuyên, bèn mắng một câu rồi lập tức rút nguyên thần ra khỏi cơ thể. Cuối cùng gã đã thoát ra khỏi cơ thể của Dương, Nguyên Thanh, Hắc Liên. Dương Bách Xuyên bỗng đẩy mạnh Dương Nguyên Thanh về phía Hắc Liên.
Trong lúc Hẳn thiêu đốt nguyên thần tự bạo, cưỡng chế đẩy Hắc Liên ra khỏi biển ý thức, Hẳn đã truyền âm cho Hắc Liên nhờ đối phương bảo vệ con trai mình bằng mọi giá. Thật ra kết quả này nằm trong kế hoạch của hắn. Sau hai lần thất bại không thể đuổi hồn yêu ma bên trong cơ thể của con trai ra ngoài, Dương Bách Xuyên biết là biện pháp bình thường không có tác dụng. Vì vậy hắn chịu đựng cho yêu ma chút giận, bị đánh gần chết. Đến thời khắc cuối cùng, Hẳn thiêu đốt nguyên thần tự bạo. Hắn cực rằng lúc mình tự bạo, vào giây phút cuối cùng tên yêu ma tiếc mạng sẽ thoát khỏi nhục thể của con trai mình. Quả nhiên hắn cực đúng. Quả nhiên yêu ma đã thoát ra khỏi cơ thể của con trai Hẳn. Nhưng lúc này quá trình tự bạo của hắn đã bắt đầu, không thể dừng lại, không có đường lui, chỉ có đường chết. Hắn biết rõ tình huống của mình, một khi tự bạo sẽ rất kinh khủng, cho nên Hẳn truyền âm cho Hắc Liên nhờ Hắc Liên bảo vệ con trai Dương Nguyên Thanh. Giờ hắn đã tự bạo, chỉ có Hắc Liên có thể bảo vệ con trai Hẳn không bị ảnh hưởng bởi quá trình Hẳn tự bạo. Hắn lập tức đẩy cơ thể của con trai Dương Nguyên Thanh về phía Hắc Liên ở bên cạnh. Sau đó Hắc Liên phát ra ánh sáng màu đen, trong đài sen xuất hiện một nữ tứ áo đen. Nàng ấy nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt phức tạp, đồng thời vươn tay đỡ Dương Nguyên Thanh đang hôn mê. Kế đó hoa sen khép lại, nữ tử Hắc Liên hay nói chính xác hơn là linh của Hắc Liên và cơ thể của Dương Nguyên Thanh đều biến mất. Dương Bách Xuyên thấy vậy, rốt cuộc khóe môi cũng nở nụ cười, Hẳn biết là cuối cùng con trai đã được cứu. Nhưng cũng trong khoảnh khắc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đã đạt đến giới hạn cao nhất, Hẳn biết tự bạo bắt đầu, hắn không thể áp chế được lượng trong cơ thể nữa. Á! Dưới áp lực của lực lượng cưỡng bạo đến mức không cách nào tưởng tượng được trong cơ thể, Dương Bách Xuyên hét dài, thầm nói trong lòng, cứ kết thúc như vậy đi. Hắn cảm nhận rõ mỗi tấc trên cơ thể bắt đầu nứt vỡ. Hắn biết mình sắp chết, hồn bay phách tán. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay trái khẽ động, một luồng khí ấm truyền khắp toàn thân, một luồng lực lượng hắn chưa bao giờ cảm nhận được bỗng bao bọc lấy hắn. Đồng thời áp lực như sắp nổ tung tung trong cơ thể cũng lập tức biến mất không còn. Bình càn khôn. Dương Bách Xuyên sửng sốt. Cứ ngỡ kết cục là phải chết, nhưng không ngờ tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tình thế lại thay đổi, lực lượng sắp bùng nổ tự bạo trong cơ thể tự dưng biến mất. Mà luồng khí ấm trên từ cánh tay trái truyền tới, bao bọc khắp toàn thân khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới bình càn khôn. Thật ra trước đó Hẳn chưa từng trông cậy vào bình càn khôn, bởi vì hồi sư phụ ở đó, bình càn khôn còn có chút tác dụng, sau khi sư phụ rời đi thì khỏi cần nói làm gì. Hân hoàn toàn không trông mong bình càn khôn có thể giúp đỡ. Tuy biết bình càn khôn có năng lực cường đại, nhưng Dương Bách Xuyên không biết sử dụng thế nào. Cho tới nay bình càn khôn chưa từng xuất hiện mấy thứ như là khí linh gì đó. Cho nên Dương Bách Xuyên hoàn toàn không biết gì về bình càn khôn. Hơn nữa, trong mấy trăm năm bình càn khôn không hấp thu lực lượng bên ngoài. Nói cách khác, nó không thăng cấp. Dương Bách Xuyên chém giết với yêu ma chẳng trông cậy vào bình càn khôn, cũng không nghĩ tới phương diện này. Nhưng lúc này hắn thoáng sững sờ. Không ngờ cuối cùng đến lần danh tự bạo, cứ ngỡ quả lựu đạn đã kéo chốt sẽ nổ tung, bình càn khôn lại có động tĩnh. Lực lượng không thể áp chế trong cơ thể bỗng nhiên biến mất không còn chút gì. Thật sự có hy vọng. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, vô cùng mừng rỡ. Lúc này Hẳn cảm nhận được toàn thân ấm áp như tắm dưới ánh nắng mặt trời, có lưỡng khí lưu chuyển trên mỗi tấc cơ thể. Nhục thể vốn đã nứt vỡ nhanh chóng được lực lượng ấm áp này chữa trị. Thật ra khi Dương Bách Xuyên thiêu đốt nguyên thần kích hoạt hình thức tự bạo, từ cơ thể đến nguyên thần của hắn đều đạt đến tình trạng cực kỳ gay gâu. Nguyên thần tự thiêu, kinh mạch trên người bị lực lượng cường đại nghiền đứt, đan điền vỡ tới nơi. Hắn thấy mình gần như đã đến trạng thái thần tiên khó cứu. Nhưng lực lượng tuôn ra từ trong bình càn khôn lại giống như cao con hổ, từ trong ra ngoài cơ thể đều được nguồn lực lượng ấm áp này chữa trị rất nhanh, bao gồm cả nguyên thần. Làm sao Dương Bách Xuyên không vui mừng cho được? Nhìn từ bên ngoài, toàn thân hắn được bao trùm trong ánh sáng vàng vạn trượng. Hiện tại Dương Bách Xuyên mới biết bình càn khôn đúng như lời sư phụ nói, thần bí khó tả. Lúc sư phụ rời đi nói rằng sau khi ông rời đi, có lẽ bình càn khôn sẽ có sự thay đổi. Dương Bách Xuyên vẫn luôn chờ bình càn khôn phát sinh biến hóa. Nhưng sư phụ đã rời đi hơn trăm năm, vậy mà bình càn khôn vẫn luôn yên. Dương Bách Xuyên thầm đoán phải chăng bình càn khôn là một không gian chứa đồ khá cao cấp. Bây giờ hắn đã biết được một mặt chân thật mà bình càn khôn thể hiện ra. Chỉ riêng việc nó có thể cứu hắn từ trạng thái tự bạo cũng đủ chứng minh bình càn khôn bất phàm.
đây không phải là năng lực mà trí bảo tầm thường có thể sở hữu. Chỉ trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra từ trong ra ngoài cơ thể mình đều đã hồi phục. Nguyên thần và nhục thể đạt đến trạng thái đỉnh phong lúc trước. Thậm chí mầm họa để lại sau khi hẳn thiêu đốt tỉnh huyết để thi triển đại trận thiên cơ cũng đã được giải quyết. Rốt cuộc đây là lực lượng gì mà lợi hại đến vậy? Dương Bách Xuyên thấy hoảng hốt. Đúng lúc này, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hoàn cảnh xung quanh biến đổi lớn. Hắn xung quanh thì thấy mình xuất hiện trong không gian bình càn khôn. Hơn nữa chỉ là hình thái ý thức, không phải nhục thể xuất hiện trong bình càn khôn. Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang hoang mang, một giọng nói lười biếng, trong trẻo xen lẫn tang thương, giống giọng nói của một thiếu niên thời kỳ vỡ giọng vang lên, người thừa kế của thần đạo, chào mừng ngươi đã đến. Ngươi là ai? Ngươi ở đang ở đâu? Dương Bách Xuyên bất giác nhìn xung quanh, tìm kiếm khắp không gian bình càn khôn nhưng không thấy ai cả. Đừng tìm nữa, ta chính là bình càn khôn, có mặt ở mọi nơi. Giọng nói ấy lại vang lên, ngươi qua đây. Tiếng nói vừa rút, trước mặt Dương Bách Xuyên bỗng dưng xuất hiện một con đường lớn tỏa ánh sáng vàng. Dương Bách Xuyên không kìm được bước lên con đường này cứ như có ma lực vậy. Sau khi Dương Bách Xuyên bước cả hai chân lên, cảnh tượng lại biến hóa lần nữa. Hắn xuất hiện trong một hư không có các luồng khí giống sương mù mà cũng giống đám mây, bốn bề mông lung mờ mịt không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Trong khi Dương Bách Xuyên ngây người, khí hỗn độn cuồn cuộn trong tầm mắt tản sang hai bên, lúc này hắn mới phát hiện hình như mình đang ở trong một cung điện. Cung điện này hẳn chưa từng thấy bao giờ, rất kỳ lạ. Nói là hữu hình, nhưng xung quanh lại mông lung hỗn độn. Nói là vô hình, nhưng chân lại dẫm lên nền đá minh văn cổ xưa. Tức thì trong đầu Dương Bách Xuyên hiện ra một từ, thần điện càn khôn. Nơi này là một thần điện, tên là thần điện càn khôn. Sau đó, trong tầm mắt hắn xuất hiện một quầng sáng đen trắng đan xen. Dương Bách Xuyên nhìn sang thì thấy đó là một cụm khí, một khối cầu to băng quả dưa hấu, nửa trắng nửa đen. Điểm kỳ lạ là ánh sáng mà khối cầu này phát ra có rất nhiều màu, có tới 9 loại. Rõ ràng là khối cầu đen trắng nhưng lại tỏa ra ánh sáng 9 màu. Đến đây, giọng nói bình thản kia lại vang lên, từ trong khối cầu đen trắng truyền ra. Lần này Dương Bách Xuyên đã xác định được, hắn hỏi với vẻ nghi hoặc, là ngươi đang nói đấy à? Ý hắn là khối cầu đen trắng. Đúng vậy, ta là linh của bình càn khôn, cũng là bình càn khôn. Có phải ngươi thấy bản thể của ta trông quen quen không? Khối cầu đen trắng hỏi. Dương Bách Xuyên vốn không nghĩ nhiều, nhưng nghe đối phương nói vậy, quả thật hân cũng thấy quen quen. Một khối cầu đen trắng lại phát ra quầng sáng 9 màu. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên chấn động cả người, hắn nhớ ra khối cầu này hoàn toàn khớp với tình huống trong cơ thể mình. Trong cơ thể hắn có hai đại mệnh tinh, chính là màu đen trắng, đây là chủ thế tu luyện. Mà xung quanh hai đại mệnh tinh của hắn có 9 đại phụ tinh, vừa vặn 9 màu. Hai đại mệnh tinh Thái Âm và Thái Dương có màu đen trắng. Hèn chỉ hắn thấy quen mắt. Vậy, ngươi... Dương Bách Xuyên muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này Hân lại nghe khối cầu nói tiếp, bình càn khôn tức là ta, chỉ là trí bảo do chủ nhân chế tạo ra. Nói cách khác, ta chỉ là công cụ giúp chủ nhân tìm kiếm truyền nhân. Mà ngươi chính là truyền nhân thần đạo được ta chọn. Ngươi, khoan đã, sao ta chẳng hiểu gì vậy? Dương Bách Xuyên ngắt lời đối phương, thật sự là hắn hơi mơ hồ. Ngươi không cần quá hiểu rõ. Nói thế này nhé. Chủ nhân đã chế tạo ra ta là một nhân vật trí cao trên thế gian này, người không thế nào tưởng tượng được đâu. Trong vũ trụ có tam giới thiên, địa, nhân, thiên giới gọi là thần giới, là đại giới thánh thần mà vô số. Sinh linh ở nhân giới và địa giới đi tới điểm cuối trên con đường tu luyện. Nhưng thần giới diễn hóa đã trái với đại đạo vận hành, lâu dần thần giới hỗn loạn, tam giới sụp đổ. Có kẻ quét sạch tam giới, không cho địa giới phi thăng lên thần giới, đạt đến thánh thần. Đây là hiện tượng xấu mâu thuẫn với quy luật vũ trụ, không phù hợp với đại đạo vận hành. Trong tình huống này cần phải có người phá vỡ quy luật này, giúp cho con đường tu luyện vận hành bình thường, để cho sinh tu sĩ ở hạ giới đạt đến thánh thần, khôi phục thiên đạo như bình thường. Nếu không, dưới tệ nạn chồng chất, tam giới chắc chắn sẽ diệt vong. Nhưng từ trước đến nay không ai có thể phá vỡ quy luật đó, tiên giới phi thăng thánh giới có hạn chế lớn. Thậm chí dưới sự thao túng của kẻ chủ mưu. Sinh linh thế gian cho rằng tiên giới là điểm cuối, là tiên đạo trường sinh bất hủ. Nào biết thần quyền độc đoán, vũ trụ vận hành đang đảo ngược,
vẽ lâu vẽ dài ắt sụp đổ. Lão chủ nhân đã đoán trước được ngày này, cho nên ngươi trở thành kẻ phá thiên, cũng là người được trời cao lựa chọn. Tất nhiên ngươi không phải là người đầu tiên, trước ngươi ta từng chọn 8 người, ngươi là người thứ 9, và cũng không phải là người cuối cùng. Nếu ngươi lại thất bại thì sau này nhân giới và địa giới, tức là tu chân giới và tiên giới sẽ không có ai có thể tiến vào thiên giới thần giới. Vũ trụ sắp trở lại hỗn độn, dưới đại kiếp sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Lão chủ nhân để lại một con đường cho sinh linh tam giới, có thể đi ra hay không phải dựa vào ngươi càn khôn tạo hóa quyết mà ngươi tu luyện chính là công pháp mà lão chủ nhân để lại. Hiện giờ ngươi sắp tiến vào tạo hóa tu luyện giai đoạn thứ 2. Dung hợp càn khôn căn nguyên sẽ hợp nhất 2 đại mệnh tỉnh và 9 đại phụ tỉnh trong đan điền, từ đó bước vào con đường tu thần. Người khác tu tiên, người tu thần, cùng ở tiên giới, người chính là kẻ phá thiên. Hôm nay phá đi dựng lại, người lựa chọn hy sinh bản thân cứu con trai ngươi, lý do tử vong là để sống, tu luyện đến nay xem như đã thông qua khảo nghiệm. Tiếp theo ta sẽ truyền thần đạo chân chính cho ngươi, người hãy tự xử lý cho tốt. Nhớ là bình càn khôn có một số thứ sẽ mở ra theo tu vi của ngươi. Nếu sau vạn năm ngươi không thể phá thiên thì chắc chắn sẽ tan biến trong thiên địa. Ngoài ra, ngươi đã trở thành chấp niệm trong lòng ngươi đang ở U Minh giới, đó là nơi ngươi phải có năng lực phá thiên mới có thể tới, vì vậy hãy cố gắng lên. Càn khôn thần đạo, dung hợp mở truyền thừa. Dương Bách Xuyên nghe rất nhiều, còn chưa tiêu hóa hết. Câu cuối cùng dung hợp mở truyền thừa vừa mới kết thúc. Hắn nhìn thấy khối cầu đen trắng bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng hủy diệt trời đất ập đến, ý thức trở về, trong cơ thể tràn đầy lực lượng cường đại vô thượng. Hắn muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng. Ý thức cảm nhận được nguyên thần của hắn đã biến hình, trong cơ thể có tiếng ầm vang. Nhưng hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, mệnh tinh âm dương và 9 đại phụ tinh trong đan điền của mình có ngoại lực tiến vào, sau đó va đụng. Lần lượt vỡ tung. Nỗi đau đớn tột cùng ăn mòn linh hồn và nhục thể của hắn, nhưng hắn không thể động đậy, cũng không nói lên lời. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau khi 2 đại mệnh tỉnh và 9 đại phụ tinh trong đan điền của mình vỡ tung, dưới lực lượng ngũ hành chúng lại dung hợp lần nữa, hoàn toàn hóa thành một thể. Hình thái cuối cùng là quả càn khôn. Nửa đen nửa trắng, một quầng sáng tỏa ra 9 màu sắc. Hắn biết đây là linh của bình càn khôn. Nỗi đau đớn dần biến mất. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng khôi phục ý thức chi giác. Sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một thông tin. Càn khôn tạo hóa chỉ phá thiên quyết. Đây là công pháp tu luyện thần đạo chân chính sau khi dung hợp. Theo như linh của bình càn khôn nói, những gì hắn tu luyện từ trước đến nay đều là khảo nghiệm. Hôm nay xem như mới có được truyền thừa chân, chính. Công pháp truyền thừa thần đạo. Từ nay về sau, người khác tu tiên đạo, hắn tu thần đạo. Tất cả bình tĩnh lại. Đột nhiên Dương Bách Xuyên mở to mắt, không ai nhìn thấy hai tròng mắt hẳn một đen một trắng. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn về phía cánh tay trái của mình, đó án hồ càn khôn vẫn tồn tại, nhưng lúc này hẳn lại cảm nhận được sự liên hệ mãnh liệt đến từ huyết mạch. Trước kia cũng có cảm giác liên hệ nhưng tuyệt đối không mãnh liệt như lúc này. Lúc này Dương Bách Xuyên biết hồ càn khôn mới thực sự thuộc về hắn. Dương Bách Xuyên mở mắt, phát hiện thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt. Còn có thể nhìn thấy đám yêu ma chạy trốn khỏi hiện trường. Nội tâm Dương Bách Xuyên bình tĩnh đến đáng sợ. Vết thương trong ngoài của hắn hoàn toàn khôi phục, dung mạo già nua cũng khôi phục lại. Mệnh tinh âm dương và 9 phụ tỉnh bạo phá. Sau khi hấp thu lực lượng hình cầu trong hồ càn khôn, cửu cửu quy nhất hóa thành một viên nội đan trắng đen. Lúc này lực lượng trong cơ thể hoàn toàn thăng một cấp. Đan điền mở rộng rất lớn, không đổi bại mà còn tốt hơn. Đã có cơ sở tu thần đạo. Sau khi mở mắt ra, Dương Bách Xuyên cảm nhận được có thứ gì đó bao phủ trên đỉnh đầu, loại cảm giác này có chút bực mình và áp lực, đột nhiên đầu hắn căng trướng, giống như đụng phải nóc nhà. Cần phải phá vỡ nóc nhà hắn mới có thể duỗi đầu. Đương nhiên đây chỉ là một cảm giác vô hình, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy đây là chân thật. Đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó, hiểu được loại cảm giác vô hình này đến từ đâu. Phi thăng tiếp dẫn. Bốn chữ này xuất hiện trong đầu, hắn hơi tỉnh táo lại. Nghĩ lại cũng đúng, tu vi của hắn đã đạt đến phi thăng đỉnh phong, hơn nữa thời gian không ngắn, mặc dù lần này đến cứu nhị tử nên bị thương nặng, nhưng tu vi không rớt. Chỉ bị thương. Lúc trước hắn cũng trải qua sống chết, cũng ở lúc tự bạo mặc kệ sinh tử, sau đó hồ càn khôn bùng nổ kéo hắn trở về từ cái chết, chính thức trải qua sống chết, tâm cảnh của hắn cũng thay đổi theo.
Dưới loại trạng thái này, hẳn đã đột phá được tâm cảnh, cho nên ánh quang tiếp dẫn xuất hiện cũng bình thường. Dương Bách Xuyên biết thời gian hắn phi thăng tiên giới không xa. Nhưng hiện tại hẳn vứt suy nghĩ này ra sau đầu, xoay người theo dõi yêu ma. Lúc này yêu ma cũng dừng ở nơi xa, bởi vì gã phát hiện kim quang trên người Dương Bách Xuyên hiện lên nhưng sau đó lại ảm đạm, không có chuyện gì, còn khôi phục lại bộ dáng tuổi trẻ. Không tự bảo. Phản ứng đầu tiên của yêu ma là tiểu tử này chơi chiêu. Sau đó gã phóng lên cao, tức giận nói, tiểu tử, đám trêu đùa bốn tọa, chết đi. Dứt lời, ma khí che trời lấp đất vợt về phía Dương Bách Xuyên. Ha ha! Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn sẽ không nói cho yêu ma hắn có hồ càn khôn. Hắn nghiêm túc muốn tự bảo. Nhưng ai bảo hắn có hồ càn khôn chứ? Muốn chết cũng không dễ. Nhìn yêu ma lao đến, Dương Bách Xuyên nói đến đúng lúc lắm, tiểu gia bị người sỉ nhục lâu như vậy, cũng nên đến lượt tiểu gia. Định! Vận dụng pháp tắc đạo thuật đi định yêu ma. Yêu ma chấn động, Dương Bách Xuyên nhảy dựng lên chủ động xuất kích. Nhưng lúc hắn tiến lên, yêu ma vốn bị giữ chân đột nhiên gầm lên, sau đó di chuyển. Bổn tọa là tôn vương ma giới, mặc dù là ma hồn nhưng cũng không phải một con kiến còn con như ngươi có thể thí triển pháp tắc đạo thuật giữ chân bổn tọa, chết đi. Yêu ma gầm lên, vô số yêu khí biến ảo lao về phía Dương Bách Xuyên. Hừ, lúc này Dương Bách Xuyên không biết sau khi biến hóa, lực lượng trong nội đan sẽ như thế nào. Nhưng dù sao hắn cảm nhận được mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này đối mặt với sinh linh do yêu ma biến ảo, hắn cũng không hề sợ hãi. Thứ nhất, nhi tử đã được Hắc Liên cứu, không còn gì để bận tâm. Thứ hai, vết thương trên người hắn đã khôi phục, dòng cơ thể chứa đựng lực lượng cường đại đến mức muốn phát tiết ra. Sau đó hắn chậm rãi há mồm, Kim Cang Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn, Đấu Chuyển Chí Tôn, Phần Thiên Chí Tôn, Lôi Đình Chí Tôn, phá. Hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể vô cùng tràn trề nên thi triển năm thần thông chí tôn cùng một lúc. Thậm chí còn thừa rất nhiều lực lượng. Đây là điều hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ vang vọng khắp thế giới ngầm. Yêu khí tràn ngập thế giới ngầm nhưng năm thần thông chí tôn của Dương Bách Xuyên cũng không phải ăn chay. Chín dấu tay kim sắc, năng lượng gió lốc xoay tròn, biển lửa màu vàng sẫm, lôi điện nổ vang lập lòe xuyên qua ma khí. Gào gào gào. Tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn vào nhau, cung điện khổng lồ sập xuống, mặt đất xuất hiện vô số cái khe, dung nham sôi trào chút xuống. Ầm ầm ầm. Không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, thế giới ngầm là một không gian do lực lượng chống đỡ, nhưng vào lúc này lại hoàn toàn sụp đổ. Dương Bách Xuyên và Yêu Thương Hải bao phủ trong yêu khí ngập trời, hắn không nhìn thấy yêu ma, nhưng từ tiếng gầm rú thảm thiết lại có thể biết được lần này yêu ma bị hắn đánh thương nặng. Mất đi thân thể, yêu ma ở trạng thái thần hồn, bị thương nặng sẽ khiến gã cực kỳ khó chịu. Yêu ma khí dần tan đi. Trong lúc Dương Bách Xuyên tìm kiếm yêu ma, bên tai nghe được một âm thanh. Dương Bách Xuyên giật mình, đột nhiên quay đầu thì thấy Hắc Liên tản ra ánh sáng đen nhánh. A! À! Sau đó tiếng hét thảm vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy yêu ma. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, lắc mình qua đó, nói, tìm chết. Yêu ma động đến Hắc Liên. Hiển nhiên còn muốn tính kế nhi tử Dương Nguyên Thanh, nhưng hiện tại nhi tử đã bị Hắc Liên đặt trong đài sen, sao có thể để yêu ma động vào. Hơn nữa Hắc Liên cũng không dễ chọc. Quả nhiên Hắc Liên cho yêu ma một kích làm yêu ma bị thương nặng hơn. Dương Bách Xuyên xuất hiện chém một kiếm xuống người yêu ma. Chảm! A! À, gào! Sau đó yêu ma trúng kiếm của Dương Bách Xuyên. Tiếp theo gã chật vật chạy trốn, hóa thành một tia sáng màu đen chạy ra ngoài. Hắc Liên có sao không? Dương Bách Xuyên hỏi Hắc Liên. Không sao. Được, lên đường đi, ta đuổi theo yêu ma. Nói xong Dương Bách Xuyên đuổi theo yêu ma. Mặc kệ yêu ma là tôn vương chó má gì đó, nhưng dù sao gã cũng chỉ là một ma hồn bị trấn áp ở hạ giới. Sau khi phản kích đã bị thương nặng, sao Dương Bách Xuyên sẽ để gã chạy trốn? Dương Bách Xuyên sử dụng thần thức bắt giữ. Được hành tung của yêu ma. Hiện tại lực lượng của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cho dù không sử dụng lực pháp tắc, chỉ dựa vào lực lượng biến dị trong cơ thể cũng có thể giải quyết yêu ma. Trên đường đuổi theo hắn phát hiện ma đầu này có chút bất phàm nên trước sau vẫn giữ khoảng cách mười mấy mét, không sao đuổi kịp được. Ma đầu này chạy như bay đến lục địa. Dương Bách Xuyên cũng không nóng nảy, hắn đã thông báo cho đám ngé con, bảo bọn họ chặn lại ở chỗ ra vào lục địa. Đột nhiên Dương Bách Xuyên phát lực nhảy lên.
ầm, hắn và yêu ma cùng đi lên mặt đất. A, à, yêu ma hét thảm ngã lăn trên mặt đất. Dương Bách Xuyên phi kiếm ghim chặt yêu ma trên mặt đất. Trên lục địa, Tử Hoàng và Ngé Con đã bày sẵn. Trận chờ yêu ma đi ra, vừa xuất hiện thì cho một kích. Yêu ma không trốn thoát được. A, à, Dương Bách Xuyên đóng đỉnh ma hồn của yêu ma, hơn nữa yêu ma bị thương rất nặng nên lần này hoàn toàn bị áp đảo. Dưới sự chấn áp của Dương Bách Xuyên, yêu ma không thể động đậy. Dương Bách Xuyên thúc giục thủy chỉ căn nguyên và nội đan vàn khôn, vung tay lên đánh vẽ phía yêu ma. Ầm, a, à, tiếng nổ và tiếng hét cùng vang lên, sau đó im bặt, yêu khí tan đo. Một quả cầu băng to bằng nắm tay xuất hiện. Dương Bách Xuyên vung tay thu hồi kiếm đồ long và quả cầu băng. Trong quả cầu băng, một quái vật đầu người thân sói đang rít gào giấy giụa. Dương Bách Xuyên thúc giục lực lượng liên tiếp đánh hơn 1000 phong ấn mới dừng tay. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hẳn nhìn chằm chằm yêu ma bị phong ấn dòng quả cầu băng, nói, ta nói rồi, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, yên tâm, sẽ không để ngươi hồn phi phách tán, ta tạo 1000 phong ấn trong quả cầu băng, mỗi một phong ấn đều mang theo nguyên thần chỉ hỏa, mỗi một phong ấn sẽ thiêu đốt ngươi trong vòng 100 năm, ngàn phong ấn sẽ thiêu đốt nguyên thần của ngươi, đến lúc đó nếu ngươi không chết lại nói tiếp. A a a, yêu ma kêu gào thảm thiết. Một ngọn lửa màu lam đang đốt cháy yêu ma. Giết ta, giết ta. Yêu ma gầm lên. Đây chắc chắn là khổ hình thế gian. Đốt cháy nguyên thần tương đương đốt cháy căn nguyên. Giết ngươi thì quá dễ cho ngươi, đây là cái giá phải trả khi bắt con ta, chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong Dương Bách Xuyên ném quả cầu băng cho chuột vương, trở về treo trên sơn môn, làm cho cả tu chân giới nhìn xem kết cục khi bắt người thân của ta, giết đệ tử vân môn của ta. Vâng, thánh chủ. Tiếng kêu của yêu ma chấn động lòng người, cho dù là thuộc hạ của Dương Bách Xuyên cũng nổi da gà. Bởi vì nguyên thần chịu hình mới là hình phạt khủng bố nhất trên thế gian. Ngay sau đó Hắc Liên bay vọt đến, hoa sen nở rộ, Dương Nguyên Thanh xuất hiện. Dương Bách Xuyên ôm nhị tử vào lòng, nhìn vẽ phía chân trời nói, trở về núi. Vân môn tiên cảnh. Năm thứ 10 từ lúc Dương Bách Xuyên cứu nhị tử về. Toàn bộ vân môn tiên cảnh răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là ngày thánh chủ vân môn tiên cảnh Dương Bách Xuyên phi thăng tiên giới. 10 năm trước Dương Bách Xuyên cứu nhị tử từ trong tay yêu ma, trở về vân môn, cho người treo yêu hồn ở sơn môn, mỗi ngày đều có nguyên thần chỉ hỏa đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn tu chân. Cảnh báo toàn bộ tu chân giới. Không được trêu chọc người của vân môn. Đồng thời cũng đẩy địa vị của vân môn lên đỉnh. Toàn bộ vân môn tiên cảnh đã trở thành thế lực trên cả thánh địa. Dương Bách Xuyên trở về từ 10 năm trước vẫn luôn ở trong vân môn tâm sự với người nhà bạn bè. Từ 10 năm trước hắn đã hiểu được tiếp dẫn, chẳng qua vẫn luôn áp chế, hẳn muốn ở bên cạnh người nhà bạn bè, cho nên áp chế 10 năm. 10 năm là thời gian nhiều nhất mà hẳn có thể áp chế. Nhưng đối với hẳn vậy cũng đủ rồi, sớm hay muộn đều phải rời đi, những gì cần làm đã làm. Sáng tạo thế lực đứng đầu tu chân giới, sáng tạo hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, còn lại thì yêu cầu bọn họ tự đi. Con đường tu chân là con đường vô tình, có đôi khi những lời này rất chính xác. Mỗi người phải dựa vào chính mình mới có thể trưởng thành, có chút phương diện hân có thể hỗ trợ, nhưng có những phương diện hắn không thể giúp. Ví dụ như thiên kiếp và ngộ đạo phi thăng, đây là những việc người ngoài không thể trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong 10 năm, hắn làm bạn với mỗi một nữ nhân, mỗi một đứa con, mỗi một người thân, bạn bè, triệu kiến đại yêu đứng đầu vân môn, dặn dò rất nhiều chuyện. Lần này phi thăng tiên giới, Dương Bách Xuyên ra lệnh mời toàn bộ thế lực tu chân giới đến chứng kiến. Thứ nhất cũng coi như cho các tu sĩ chân chính của tu chân giới gần vạn năm chưa phi thăng một đợt tham khảo, làm mọi người quan sát coi như kết một phần thiện duyên. Thứ hai là muốn lập uy, hắn muốn mọi người biết mặc dù hắn rời đi, nhưng cũng chỉ là lên tiên giới. Sau này vân môn sẽ có chỗ dựa ở tiên giới, ai dám gây bất lợi cho đệ tử vân môn cũng đều phải nghĩ lại. Ba là hắn phải làm vài chuyện lớn. Trước khi đi phải tìm vài minh hữu lớn mạnh cho vân môn. Hôm nay toàn bộ người đứng đầu vân môn đều tụ lại ở quảng trường đại điện. Dương Bách Xuyên mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện. Bái kiến thánh chủ. Tiếng sấm vang vọng khắp quảng trường. Dương Bách Xuyên vừa đi lên đã tuyên bố kết quả. Đại đệ tử vân môn Độc Cô Hối ở đâu? Dương Bách Xuyên lên tiếng. Độc Cô Hối bước khỏi hàng tiến lên, đệ tử Độc Cô Hối bái kiến sư phụ.
A Hối, ngươi là đại đệ tử của vi sư, cũng là đại đệ tử Vân Môn, từ hôm nay vi sư sẽ giao cho ngươi chức trách gánh nặng gánh vác Vân Môn, bảo vệ mỗi đệ tử của Vân Môn an toàn, có thể làm được không? Những lời này của Dương Bách Xuyên làm rất nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Ngày rời đi của Dương Bách Xuyên càng gần, Vân Môn càng yêu cầu một người thống lĩnh, Độc Cô Hối là đại đệ tử của hắn, cũng là đại sư huynh của toàn bộ đệ tử Vân Môn. Độc Cô Hối cũng đi theo Dương Bách Xuyên đến từ địa cầu, là đệ tử đi theo hẳn lâu nhất, thời gian tu luyện cũng tương đương Dương Bách Xuyên, mặc dù không biến thái như sư phụ Dương Bách Xuyên, nhưng bây giờ cũng là độ kiếp hậu kỳ, đảm nhiệm chức vụ môn chủ Vân Môn, có lẽ ở Vân Môn tụ vi của hắn ta không là gì, nhưng tính tư lịch, Độc Cô Hối lại rất có tư cách. Vân Môn có rất nhiều cao thủ, không cần môn chủ dốc sức đi làm, hắn yêu cầu chọn ra một môn chủ mà rất nhiều đệ tử Vân Môn kính yêu, như vậy mới có thể ổn định Vân Môn. Không hề nghi ngờ Độc Cô Hối là người được chọn thích hợp nhất, hắn ta là đại đệ tử đầu tiên, tu vi cũng đủ, quen biết rất nhiều trưởng lão Vân Môn từ lâu, từng phối hợp làm việc với nhau, những cao thủ trong Vân Môn đều coi Độc Cô Hối như văn bối, sau này làm việc sẽ đều duy trì chứ không phải phản đối. Mặt khác, từ khi Vân Môn thành lập đến nay, dù là Vân Môn địa cầu, Sơn Hải giới hay tu chân giới, tuyển chọn đệ tử mới đều do đại đệ tử Độc Cô Hối này của hắn dạy dỗ. Hơn nữa mấy đứa con của mình cũng rất tôn kính đại sư huynh, chỉ cần mấy nhãi danh này tôn kính Độc Cô Hối, sau này sẽ không xảy ra chuyện không phục quản giáo. Quan trọng nhất là những năm gần đây Độc Cô Hối thành thục bình tĩnh, cũng tham dự việc quản lý Vân Môn, tất nhiên đều do Dương Bách Xuyên cố ý làm vây, hắn đã có tính toán từ lâu. Bây giờ coi như thuận lý thành chương. Tất nhiên ở địa cầu là nhị đệ tử Vương Tông Nhân thống lĩnh, nhưng khi đó là môn phái nhỏ. Hiện tại Vân Môn tu chân giới là một thế lực siêu cấp, vượt qua cả thánh địa. Trong hoàn cảnh này phải tuân theo quy củ, không thể sẵn bậy, cũng phải nhìn xa đến vấn đề truyền thừa sau này của Vân Môn, nên Dương Bách Xuyên không dám sơ ý. Thật ra Độc Cô Hối vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, dòng mắt hắn sau khi sư phụ phi thăng, đáng lẽ môn chủ Vân Môn nên do sư đệ Đoàn Đoàn đại nhị tử của sư phụ tiếp quản, không ngờ sẽ là hắn ta. Đột nhiên sững người, Độc Cô Hối hơi khó xử lên tiếng, sư phụ. Con cảm thấy môn chủ nên để sư Đoàn Đoàn. Vớ vấn Dương Bách Xuyên rất hiểu biết đại đệ tử này, biết hẳn ta nghĩ gì trong lòng nên trực tiếp trầm giọng đánh gãy lời nói của Độc Cô Hối, người đang nghĩ ngờ quyết định của vi sư. Hay ngươi không đảm đương nổi chút việc này? Độc Cô Hối khiếp sợ, nghe sư phụ nói vậy vội vàng ôm quyền nói, đệ tử cần tuân sư mệnh, sau này cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ bảo vệ Vân Môn an toàn. Độc Cô Hối hiểu rõ ý của sư phụ. Lúc này hắn ta đã không phải đại đệ tử Vân Môn không tâm không phổi năm đó. Nhị đệ tử Vương Tông Nhân, tam đệ tử Võ Kiếm đâu? Dương Bách Xuyên tiếp tục. Có đệ tử Vương Tông Nhân và Võ Kiếm bước lên. Vương Tông Nhân lo việc truyền thừa của Vân Môn, Võ Kiếm trưởng quản hình phạt của Vân Môn, ai dám xúc phạm môn quy đều bị phạt. Cần tuân sư mệnh. Nghe con, tiểu phượng hoàng, chồn nhỏ, thú Vân Lôi, trở thành thần thú hộ pháp của Vân Môn, đệ tử Vân Môn cần phải kính yêu. Không được vô lễ. Các trưởng lão còn lại, hy vọng sau này các ngươi vẫn giữ gìn truyền thừa Vân Môn, không được vi phạm pháp lệnh, xúc phạm hình phạt Vân Môn, tổn hại ích lợi Vân Môn, nếu có, cho dù ở tiên giới ta cũng giết không tha. Tứ đại yêu soái thống ngự yêu tu Vân Môn, trấn thủ tứ phương Vân Môn, Vân Môn tứ yêu là công thần lớn nhất Vân Môn, tất cả đệ tử Vân Môn, bao gồm con cháu Dương gia căn phải tôn kính, nếu có ai kỳ thị chúng tộc thì giết chết, chuyện này được ghi lại trong môn quy Vân Môn. Sau khi ta phi thăng tiên giới, hy vọng các ngươi trên dưới một lòng, bảo vệ truyền thừa Vân Môn, ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tiên giới, các ngươi đã rõ chưa? Dương Bách Xuyên liếc nhìn mọi người. Cần tuân lệnh của Thánh Chủ. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng dặn dò xong mọi việc. Dương Bách Xuyên không sắp xếp gì cho vợ mình và hài tử, bởi vì ở Vân Môn Dương gia là chí cao vô thượng, toàn bộ trên dưới đều phải tôn kính bảo vệ. Đương nhiên trước khi phi thăng, Dương Bách Xuyên đã dặn dò nghé con, Tiếu Phượng Hoàng và các thần thú bảo vệ lực lượng nội viện, hơn nữa trong số nữ nhân còn có Mai Tỷ, nàng dẫn dắt lực lượng chân long tương đương lực lượng bảo vệ người nhà Vân Môn. Dù sao Dương Bách Xuyên đã làm xong mọi việc. Cũng đã đến lúc phi thăng, áp chế 10 năm đã đến cực hạn. Qua đen, chúng ta đi thôi. Qua ha ha, cuối cùng cũng rời khỏi tu chân chết tiệt này, lão tử ở chỗ này hô hấp không thông, đi nhanh lên. Chim thần ma bay lên vai Dương Bách Xuyên. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên tính lúc phu thăng đem các cô vợ và hài tử vào hồ càn khôn phi thăng tiên giới,
nhưng bởi vì một câu của Qua Đen đã chặt đứt suy nghĩ này của Dương Bách Xuyên. Nhớ rõ lúc đó hắn hỏi chim thần ma, Quả Đen, lúc rời đi ta có thể đều mang người nhà bạn bè lên tiên giới không? Chim thần ma lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn bọn họ chết nhanh, tốt nhất đừng mang. Là sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Một kẻ yếu ớt thiểu kiến thức như ngươi, tu chân giới và tiên giới là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, pháp tắc đại đạo không giống nhau, pháp tắc tiên giới càng thêm kiên cố ổn định, biết tạo sao phải có phân đoạn phi thăng này không? Chim thần ma hỏi. Dương Bách Xuyên lắc đầu, hắn gần như không biết gì về tiên giới cả, lúc trước chỉ nghe nói qua, nhưng vẫn có rất nhiều thứ không biết. Chim thần ma nói, hai giới có cấp độ không giống nhau, tu chân giới phi thăng lên tiên giới sẽ có ánh sáng dẫn đường, tới cái hồ ở trước cửa tiên giới, dùng lực lượng tỉnh khiết nhất để tẩy rửa, thể xác và nguyên thần giống như một lần được thay ra đổi thịt để thích nghi tốt hơn với lực lượng và hoàn cảnh ở tiên giới. Có thể tụ luyện công pháp của tiên giới và nhiều hơn thế. Nếu như đi thắng tới tiên giới mà không tẩy rửa thì sẽ uy áp của tiên giới đè chết, đừng nói tới tu luyện, cho dù phải trả giá đắt để thích ứng, vẽ sau cũng sẽ rất khó khăn, khó mà tồn tại được ở tiên giới. Cho nên nếu ngươi mang theo người nhà đi thẳng tới tiên giới mà không trải qua từng bước tu luyện cảm ngộ phi thăng, như vậy chính là đang hại các nàng ấy, bây giờ đã hiểu chưa? Nghe chim thần ma nói xong, Dương Bách Xuyên mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản, dù sao con đường này vẫn phải tự mình đi mới có thể vững bước. Hân có thể bảo vệ mọi người tạm thời, nhưng không bảo vệ được vĩnh viễn. Hơn nữa từ sau khi Bình Càn Khôn xuất hiện những tin tức kia, Dương Bách Xuyên biết rằng tương lai mình có thể dấn thân vào một con đường không xác định. Chưa nói tới xa, chỉ bắt đầu từ khi tiến vào tiên giới, người khác tu tiên còn hắn trực tiếp thu thần đạo đã nói lên bản thân hắn khác tất cả mọi người. Bình Càn Khôn chỉ linh nói, nếu trong vòng vạn năm hắn tu luyện không tới được cảnh giới phá thiên, tới lúc đó chỉ có con đường chết, áp lực như vậy. Dương Bách Xuyên biết sau khi hắn tiến vào tiên giới thì chắc chắn sẽ đi một con đường mà bản thân không thể kiểm soát. Chỉ bằng để người thân, bằng hữu tự đi trên con đường của họ, tách ra có lẽ sẽ tốt hơn cho họ. Vậy nên hôm nay phi thăng, Dương Bách Xuyên chỉ mang theo chim thần ma. Bởi vì đây là chim thần ma đệ nhất tam giới, mặc dù nhìn như không có pháp lực, nhưng lại vô cùng quỷ dị, không cần lo lắng nó gặp vấn đề gì. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi tiên giới với hắn mà nói là một thế giới vô cùng xa lạ, nếu có chuyện gì thì chim thần ma ở bên cạnh sẽ có thể chỉ điểm cho hắn, bản thân con chim này là một sinh vật được lão đầu mang đến từ tiên giới. Thế nên lần này phi thăng, Dương Bách Xuyên không mang theo ai cả, thậm chí là Trồn Nhi cũng không. Vào lúc này, mấy chục vạn người đại diện từ các giáo phái khác nhau đã tập trung ở quảng trường Vân Môn để xem Dương Bách Xuyên phi thăng lên tiên giới. Ngoại trừ thánh địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô bị diệt môn thì những thánh địa còn lại đều tới, những thánh địa bị Dương Bách Xuyên giết thánh chủ, đương nhiên là chọn ra thánh chủ mới. Chỉ căn tông môn không bị diệt vong, đổi thánh chủ vẫn hoạt động thường. Nhìn thấy những người này, khóe miệng Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Trước khi nhận đi, hắn đương nhiên là muốn đi qua chào hỏi. Nhưng lúc chào hỏi, Dương Bách Xuyên xoay người vẫy tay, Mai Thi Dĩnh và Hắc Hồ đi ra từ trong đám người. Mai Thi Dĩnh đại diện cho tiểu yêu giới tới đây dự lễ, hiện tại Hắc Hồ thay mặt cho đảo Tán Tiên, bên cạnh còn có một Tán Tiên nhất truyền, người này. Không phải ai khác mà chính là huynh đệ của hắn tiểu hòa thượng Liễu Phàm. Liễu Phàm độ kiếp thất bại, giải binh đi theo con đường Tán Tiên. Trong 10 năm, Dương Bách Xuyên đã sắp xếp Hắc Hồ trợ giúp tiểu hòa thượng đi tới đảo Tán Tiên, trở thành thế lực một phương. Thật ra, từ trong xương cốt, Liễu Phàm vẫn luôn là người rất kiêu ngạo. Kể từ khi ở trái đất, mấy người bọn họ, Chiêm Khánh Nhân, Mai Thi Dĩnh đều được xưng là thiên tài cạnh tranh nhau thiên phú tu vi. Lẽ ra là không độ kiếp thất bại, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên trở về, nhìn thấy Liễu Phàm, không cần hỏi hẳn cũng đoán được, Liễu Phàm muốn đi con đường cường giả của riêng mình. Không thể nghi ngờ, con đường tu tán tiên mạnh hơn rất nhiều, nhưng mỗi 1.000 năm độ kiếp một lần, không dễ vượt qua. Nhưng khi Liễu Phàm và Dương Bách Xuyên gặp lại, Liễu Phàm cười phóng khoáng, ta có lòng tin. Chỉ 4 chữ ngắn ngủi đã cho thấy hẳn vẫn là tiểu hòa thượng kiêu cạo ở trái đất, nhưng hiện tại đã trưởng thành, nếu đã như vậy thì Dương Bách Xuyên sẽ giúp Liễu Phàm một tay, để Hắc Hồ giúp Liễu Phàm tới đảo Tán Tiên, lập nên một thế lực ở đó. Hôm nay thân phận của tiểu hòa thượng chính là Liễu Phàm đảo Tán Tiên. Với Dương Bách Xuyên mà nói, hôm nay giới thiệu Mai Thi Dĩnh và Liễu Phàm cho người của các thánh địa quen biết, giống như đang phô trương với bên ngoài. Nhìn xem,
Vân Môn ta còn có hai đồng minh cường đại, tới từ tiểu yêu giới và đảo Tán Tiên. Sau này cho dù Dương Bách Xuyên ta có phi thăng lên tiên giới, nếu đám thánh địa này muốn tính kế Vân Môn thì phải cân nhắc cho kỹ. Chào Vân Thánh Chủ. Trong số thánh chủ của những thánh địa, có những gương mặt cũ và mới, nhưng thấy Dương Bách Xuyên đi tới, bọn họ đều tỏ ra cung kính. Cũng chẳng có cách nào, danh tiếng của người này quá lớn. Giới thiệu với các vị, Mai Thi Dĩnh của tiểu tiên giới, Hắc Hồ từ đảo Tán Tiên, Hòa Thượng Liễu Phàm. Dương Bách Xuyên bắt đầu khoe khoang, nói cho tất cả mọi người biết đây chính là đồng minh của Vân Môn. Đương nhiên trong những đại thánh địa, hắn không cần lo lắng về Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên. Những thánh địa khác cũng rất kiêng dè Dương Bách Xuyên. Dù sao thì trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Trò chuyện vui vẻ một lúc, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đi tới đài phi thăng ở quảng trường Vân Môn. Thứ này được xây dựng đặc biệt. Đài phi thăng hình tròn, cao 9 trượng, ngụ ý là trở về nguyên dạng. Sau khi bước lên đài phi thăng, Dương Bách Xuyên nhìn qua từng người vợ của mình, bọn nhỏ, cha mẹ, muội muội, bằng hữu. Hắn không nỡ thì bọn họ lại càng không. Nhưng sức mạnh phi thăng đã đến giới hạn, không thể áp chế được nữa, rồi sẽ có một ngày phải rời đi. Đây là con đường tu chân, hơn nữa tiên giới còn rất nhiều chuyện đang đợi hẳn, còn có vướng bận. Sau khi lão đầu đi tiên giới, mặc dù không nói cho hắn biết phải đối phó với dạng kẻ thù gì, nhưng Dương Bách Xuyên biết kẻ thù của lão đầu không phải hạng đơn giản, hẳn lo cho lão đầu. Là đệ tử, hắn cũng muốn giúp đỡ sư phụ. Dương Bách Xuyên mở phong ấn khí tức. Để có thể ở lâu thêm chút thời gian, từ 10 năm trước hắn đã phong ấn pháp lực của bản thân. Nhưng ánh sáng dẫn đường là sức mạnh thiên đạo không trốn thoát được. Sau khi khí tức được giải phóng, một tiếng nổ vang vọng khắp đất trời. Lúc này trên 9 tầng trời có tiếng nhạc khí mơ hồ vang lên. Sau đó, những đám mây đầy màu sắc bắt đầu cuộn tròn, tạo thành một vòng xoáy trên bầu trời. Một chùm sáng đầy màu sắc rộng hơn 3 mét từ vòng xoáy chiếu thẳng lên người Dương Bách Xuyên. Đó là... kia là ánh sáng tiếp dẫn sao? Giai điệu của thiên nhiên, những đám mây đầy, màu sắc giống hệt như những gì được ghi lại trong sách cổ. Cái gì là cưỡi mây phi thăng, chính là đây. Gần vạn năm qua, Dương Thánh Chủ là người phi thăng đầu tiên, sẽ được ghi nhận trong lịch sử tu chân. Nhìn kìa! Toàn bộ quảng trường Vân Môn đều hô lên. Lúc này... những tiểu tỉnh linh xuất hiện trong những đám mây đầy màu sắc, biến thành nhiều hình dạng khác nhau, bay ra khỏi vòng xoáy rồi bay lượn trên bầu trời. Những giai điệu mà mọi người chưa từng được nghe vang vọng khắp tu chân giới. Tất cả những người có mặt ở Vân Môn để dự lễ đều hâm mộ. Đám Triệu Nam nhìn thấy ánh sáng đầy màu sáng chiếu lên người Dương Bách Xuyên, ánh mắt bọn họ lấp lánh, trong lòng thầm thề nhất định sẽ phi thăng lên tiên giới. Mấy đứa trẻ nhà Dương Bách Xuyên đứng một chỗ. Ánh mắt sáng ngời nhìn bóng dáng cha mình, ông chính là cha của bọn họ. Lúc này Dương Bách Xuyên được ánh sáng đầy màu sắc chiếu rọi, thân thể ấm áp như là đầm chìm ở trong ánh mặt trời, hắn không tự chủ được bay lơ lửng vào phía chân trời. Dưới chân có những đám mây lơ lửng, tinh linh bay lượn ca hát xung quanh. Đầu óc lúc này rất thư thái. Cứ như vậy, Dương Bách Xuyên bay thẳng lên, tiến vào vòng xoáy rồi biến mất. Lúc này... chủ nhân của Vân Môn tiên cảnh đã cưỡi mây phi thăng tiên giới. Tất cả đệ tử Vân Môn đều cúi lạy, cung tiễn thánh chủ đắc đạo thành tiên, trường sinh bất diệt. Từng tiếng vang lên như sấm, xuyên thấu tận mây, xanh. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đang đắm chìm trong ánh sáng, bỗng nhiên hắn cảm thấy như thủy tinh bị nghiền nát, lại giống như chọc thủng một giấy dán cửa sổ, toàn thân run lên. Nhưng lại phát hiện mình đã ở trong một thế giới khác. Xung quanh là một luồng ánh sáng đầy màu sắc, hoặc giống như khí lưu, năng lượng xung quanh vô cùng tinh khiết, khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn mở rộng. Không khí ấm áp điên cuồng chảy vào cơ thể hắn, từ trong ra ngoài đều đang tiến hành tẩy rửa, bao gồm cả nguyên thần cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái. Hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể, kinh mạch xương cốt đều đang đần mạnh lên, nguyên thần cũng đang hấp thụ năng lượng này, trở nên càng ngày càng mạnh. Nguyên thần là phiên bản thu nhỏ của hắn. Trước kia cũng không rõ hình dạng thế nào, luôn có cảm giác mông lung, nhưng hiện tại đã dần rõ nét. Thật là thoải mái. Sau khi luồng khí này chui vào cơ thể, từ trong ra ngoài Dương Bách Xuyên đều cảm thấy vô cùng thoải mái, còn dễ chịu hơn cả lực lượng bình càn khôn vào cơ thể, hân không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Lúc này, chim thần ma vẫn luôn ngồi trên vai hẳn lên tiếng, cái tên yếu gà này, còn ở đây lãng phí thời gian,
trong tiếp dẫn chỉ không ở lâu được, có hạn chế, còn ở đã mà lề mẽ, tranh thủ vận dụng công pháp rèn luyện thân thể với nguyên thần đi. Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên sững ra, mẹ nó. Người xuất thần nhập quỷ, dọa chết ta rồi. Lúc trước, Dương Bách Xuyên hoàn toàn chìm vào trong ánh sáng tiếp dẫn, hẳn không để ý xem chim thần ma có theo hay không, lúc này tự bỗng dưng bị con chim này dọa cho giật mình. Nhưng cũng bởi vậy nên mới thấy con chim này quả đúng là không tầm thường, theo được hẳn tới nơi này. Nghe nó nói vậy Dương Bách Xuyên mới biết ở đây có hạn chế thời gian, còn tên là tiếp dẫn trì. Hắn không nhịn được hỏi, còn có cấm chế nữa, giới hạn trong bao lâu? Chim thần ma nói nhắm, tiếp dẫn trì nà hơi đã có từ lúc khai thiên lập địa, sức mạnh trong đó cũng là do ông trời ban cho, không phải là loại năng lượng bình thường, đây là phần thưởng cho sinh linh dưới hạ giới, đã là phần thưởng thì tất nhiên sẽ không vô tận rồi. Mỗi một người phi thăng có thể ở được bao lâu trong tiếp dẫn chỉ phụ thuộc vào thiên phú và tiềm lực của bản thân, nghe đồn người có tiềm lực thiên tài nhất, sau khi phi thăng đã ở được trong tiếp dẫn chỉ nhiều nhất là 9 ngày. Người bình thường thì chỉ 1-2 giờ là hết nổi rồi, sức mạnh tiếp dẫn ở đây nhằm mục đích rèn luyện thân thể và nguyên thần, thời gian rèn luyện càng lâu thì đồng nghĩa với việc sau này người có thể đi được càng xa trên con đường tu tiên. Bước ra từ nơi này. Người có khả năng tiềm tàng lớn thì sẽ được những thế lực tiên môn cường đại để mắt tới, người không có tiềm lực thì người ta còn chẳng thèm nhìn ngươi, đừng nghĩ tiên giới tốt đẹp lắm, nói thật cho tên yếu gà như người biết, tiên giới là nơi còn tàn khốc hơn tu chân giới gấp trăm lần. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói vậy, thật ra hắn cũng không nhàn rồi, đã sớm vận công càn khôn tạo hóa quyết bắt đầu tu luyện. Người nghĩ ta có thể ở trong tiếp dẫn chỉ bao lâu? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Cái tên yếu gà như ngươi có thể được lão vô lại Vân Thiên Tà thu nhận làm đệ tử, chắc là tiềm lực cũng không kém, tâm 3 ngày đi. Chim thần ma ung dung nói. Hừ, có 3 ngày. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Đồ yếu gà, 3 ngày là lão tử tính thêm cho ngươi rồi đó, có khi 1 ngày ngươi cũng không được, nếu tiểu tử ngươi có thể ở lại trong tiếp dẫn chỉ 3 ngày thì thành tựu ít nhất cũng sẽ là đại la kim tiên, đương nhiên không có gì là tuyệt đối, đây chỉ là bước sơ bộ để đánh giá tiềm năng. Trên con đường tụ tiên, vận may cũng là yếu tố rất lớn. Chim thần ma nói như đang chỉ điểm giang sơn cho Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên nói, qua đen, nói cho ta biết cấp bậc ở tiên giới đi, trước kia lão đầu chết tiệt chỉ nói cho ta, tiên giới có thiên tiên, chân tiên, kim tiên, sau đó thì không thèm nói phía sau là những cảnh giới gì, bây giờ đến tiên giới rồi, nên biết mới phải. Ngươi mau nói cho ta đi. Chim thần ma trợn trắng mắt. Tiểu tử ngươi còn đang trong tiếp dẫn chỉ đã nhớ thương tới mấy cái này, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, lúc biết thì tự nhiên sẽ biết. Lúc trước Dương Bách Xuyên hỏi lão đầu, ông cũng trả lời với hẳn y như vậy, dáng vẻ như vô cùng bí hiểm, loại cảm giác này khiến Dương Bách Xuyên rất khó chịu, hẳn nhoe mắt nghiến răng, nói. Dương Bách Xuyên kéo dài giọng. Điều này khiến chim thần ma đã biết rõ bản tính của Dương Bách Xuyên run lên, nó biết lúc này Dương Bách Xuyên đang rất nham hiểm, vì để bảo toàn bộ lông của mình. Nó vội vàng ho khan, khụ khụ bỏ đi, lão tử nói cho ngươi biết, tránh nhau này lại chịu thiệt, Cấp bậc ở tiên giới thấp nhất là từ thiên tiên mà ngươi vừa nói, sau đó phân chia thành, chân tiên, kim tiên, đại la thượng tiên, hỗn nguyên đạo tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn. Mỗi một cấp bậc cảnh giới đều chia làm 4 cảnh giới nhỏ, lần lượt là, thiên tiên sơ phẩm, tiên thiên trung phẩm, thượng phẩm và viên mãn đỉnh phong. Nói tóm lại ở tiên giới có 9 cảnh giới lớn, hiện tại ngươi trải qua sức mạnh của tiếp dẫn chỉ tẩy rửa, thì đã có thể xem là thiên tiên sơ phẩm rồi, đám người này cũng như lũ kiến hôi ở tiên giới, ha ha, sau này con đường tu tiên còn rất dài, tên yếu gà như ngươi cứ từ từ nỗ lực. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng hiểu cái gọi là cấp bậc ở tiên giới. Hắn biết cảnh giới cao nhất ở tiên giới chính là tiên tôn, hơn nữa lão đầu nhà mình vậy mà có thể so ngang với tiên tôn. Vậy chẳng phải lão đầu chính là đại lão đứng ở đỉnh kim tự tháp của tiên giới rồi hay sao? Chí tôn 12 kiếp, nhân vật có thể so sánh với một tiên tôn của tiên giới. Nghĩ lại thì có chút tự hào. Nhưng ngẫm nghĩ lại, bây giờ bản thân hắn mới là thiên tiên sơ phẩm, cấp bậc thấp nhất của tiên giới, khoảng cách tới tiên tôn đâu chỉ kém xa vạn dặm, trong lòng lại bắt đầu phiền muộn. Quan trọng nhất là, bình càn khôn chỉ linh cho hắn thời gian 1 vạn năm phải đạt được tới mức phá thiên trong tiên giới. Vậy chẳng phải còn cao hơn cả tiên tôn hay sao? Dù sao hắn cũng phải phá thiên, nếu chỉ có con đường chết, nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy bất lực. Nghe cái từ, yếu gà của chim thần ma,
Dương Bách Xuyên cảm thấy rất phù hợp với mình. Nhưng ngẫm lại, hiện tại hẳn đã đến tiên giới, quan trọng là hẳn có một chút ưu thế người khác không có, nghĩ thế trong lòng thoáng được an ủi. Người khác phi thăng tiên giới vẫn tu tiên đạo, thành tựu cao nhất chính là cảnh giới tiên tôn. Nhưng hẳn lại không giống. Trên người hẳn có bình càn khôn, ngay từ đầu truyền thừa tu luyện chính là thần đạo. Người khác tu tiên, hẳn tu thần. Mục đích và bước khởi đầu đã khác nhau. Mục tiêu của hắn là thần đạo, cảnh giới cao nhất còn hơn cả tiên tôn. Hơn nữa công pháp truyền thừa cũng đã có, một phần của càn khôn tạo hóa chỉ phá thiên quyết đã được truyền vào trong đầu hắn. Thần đạo thiên địa nhân, thiên giới, là công pháp của thần giới. Mặc dù bình càn khôn cho giới hạn 1 vạn năm, nhưng đối với Hân mà nói vậy đã là khởi điểm tốt lắm rồi. Vẫn là có ưu thế. Tu thần đạo cao cấp hơn tu tiên đạo. Đây chính là thế mạnh của bản thân hắn. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng bình thản hơn một chút. Không đấu võ mồm với chim thần ma nữa, Dương Bách Xuyên tranh thủ thời gian bắt đầu hấp thụ sức mạnh của tiếp dẫn chỉ để rèn luyện nguyên thần và thể xác, hy vọng có thể xây cho mình một nền móng vững chắc. Theo như chim thần ma nói, loại sức mạnh này có tác dụng rèn luyện nguyên thần và thể xác, không phải nâng cao thực lực. Nhưng quả thật là loại lực lượng tôi luyện rất mạnh, sau khi vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết rèn luyện từ trong ra ngoài, hẳn quan sát sự thay đổi bên trong cơ thể. Đầu tiên, ý thức tiến vào trong ý thức hải, hắn nhìn thấy nguyên thần đang biến đổi giống như thay da đổi thịt, mà nguyên thần ở Hắc Liên cũng đã bắt đầu có hiệu quả, điên cuồng hút sức mạnh trong tiếp dẫn chỉ để rèn luyện bản thân. Lần trước Hắc Liên ra tay cứu con trai Dương Nguyên Thanh, công lao không thể tính hết, trong lòng Dương Bách Xuyên rất cảm kích Hắc Liên, hẳn cũng không để ý tới việc Hắc Liên đang cướp đoạt sức mạnh tiến vào từ tiếp dẫn chỉ, ngược lại cảm thấy đây là chuyện nên làm. Mặt khác Dương Bách Xuyên cũng hy vọng Hắc Liên có thể khôi phục, cũng đồng nghĩa với tiếp tục cường đại, đây cũng sẽ là con át chủ bài để hắn bảo toàn tính mạng. Rèn luyện thân thể cũng tăng cường từng chút một, thời gian trong tu luyện thường rất nhanh. Một ngày trôi qua, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thời gian Dương Bách Xuyên ở trong tiếp dẫn chỉ đã vượt qua 3 ngày. Chớp mắt đã tới ngày thứ 9. Mấy ngày này, chim thần ma đều ngồi xổm lên vai hẳn. Nó há to miệng nhìn Dương Bách Xuyên đang chìm sâu vào tu luyện. Quái thai quái vật 9 ngày rồi, xem ra tên tiểu tử này có tiềm lực làm tiên tôn, lão tử đi theo ngươi cũng coi như không bẽ mặt, không tệ không tệ, chẳng trách lão già Vân Thiên Tà kia lại để lão tử đi theo đồ đệ của ông ta. Tiềm lực mạnh, được đấy, ha ha. Lịch sử ở tiếp dẫn chỉ lâu nhất là 9 ngày, nhưng Dương Bách Xuyên đến ngày thứ 10 vẫn còn đang rèn luyện. Ngày thứ 15, 20. Đến thời gian 1 tháng. Chim thần ma hô lên, lão tử kiếm được món hời rồi sao? Đến 2 tháng, chim thần ma lầm bẩm, rốt cuộc là loại quái thai gì vậy? 3 tháng, chim thần ma đã chết lặng, nhất là tiếp dẫn chỉ có vấn đề. Thời gian Dương Bách Xuyên ở trong tiếp dẫn chỉ đã hủy đi tam quan của chim thần ma. Vốn nghĩ chỉ có 3 ngày, kết quả Dương Bách Xuyên lại ở bên trong tận 3 tháng. Ngày hôm đó, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tỉnh lại. Ngươi! Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chim thần ma không kìm được nói. Ta đã tu luyện được mấy ngày rồi, có kiên trì được 3 ngày không? Dương Bách Xuyên hỏi. Chim thần ma gật đầu nói, được 3. Bùm. Đúng lúc này, tiếp dẫn chỉ đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh thật lớn, quét qua Dương Bách Xuyên. Sau đó cắt ngang cuộc đối thoại giữa Dương Bách Xuyên và chim thần ma, bao vây 2 người, trực tiếp bay ra ngoài như thể bị ném đi. Bùm. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lao ra khỏi tiếp dẫn trì. Khoảnh khắc bay ra khỏi sương mù trong tiếp dẫn trì, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thấy được một góc băng trôi của tiên giới. Trong khoảnh không tuyệt đẹp trên đầu có những ngôi sao sáng vô tận, những đám mây đẫy màu sắc, sương mù lượn lờ vô tận, như dải ngân hà treo ngược. Mà lúc này dưới chân đã chạm vào mặt đất. Dương Bách Xuyên không biết mình đã thoát ra bằng cách nào, rõ ràng gọi là tiếp dẫn trì, nhưng lại không thấy hồ đâu, mà ngược lại trở thành đất liền. Nghĩ lại có lẽ tiếp dẫn chỉ thực sự chỉ là đang ở trong một trạng thái khác, khi Hân ra khỏi đó tự nhiên sẽ không thấy nữa. Nhưng 4 phía đều có những cây cột khổng lồ, nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải có hàng nghìn cái. Lúc này hắn đang đứng trên một trong số chúng. Ngẩng đầu nhìn lên, đường kính của cây cột này ít nhất cũng phải 100 mét, còn về độ cao thì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Như thể chọc thẳng lên 9 tầng mây. Phía trên cây cột khổng lồ khắc vô số dòng chữ. Vô cùng huyền bí, lấp lánh ánh sáng mờ nhạt. Khiến Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động.
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm như tiếng sấm vang vọng bên tai Dương Bách Xuyên. Người nào ở hạ giới Phí Thăng? Dương Bách Xuyên bị dọa giật mình, lập tức quay đầu, không biết từ lúc nào phía sau đã xuất hiện mấy người. Tổng cộng 5 người. Thấy 5 người vây quanh Dương Bách Xuyên, xung quanh dường như cũng không còn người nào khác, ngơ ngác hỏi, các vị đang hỏi ta sao? Làm càn, một người ở hạ giới nhỏ bé Phi Thăng, nhìn thấy ta không hành lễ, ta là thượng phẩm thiên tiên trấn thủ thiên môn, đương nhiên là hỏi ngươi. Một thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Dương Bách Xuyên quát lớn. Thượng phẩm thiên tiên. Dương Bách Xuyên nhếch miệng, không ngờ ngày đầu tiên Phi Thăng lên tiên giới đã có người đánh phủ đầu hẳn. Mấy thượng phẩm thiên tiên đã lên mặt như thế rồi, nếu là thực tiên, kim. Tiên thì không phải sẽ càng kiêu ngạo hơn sao? Còn không hành lễ. Lúc này lại có một tiếng quát lớn. Dương Bách Xuyên nghe vậy giật mình, nhướng mày, vừa định tấn công, đúng lúc này một nữ tiên nhân lên tiếng, Trương Tam Lý Tứ, đủ rồi, hắn chỉ là một người mới phi thăng mà thôi, mau vào đăng ký đi. Nữ tiên nhân này ngắt lời Trương Tam Lý Tứ, ra oai phủ đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đặc biệt nhìn nữ tiên nhân này một cái, cũng có một chút hảo cảm, nhìn kỹ thì nữ tiên nhân trông giống một tác phẩm nghệ thuật, khiến hẳn có cảm giác tràn ngập tiên khí. Có lẽ tiên nhân của tiên giới đều như vậy. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, dù sao cũng đã thành tiên, có thể thay đổi dung mạo của mình ở tiếp dẫn trì, điều này trước đó hẳn đã phát hiện, nhưng hẳn cũng không thay đổi dung mạo của mình. Vẫn là mái tóc trắng như cũ. Cơ thể, mái tóc, làn da đều là do phụ mẫu cho, dung mạo cũng là do trời ban cho, không cần phải thay đổi. Nhưng mà dung mạo của năm nam nữ này đều là mỹ nam mỹ nữ hạng nhất, rõ ràng là đã thay đổi dung mạo ở tiếp dẫn chỉ sau khi phi thăng. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ về những vấn đề này, người tên Trương Tam hừ lạnh nói, nể mặt san hô tiên tử, không so đo với tiểu tử không hiểu quy tắc như ngươi nữa, nghe đây, hãy đặt tay lên tiếp dẫn thiên trụ, tiến hành đăng ký nhập giới. Tiếp dẫn thiên trụ, nhập giới, Dương Bách Xuyên nghe xong có chút sửng sốt. Lúc này nữ tiên nhân nói, tiếp dẫn thiên trụ chính là thiên trụ dẫn đến cửu thiên, thông với tiếp dẫn chỉ, ở đây có 3.000 tiếp dẫn thiên trụ, tượng trưng cho 3.000 thế giới tu chân. Trên thực tế, khi người phi thăng tiến vào tiếp dẫn chỉ, tin tức của ngươi đã tự động được chuyển đến tiếp dẫn thiên trụ, hiện giờ bọn ta chính là người phụ trách đăng ký, làm lệnh bài thân phận để ngươi tiến vào tiên giới, ở tiên giới không có thân phận, đối với một tiểu tiên nhân vừa mới phi thăng lên tiên giới như ngươi có rất nhiều bất tiện thậm chí là phiền phức. Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt tình huyết vào tiếp dẫn thiên trụ bên cạnh ngươi là được, xem như kích hoạt thân phận của ngươi ở tiên giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.